Chương 844, liên kết với nhau. Ôi, lúc trước, cái này. Diệp Phàm giả bộ khó xử, nhìn Mã Diễm Xuân và tộc trưởng Mã. Hừ, chúng ta hôm nay là họp về việc sửa đường và mở đường, tạm thời gác việc của đám người Mã Tiêu qua một bên đi, tin rằng phòng công an huyện sẽ nhanh chóng xử lý theo quy định. Tuy nhiên, lúc nãy tôi đã nghe thấy đồng chí nào có nói rằng nếu là Mã gia chúng tôi quyên góp bao nhiêu thì người ấy sẽ quyên góp gấp đôi số tiền của chúng tôi, và câu này mọi người cũng được nghe thấy rồi. Diễm Xuân, cháu lấy tiền ra đi. Mã Vân Tiền và Mã Diễm Xuân, Mã Lạc Thiết, ba người trao đổi với nhau bằng ánh mắt, nói rằng. Được. Mã Diễm Xuân bỗng đứng lên, đường xẻ của chiếc áo dài kia lại ghép lại. Cô quay đầu hướng về Diệp Phàm, nói. Chủ tịch Diệp, tôi xin đại diện cho tập đoàn mỏ Silicon cùng với người họ Mã để quyên góp 1 triệu tệ cho Ủy ban Nhân dân huyện Ma Xuyên dành cho việc làm đường thiên tường. Xin tiếp nhận. Nói xong đưa mắt ra hiệu, Mã Côn thì ngẩng đầu sải bước đi vào phòng, rồi mở cái vali đang đựng số tiền 600.000 ra, những tờ tiền 100 tệ đã được xếp chỉnh tề trong vali kia khiến mọi người trong phòng đều không kìm nổi, trái tim cứ thình thịch đập rất mạnh. Còn thiếu 400.000 nữa. Tôn Ngọc Minh và Thiết Đông không ngờ đồng thời hừ lạnh. Ở đây, Mã Diễm Xuân chợt cười khanh khách, quay người qua đi, cử chỉ tao nhã, từ cái cặp ra móc ra một tờ chi phiếu, xem ra là đã chuẩn bị sẵn rồi. Khi đưa cho Diệp Phàm, mọi người trong phòng đều vỗ tay lên, Diệp Phàm vừa muốn nói lời nói cảm ơn thì Mã Diễm Xuân cười rằng. Đây là 1 triệu tệ, một là đại diện cho tấm lòng nhân ái của người Mã gia đối với huyện Ma Xuyên, hai cũng là trách nhiệm của chú Vân Tiền của tôi, khanh khách. Cười xong nói tiếp. Chúng tôi xin được đi trước, không biết người lúc nãy chú Vân Tiền nhắc tới là ai nhỉ? Chúng tôi đều mỏi mắt mong chờ. Hừ, khiêng tiền vào nào. Thiết Đông bỗng gào to lên, cánh cửa đang vẹo mở ra kia bỗng bị hai chàng trai đẩy ra, rồi bỏ một túi tiền trên sàn, trước bàn của Diệp Phàm. Bên trong có 1 triệu, là được quyên góp từng ly từng hào bởi người thiết gia của thị trấn Dương Đầu, còn 1 triệu nữa, đương nhiên là của thị trấn Thanh Sơn rồi, đây là chi phiếu, xin chủ tịch Diệp tiếp nhận. Thiết Đông rất phóng khoáng đưa tiền qua, tuy nhiên, hắn đã lòng đau như cắt rồi. Thật ra, mỏ đồng của thị trấn Thanh Sơn chính là do người thiết gia của thị trấn Dương Đầu làm chủ lực khai thác, gần giống với tập đoàn mỏ Silicon Mã Hồ Tử. Chỉ là mỏ đồng vẫn còn có một tính thuộc về nhà nước, qua kiểu nói thì có vẻ hơi giống như chính quyền huyện Ma Xuyên để người thiết gia nhận thầu. Mà tập đoàn mỏ Silicon Mã Hồ Tử là thuộc tư nhân, vì có Chu Phú Đức chống lưng cho nên họ mới có thể miễn thuế được. Thật ra cũng không thể nói là miễn thuế. Đó là vì đồng chí trong chi cục thuế huyện chẳng dám vào đó thu tiền thuế cả, dứt khoát mắt nhắm mắt mở, cứ xem như mỏ Silicon không tồn tại. Mẹ kiếp, xem ra huyện Ma Xuyên cũng không phải là nơi khỉ ho cỏ gáy đâu. Về mỏ Silicon nhất định phải làm rõ, những gì nên thu thì phải thu về, bằng không, tiền nhà nước sẽ chạy hết vào túi của cá nhân. Hèn chi chính quyền huyện nghèo như thế, mà cá nhân thì giàu nứt khố đổ vách. Diệp Phàm trong lòng đã có chủ ý. Đương nhiên, hắn cũng biết, việc thu hồi mỏ đồng và mỏ Silicon sẽ gặp rất nhiều trở ngại, nếu xử lý không tốt sẽ phải trả giá rất cao. Tuy nhiên, Diệp Phàm ý chí đã kiên, để giữ vị trí của mình, để chấn hưng kinh tế Ma Xuyên, hắn không thể không hạ quyết tâm vậy. Trách nhiệm nặng nề, trong đầu Diệp Phàm hiện ra câu này. Ha ha ha, các người có mỏ đồng có mỏ Silicon, mà thị trấn Ngưu Đầu chúng tôi chẳng có quặng gì cả. Người Tôn gia và những bà con trong thị trấn Ngưu Đầu nghe nói phải sửa lại con đường thiên tường, cho nên, tuy ai cũng nghèo cực, nhưng vẫn tìm hết mọi cách để góp chút tiền và cho đến tối hôm qua, chúng tôi đã góp được 600.000 rồi. Tôn Minh Ngọc vừa mới nói ra câu này thì Mã Vân Tiền có vẻ coi thường, nói. Tôn gia của anh là nhà giàu trong Ma Xuyên đó, số người e rằng cũng gần bằng Mã gia chúng tôi, ha ha ha. Ha ha, chủ nhiệm Mã, đừng vội. Hình như tôi chưa nói xong mà. Tôn Minh Ngọc lườm Mã Vân Tiền một cái, cười nói. Tuy nhiên, may là gương mặt già của bố tôi vẫn còn có chút sức ảnh hưởng, và phòng thu phí bến phà Đức Bình sông Thần Nữ đã góp 300.000, cục tài chính địa khu góp 600.000, ha ha ha, tất cả hình như là 1,5 triệu. Lão Tôn gia trong thị trấn Ngưu Đầu chúng tôi không thể so sánh được lão Thiết gia trong thị trấn Dương Giác. Tuy nhiên, chắc Mã Hồ Tử, ông chủ lớn này sẽ không thua kém đâu. Tôn Minh Ngọc cười khẽ, giọng nói thì dịu dàng,
nhưng làm đồng chí Mã Vân Tiền suýt chút nữa thì tức chết đi được. Hắn trong lòng hừ nói, lão Tôn gia, ai mà không biết trưởng phòng bến phà Đức Bình sông thần nữ Tôn Quốc Tân là em họ của Tôn Quốc Đống mày, về cục trưởng cục tài chính địa khu Kiều Mộc Hưng, y là bạn học cũ của Tôn Quốc Đống, như vậy người ta không nẻ mặt mũi cho mày mới lạ. Tuy nhiên, hai khoản tiền đó chắc sẽ không được cấp nhanh như thế đâu. Hắn nghĩ đến đây thì có một mưu kế liền, miệng hừ nói. Tiền chưa vào túi thì nói cũng vô dụng, hôm kia con đường thiên tường sẽ bắt đầu khởi công, dù sao cũng không thể cho vài chục nghìn công nhân của huyện Ma Xuyên phải nhìn cục tài chính địa khu mà ăn không khí chứ. Về việc này thì không cần chủ nhiệm Mã phải bận tâm. Khoản tiền đó, hôm qua người ta đã chuyển vào quỹ chủ tịch huyện rồi, chủ tịch Diệp hãy cho người đi kiểm tra thử có nhận được số tiền này chưa. Tôn Minh Ngọc không nhanh không chậm, đương nhiên là muốn làm khó chịu Mã Vân Tiền rồi. Hơn nữa trực tiếp chuyển khoản vào quỹ chủ tịch huyện thật ra cũng là có ý tiện cho Diệp Phàm sử dụng. Về phương diện này, tất nhiên lại là lão hồ ly Tôn Quốc Đống muốn giở trò lấy của chung để báo ơn cá nhân rồi. Ừ, nông viện viện, cô lập tức an bài một người đi kiểm tra thử. Diệp Phàm ừ một tiếng, bỗng cười nói. Nhìn thấy chưa, các đồng chí, huyện Ma Xuyên chúng ta quả thật là nhân tài lớp lớp xuất hiện, chỉ một lát thôi mà đã góp được 4 triệu rưỡi rồi. Ngay cả chủ tịch huyện như tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ đó. Vậy thì con đường thiên tường chúng ta có hy vọng rồi, và tôi rất có niềm tin lần này sẽ thành công tốt đẹp. Tiếp theo, trong huyện cũng đã sắp xếp hết mọi việc rồi, đây là bí thư Chu trước khi đi đã dặn dò kỹ rồi đó. Ha ha, chủ tịch Diệp, chúng ta đều đã góp tiền rồi, nhưng không biết chủ tịch Diệp có thực hiện được lời hứa hay không. Lúc này, Thiết Đông bỗng quay đầu pháo lại hướng về đồng chí Diệp Phàm. Nghe y nói vậy Mã Vân Tiền cũng bỗng nhớ lại hình như Diệp Phàm lúc nãy có nói rằng nếu mình lấy ra được bao nhiêu tiền thì Diệp Phàm sẽ gấp 4 lần, hắn lập tức không đọ với Thiết Đông nữa, miệng thì hả ra, cười nói. Ừ, mọi người đều đã nghe thấy chủ tịch Diệp nói rằng, sẽ gấp 4 lần số tiền của Mã Vân Tiền đó, và lúc nãy các đồng chí đều đã nhìn thấy rồi, Mã gia chúng tôi đã góp 1 triệu rồi đó, ha ha. Mã Vân Tiền nói xong. Với Thiết Đông hai người cùng trừng mắt nhìn đồng chí Diệp Phàm. Ha ha, tin rằng chủ tịch Diệp không phải là người bắn tên không đích đâu. Tục ngữ có nói, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Chủ tịch Diệp là lãnh đạo cả huyện, câu này chắc không phải nói lung tung thôi. Bằng không, sau này những đồng chí cấp dưới cũng làm theo như thế thì lời nói của chủ tịch Diệp còn có uy tín nữa không? Ha ha, đồng chí Thiết Đông và đồng chí Vân Tiền, hai vị thì đừng so bì về việc này nữa. Bí thư đảng quần vì bất lý đột ngột chen vào, dĩ nhiên là muốn xem Diệp Phàm bị mất mặt rồi. Hắn ăn nói rất kỳ quái, lời nói như cây súng bắn vào người Diệp Phàm. Hơn nữa bề ngoài là khen nhưng ẩn ý là chế nhạo. Mã Vân Tiền góp 1 triệu, thế Diệp Phàm thì phải góp 4 triệu. Dù thế nào đi nữa đồng chí vì bất lý cũng không thể tin rằng Diệp Phàm có thể lấy được 4 triệu ra, nghe nói hắn chỉ lấy được 1 triệu thôi. Con số này và 4 triệu không phải chỉ là chênh lệch nhỏ tí đó. Thiết Đông đương nhiên chỉ có cách ép Diệp Phàm lên núi Lương Sơn ép tới bước đường cùng, rồi trong khi đang đau lòng vì tiền của mình. Dù sao cũng không thể để mình một người bị lỗ chứ, cũng phải xem một ai nào đó bị mất mặt mới được, bây giờ chỉ còn lại Tôn Ngọc Minh chưa hé răng thôi. Mẹ kiếp, toàn bộ người đều muốn ép buộc bố mày. Không ngờ mấy người này cũng không dễ đối phó chút nào cả. Bây giờ ngược lại là chuốc vạ vào thân rồi. Phiền phức rồi, tính đi tính lại, chỉ có cục giao thông địa khu cho 600.000, và thắng được thằng phó bí thư kê nhất tiêu 200.000 khi ở quận Thông Đô. Còn Sứ Vương Các và tập đoàn Võ Thánh tất cả mới 1 triệu. Bí thư Trang góp 300.000 để mua thuốc nổ, tính hết tất cả mới 2 triệu mốt thôi. Cách 4 triệu vẫn còn xa, phải đi đâu mà tìm ra số tiền còn lại nhỉ, nếu bình thường chắc có khả năng. Nhưng bây giờ không kịp rồi. Xem ra cũng không nên tùy ý nói năng khoác lác như thế, đúng là họa từ miệng ra, ơi. Diệp Phàm nhanh chóng suy nghĩ, cảm thấy rất hối hận. Đương nhiên, trong phòng bây giờ ngoài Phương Viên, Tôn Minh Ngọc và Ngô Đồng ba người ra, còn lại đều cố tình muốn xem Diệp Phàm bị mất mặt. Nhìn thấy Diệp Phàm chỉ cứ hút thuốc thôi, mọi người đều biết được hắn hôm này không thoát ra được rồi. Mã Vân Tiền và Thiết Đông. Vì bất lý đương nhiên là đang nghiêm túc trừng mắt nhìn chủ tịch Diệp rồi, xem bộ kịch hay sắp mở màn rồi. Vài phút đã trôi qua rồi. Mã Vân Tiền không kìm nổi, cười tủm tỉm nói.
Chẳng lẽ là chủ tịch Diệp chê tiền nặng quá cho nên mới không khiêng về sao? Vừa đúng lúc trưởng phòng Ngô cũng ở đây, có cần trưởng phòng Ngô lái chiếc xe thương vụ đi trở về hay không? Không cần, sức khỏe Thiết Đông tôi vẫn chưa yếu lắm, khiêng vài triệu chắc không phải vấn đề. Thiết Đông cười giọng nói. Ha ha ha, trước tiên để phó chánh văn phòng nông giới thiệu cho mọi người về tình hình tôi đi tìm tiền đã, đừng vội, mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi đi. Diệp Phàm chợt cười lên, lạnh nhạt liếc hai thằng kia một cái. Thưa các vị lãnh đạo, mấy hôm nay tôi đã đi dạo một vòng với chủ tịch Diệp, tìm được số tiền như sau, cục trưởng Ngô của cục giao thông địa khu góp 600.000, quận Thông Đô. Như vậy tất cả là 2 triệu mốt. Nhưng gần đây chủ tịch Diệp chẳng phải đã lái về 5 chiếc xe sao, nghe nói mấy chiếc xe đó trị giá 1 triệu 200 nghìn, tính hết tất cả là 3 triệu 300 nghìn. Nông viện viện vừa nói xong. Vì bất lý thì bắt đầu cười nói. Nông phó trưởng ban, mấy chiếc xe kia cũng có thể tính vào hả? Chẳng lẽ phải đem đi bán đấu giá rồi góp đi sửa đường sao? Thằng danh Ngô Đồng nghe vậy trong lòng run lên, hắn thật sự rất sợ Diệp Phàm sẽ vì giữ sĩ diện mà đem đi bán. Đến lúc đó mình không dám ngăn cản đâu. Thật vất vả mới được khoe một vòng ở huyện Giang Tân và huyện Sương Châu, chẳng lẽ lại bị bay mất đi trong giây phút sao? Như vậy sau này mấy trưởng đồn công an trong thị trấn Sư Vương, thị trấn Phủ Dung sẽ cười bẽ răng đó. Hắn mịt mờ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hai bàn tay thì đã đầy mồ hôi rồi. Chương 845, bị ép tới bước đường cùng. Bán đi cũng được, miễn là chủ tịch Diệp nói một câu là được. Tôi có quen với ông chủ chuyên bán xe cũ trong địa khu, như vậy cũng có thể góp chút sức. Đều là vì sửa đường mà. Mã Vân Tiền hung hăng mà trừng mắt nhìn Ngô Đồng một cái, trong lòng mắng, con chó, dám không nghe lời ta, chút nữa nếu họ Diệp kia quả thật bán xe đi thì mày sẽ vừa mất công vừa bị một phen bẽ mặt đó. Tôn Ngọc Minh và Phương Viên đương nhiên là đang lo lắng vô ích, còn nông viện viện đang ngồi sau lưng Diệp Phàm đã sốt ruột đến mức sắp rơi nước mắt luôn. Ha ha ha. Không cần phải bán xe, công an huyện sẽ có một chiếc xe mới 2.000 Santana nữa, chiếc xe này dùng để làm xe cảnh sát để chấp hành công việc pháp luật. Diệp Phàm chợt cười cởi mở. Ý này là sao, chẳng lẽ chủ tịch Diệp đã dọn hết xe của cục trưởng Lâm trong địa khu về rồi hả? Thiết Đông hừ nói, chẳng tin vào lời nói của Diệp Phàm. Không phải, dù sao cũng phải để lại vài chiếc cho cục trưởng Lâm chứ. Diệp Phàm cười đáp. Bỗng lại biến mất đi nụ cười, nghiêm túc nói. Chủ tịch tập đoàn Hoành Xương Thủy Châu ông Thượng Thiên Đồ đã biết được tình hình nghèo khổ của huyện Ma Xuyên chúng ta và rất là thông cảm. Ông ta rất lo lắng về người dân huyện Ma Xuyên chúng ta, cho nên hôm qua ông ta đã nói với tôi rằng ông quyết định quyên góp 3 triệu cho quỹ chủ tịch huyện để tiện cho trong huyện dùng để sắp xếp công việc. Hơn nữa, nghe nói công an huyện Ma Xuyên vẫn còn sử dụng máy kéo để làm việc, ông ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Lập tức quyết định quyên tặng 3 chiếc xe Santana 2.000 cho huyện ta, về việc chia như thế nào thì ông ta đã giao cho chính quyền huyện để thống nhất sắp xếp rồi. Thật ra, hắn đã đau lòng đến mức sắp nhảy lầu tự tử rồi, vì những cái gì mà hắn nói toàn là nói dối không, hắn quyết định quyên tặng 3 triệu với danh nghĩa của Thượng Thiên Đồ. Về số tiền này đương nhiên là hắn đi vay mượn trước, sau đó mới chuyển tiền mình cho đồng chí Lão Thượng, và đây đương nhiên là do bị Thiết Đông. Mã Vân Tiền và Vi Bất Lý ép lên Lương Sơn rồi mới bắt buộc lấy tiền riêng để giữ sĩ diện của tập thể thôi. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng muốn có hành động lớn, miễn làm thì dứt khoát làm cho tốt đi, làm ra chút công tích sẽ được biểu dương, như vậy cũng có thể lấy lại mặt mũi cho bí thư Trang ở địa khu. Về chiếc xe Santana 2000, Diệp Phàm thì không lo lắm, dù sao Lão Thượng cũng sẽ nể mặt cho mình và tìm về vài chiếc xe, Diệp Phàm tin vào sức hấp dẫn về nhân cách của mình. Đây là việc gì chứ, ta phải lấy tiền riêng ra để cho nhà nước sửa đường, danh tiếng thì thuộc về người ta, nếu tất cả cán bộ trên toàn quốc đều chí công vô tư như ta thì đất nước Trung Quốc chắc sẽ sớm mạnh mẽ lên thôi, làm gì phải suốt ngày nhìn sắc mặt của nước Mỹ để làm việc chứ. Hắn trong lòng đắc ý nghĩ rằng, Chủ tịch Diệp, không biết khoản tiền của Chủ tịch Thượng bên Thủy Châu khi nào mới đến nhỉ? Tiền của chúng ta đều đã có thật, con đường thiên tường này hễ khởi công thì cần phải có rất nhiều tiền đó. Nếu tiền đến rồi thì dễ sắp xếp công việc hơn, không thể chờ đợi nữa. Thiết Đông ép buộc Diệp Phàm. Xem ra nếu hôm nay không thấy tiền thì sẽ không xong, một là đồng chí Diệp Phàm mất mặt, hai là lấy tiền ra, nói để dọa người thôi là điều không thể chấp nhận được. Thế cho tôi nói một câu,
nếu chủ tịch Thượng bận việc thì cứ bảo ông chuyển khoản qua trước đi, đương nhiên, nếu rảnh thì cũng nên tổ chức một nghi thức quyên tặng, bao gồm các khoản tiền của mọi người, và phải mời đài truyền hình đến để tuyên truyền mới được. Diệp Phàm giả bộ bình tĩnh mà cười, trước mặt mọi người gọi điện. Chủ tịch Thương à, tôi là Diệp Phàm, cho hỏi số tiền 3 triệu mà công ty Hoành Xương của ông tặng cho nhân dân huyện Ma Xuyên khi nào mới chuyển qua. Con đường thiên tường của huyện Ma Xuyên chúng ta sắp khởi công rồi đó, không thể chờ được nữa. Hơn nữa, còn 3 chiếc xe kia khi nào có thể lái qua đây, hiện nay công an huyện Ma Xuyên chúng ta khi làm việc vẫn phải đi máy kéo đó. Diệp Phàm thiên hạ thủ vi cường. Kể việc ra trước, cũng không biết Thượng Thiên Đồ có hiểu được ý của hắn hay không. Tin rằng Thượng Thiên Đồ chắc không ngu đâu. Nhưng Thượng Thiên Đồ thật sự đã bị Diệp Phàm làm hồ đồ rồi, thầm nghĩ, quái nhỉ, ta có khi nào nói sẽ quyên tiền cho nhân dân huyện Ma Xuyên đâu, hơn nữa là 3 triệu, nghĩ ta là ông thần tài hả. Lần trước đi khu kinh tế Lâm Tuyền đã phải quyên 1 triệu rồi, ta đã rất đau lòng rồi. May là lần trước có thể nâng cao được một chút công lực. Nhưng lần này chủ tịch Diệp nói như thế là có ý gì nhỉ, hắn đã đòi như thế rồi, nếu ta không quyên tặng một chút thì không được. Với lại nếu có thể một lần nữa giúp mình nâng cao trình độ quốc thuật thì cũng là một điều đáng mừng. Hắn cảm thấy Diệp Phàm hơi lạ, cố tình hỏi. Chủ tịch Diệp, thế về việc đó có thể nâng cao chút nữa không? Mẹ kiếp, không ngờ hắn cũng biết nhân cơ lấy lời, muốn làm khó ta. Diệp Phàm trong lòng mắng một câu. Nhưng trong lúc này cũng không tiện giải thích, đành phải nhịn đau mà cười nói. Về việc nâng cao danh tiếng của công ty thì không phải là vấn đề, đến lúc khi quyên tiền đài truyền hình chúng ta sẽ đến đây quay phim làm chuyên đề. Hay là chủ tịch thượng đích thân tham gia nghi thức quyên tặng đi, chúng ta sẽ tổ chức rất là long trọng, và luôn tiện tuyên truyền cho công ty ông, thế nào? Cái gì, nâng cao danh tiếng hả, chỉ bằng cái đài truyền hình nát ấy trong Đức Bình của các người mà muốn nâng cao danh tiếng hả? Nếu là đài truyền hình tỉnh thì có thể làm được. Ý của ta nói là nâng cao công lực. Tuy vậy, lời nói của chủ tịch Diệp hình như là có ý khác, thế cứ đồng ý trước rồi để sau này mới tính. Đừng làm đứt đi dây sĩ diện của cao nhân chủ tịch Diệp này. Thượng Thiên Đồ đang hồ đồ, hạ quyết tâm, cười rằng. Được, về nghi thức thì tôi nghĩ không cần thiết, và tôi lập tức đến đó ngay, nghe nói phải mất khoảng một ngày mới đến Ma Xuyên được, ước tính buổi tối sẽ đến. Hắn dĩ nhiên là nhằm vào mục đích nâng cao công lực. Ha ha, chủ tịch thượng nói rằng sẽ lập tức đến đây, ước tính 7-8 giờ mai mới đến nơi. Dứt khoát 10 giờ mai chúng ta tổ chức một nghi thức quyên tặng thật là long trọng trong Ủy ban Nhân dân huyện đi, về việc này thì giao cho tránh văn phòng Liễu chuyên môn phụ trách, phó tránh văn phòng Nông làm phụ. Phải tổ chức cho thật có đặc sắc mới được, phải giấy lên đặc điểm nhân dân huyện Ma Xuyên. Đương nhiên, cũng phải tiết kiệm tiền. Sửa đường mới là việc chính. Diệp Phàm cúp máy xong thì nói với mọi người. Chủ tịch Diệp, dứt khoát nhân cơ này phát động nhân dân cả huyện góp tiền đi, thế nào? Tiền càng nhiều thì con đường thiên tường sẽ làm được càng rộng, và cái này cũng là vì sự an toàn của nhân dân huyện Ma Xuyên thôi. Tránh văn phòng Liễu Nghi Phương đề nghị nói. Các vị thấy thế nào? Diệp Phàm ngó Vi Bất Lý một cái. Được, tôi thấy như thế rất tốt. Đương nhiên. Không nên ép buộc, nên làm theo nguyên tắc tình nguyện mới được. Góp bao nhiêu thì bấy nhiêu, như vậy ít nhất cũng sẽ góp được hơn 100.000 đó, đúng không? Vi Bất Lý gật đầu nói. Được rồi, thế mọi người báo cáo số tiền đi, còn phó tránh văn phòng Nông thì làm thống kê, xem thử tất cả đã góp được bao nhiêu tiền rồi. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc mà liếc nhìn mọi người một cái, nói rằng. Chủ tịch Diệp, tôi 150.000. Vi Bất Lý người đầu tiên báo cáo. Tôi 100.000. Phương Viên nói. Tôi, Chủ tịch Diệp, ban tuyên giáo huyện ủy chúng ta thật sự là không tìm được tiền nữa, chỉ góp được 30.000 thôi. Đỗ Tiểu Lan vẻ mặt hổ thẹn, cúi đầu xuống nói. Ban chỉ huy quân sự huyện không có tiền, tôi đã tìm tư lệnh Phượng trong phân khu rồi, tôi năn nỉ rất lâu mới đồng ý cho 50.000, muốn nhiều nữa thì không có. Tề Quy Vân rất dứt khoát, khi nói còn ưỡn ngực, chẳng có chút xấu hổ gì cả. Con đường thiên tường là đại nghiệp, và rất tốt cho nhân dân huyện Ma Xuyên chúng ta. Các đồng chí trong phòng giao thông vận tải kiểm tra thử cả huyện tất cả có bao nhiêu chiếc xe, mỗi chiếc xe ít nhất phải góp 500 tệ. Con đường này cũng là phục vụ cho xe đi qua thôi, họ góp tiền là điều nên làm. Hơn nữa, trong huyện Ma Xuyên chúng ta có gần 10.000 người làm công chức nhà nước,
những người này mỗi người ít nhất phải góp 50 tệ. Còn đối với các ngành, phòng, thị trấn và người dân, đều phải tăng cường sức tuyên truyền, dù 1 đồng cũng là tiền, 10 đồng cũng là tiền, không hạn chế quy định người dân phải góp bao nhiêu, để họ góp tình nguyện đi. Nhưng nhất thiết phải tuyên truyền đúng chỗ, phải tạo ra khí thế, ra mưu ra sức, phát động cả huyện, một lòng sửa lại con đường cho tốt. Theo tình hình trước mắt, con đường Thiên Tường huyện Ma Xuyên chúng ta có khả năng được nâng cấp, và phương án thứ nhất cũng có thể thực hành. Tôi nghĩ, có thể góp thêm nhiều tiền nữa để tiến hành phương án thứ hai hay không? Diệp Phàm cả người phát ra khí thế của một cao thủ thất đẳng, cộng thêm tiếng như chuông đồng, rất là có hiệu quả chấn động mọi người. Tuy nhiên, hiển nhiên có một số người không đồng ý, vì bất lý cười lạnh nói. Chủ tịch Diệp, cho dù là theo ý tưởng của anh và nhân dân cả huyện đều góp đủ 15 triệu. Nhưng theo phương án thứ hai, móng đường cộng thêm ven đường và rãnh thoát nước là rộng tới khoảng 13 mét, hơn nữa cần phải xây dựng vài cây cầu, và có một số đoạn đường cũ phải hoàn toàn bỏ đi nữa. Đúng là con đường thẳng hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn, và chiều dài cũng rút ngắn đến khoảng 100 km, nhưng đó phải mất tới 50 triệu, thậm chí khoảng 60 triệu. Ngoài trong huyện đã góp được khoảng 15 triệu ra, còn thiếu nhiều tiền lắm. Huyện chúng ta đã nợ nhiều lắm rồi, bây giờ có muốn đi vay thêm nữa cũng hết chỗ để vay rồi. Thật ra vì bất ly trong lòng đã ghen tị từ lâu rồi. Vốn là muốn ngăn cản việc này, nhưng hôm nay lợi thế đã nghiêng qua bên Diệp Phàm, hắn đành phải than thở trong lòng thôi. Việc lần này nếu Diệp Phàm thành công thì nó sẽ trở thành một nguồn vốn chính trị lóa mắt của hắn đó. Bây giờ Chu Phú Đức không ở đây. Chỉ mình Diệp Phàm làm gia trưởng của huyện Ma Xuyên thôi, khi làm ra thành tích lớn, thì nó không phải thuộc của Diệp Phàm thì là thuộc của ai nữa. Đến khi đó, khi lãnh đạo địa khu phát ngôn khen ngợi luôn tiện nhắc đến tên mình và mấy thường ủy huyện ủy là tốt lắm rồi. Mấy tháng tiếp theo nếu Chu Phú Đức vẫn chưa hết bệnh thì Ma Xuyên này, chức quyền bí thư cũng sẽ bị Diệp Phàm cưới mất đi. Vì bất lý tuyệt đối không muốn nhìn thấy việc này xảy ra, cho nên hắn đã không kìm nổi rồi. Đứng lên hết sức phản đối áp dụng phương án thứ hai. Nếu chủ tịch Diệp có thể đi tìm thêm 35 triệu nữa thì tôi cũng không có cái gì để nói nữa. Đương nhiên, nếu con đường Ma Xuyên sửa được càng tốt thì tôi càng vui, chúng ta làm cán bộ nơi đây, cũng có thể nói là thật sự làm chút việc vì bà con rồi. Nếu có thể thực hành phương án thứ hai thì đó sẽ là một tiên phong hạng nhất, không phải chỉ nói là ở Ma Xuyên, cho dù là ở chuyên khu Đức Bình, có huyện nào có thể làm được như thế đâu. Đó là 50 triệu chứ không phải là 50.000. Không biết Phương Hồng Quốc đang tính toán cái gì, hình như là ủng hộ Diệp Phàm, lại hình như là châm biếm Diệp Phàm. Nói chung lời nói đó có chút quái dị. Không phải là tôi có thể tìm thêm 35 triệu, cũng không phải yêu cầu mọi người góp thêm nữa. Số tiền khoảng 35 triệu này phải nhờ mọi người tìm cách đi thu hút một số dự án. Việc này thì để kết thúc nghi thức quyên tiền rồi mới tính đi. Trưởng Ban Đỗ, cô lập tức đi làm việc tuyên truyền, phải tuyên truyền quyết định của chính quyền huyện ủy cho mọi người biết. Diệp Phàm rất bình tĩnh mà nói. Chương 846, phong độ của đại tướng. Tình huống đột phát trong hôm nay làm hắn nhìn thấy được chút hy vọng về việc thực hiện phương án thứ hai. Hễ làm thì phải làm lớn, bằng không thì không làm, đây là tính tình của Diệp Phàm. Nếu thật sự không được thì tìm đến cấp trên trong tỉnh giúp đỡ cho, đây cũng là ý tưởng đột ngột của Diệp Phàm. Chủ tịch Diệp, bản vẽ này. Gần đến giờ cuối cùng, Thiết Nhất Thủy bỗng nhiên đứng dậy, có chút ấp a ấp úng nói. Bản vẽ này bị sao? Có phải là có chỗ nào không ổn không? Diệp Phàm trong lòng rung lên, tưởng là có vấn đề gì. Nếu trong giây phút này xảy ra việc gì thì sẽ làm hỏng việc lớn đó. Không phải, khi tôi vào Cục Giao thông Vận tải địa khu lấy bản vẽ, trưởng phòng tiền đã nói rồi. Nói là huyện Ma Xuyên chúng ta vẫn chưa trả chi phí thiết kế bản vẽ cho đơn vị đó. Hơn nữa, khi đó còn mời cả đại sư trong viện thiết kế đến hợp tác làm việc kiểm tra và thiết kế nữa. Vì tình hình con đường Thiên Tường huyện Ma Xuyên chúng ta phức tạp quá, chỉ riêng địa khu là không kham nổi. Cho nên, trưởng phòng Thiết một lần nữa muốn nói lại thôi. Có việc gì thì cứ nói thẳng đi, đừng có rể rà nữa. Diệp Phàm nhíu mày, trong lòng chợt lạnh, vẫn là vấn đề về tiền. Một bản vẽ liên quan đến giá trị công trình khổng lồ như vậy, chi phí dành cho công việc đo lường, kiểm tra và khảo sát chắc cũng không ít. Thế tôi nói đi nhé. Năm đó lãnh đạo địa khu Đức Bình nghe nói Bộ Giao thông Vận tải nhà nước có một hạng mục,
nghĩ có thể nhân cơ này để xây dựng lại con đường Ma Xuyên. Bởi vậy, nhằm xin phép làm đường, địa khu đã bắt đầu hành động, do Cục Giao thông Vận tải dẫn đầu, phát giấy mời thăm dò và thiết kế toàn tuyến đường của con đường Thiên Tường huyện Ma Xuyên cho Viện Thiết kế Khảo sát Đường, Viện Thiết kế Quy hoạch Đường và Sở Nghiên cứu Khoa học Đường thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh. Để đảm bảo chất lượng thiết kế và thăm dò trong giai đoạn đầu cũng như là phối hợp hai viện một sở này thuận lợi triển khai công việc, Cục Giao thông Vận tải địa khu với huyện Ma Xuyên đã liên tay thành lập nhóm chỉ huy thiết kế thăm dò con đường Thiên Tường, do Phó Chủ tịch địa khu Cha làm tổng chỉ huy, Bí thư Chu huyện Ma Xuyên chúng ta làm phó tổng chỉ huy. Sau khi nhận được nhiệm vụ, hai viện một sở này đã lập tức hành động, tập trung hết tất cả tinh anh và những thiết bị thăm dò hiện đại nhất trong viện để chuyển đến hiện trường thăm dò núi Thiên Sa huyện Ma Xuyên. Dưới sự hợp tác của Tổng Công trình Cục Giao thông Vận tải Trương Đào Nguyên, mọi người khẩn trương triển khai mọi công việc. Chưa được nửa tháng thì công việc thăm dò, quy hoạch và thiết kế đã xong xuôi. Bản vẽ được thiết kế rất hoàn mỹ. Lúc nãy mọi người đều đã nghe nói rồi, phía nam của dãy núi Thiên Sa giáp với huyện Quy Nguyên và cứ chạy thẳng đến ngoài thành huyện Ma Xuyên là 140 km. Sau khi kéo thẳng, và cộng thêm một số cây cầu thì đã rút ngắn đến 100 km. Đây thật sự là một sáng kiến rất giỏi. Đương nhiên, chi phí dành cho công việc thiết kế và khảo sát cũng không ít, là 1 triệu. Tuy vậy, mới là 1/5 của tổng vốn xây đường hơn 50 triệu, như vậy cũng hợp lý. Hồi đó nói là chờ đến sau khi Bộ Giao thông Vận tải duyệt rồi mới trả khoản tiền này, không ngờ, phương án này cuối cùng lại không được phép. Lý do không phải là phương án chúng ta không được hay, chủ yếu là lúc đó tình huống có thay đổi. Vốn là nghe nói quốc lộ 300A sẽ đi qua một chỗ cách huyện Ma Xuyên không bao xa. Sau đó lại thay đổi, trực tiếp đi con đường tỉnh Giang Đô kia. Bởi vậy, huyện Ma Xuyên chúng ta bị bỏ rồi. Thiết Nhất Thủy than thở. Ý của cậu là chi phí dành cho công việc thiết kế bản vẽ này vẫn chưa trả hả? Diệp Phàm trong lòng rất thất vọng, thầm mắng, mẹ kiếp, lãnh đạo nào cũng chỉ biết giành vòng hoa và giành chiến tích thôi. Hễ nhắc đến việc phải góp tiền ra thì mọi người đều im lặng liền. Nếu cái đó là hoa vòng dành cho người chết chắc sẽ không ai đi dành đâu. Phỏng chừng lúc khi đi Bộ Giao thông Vận tải để xin dự án, địa khu đã rất mất mặt, và Phó Chủ tịch địa khu Cha chắc đã càng vênh váo. Cổng Bộ Giao thông Vận tải có dễ vào như thế sao? Đầu đất, có lẽ lúc đó thằng kia đã nghĩ đến rồi, đó chỉ là vì lấy chiến tích thôi. Dù sao miễn phí đi Bắc Kinh du lịch một chuyến rồi địa khu còn cho thanh toán chi phí nữa. Đến lúc đó người xui xẻo nhất vẫn là nhân dân huyện Ma Xuyên thôi. Như vậy sẽ gặp vấn đề rồi, nếu con đường này không sửa thì bản vẽ của chúng ta chẳng lẽ phải bỏ phí sao? Tuy nhiên, hình như bây giờ không xong rồi, nếu phải dùng bản vẽ này mà không trả tiền thì không thể nào nói nổi, và những đồng chí làm trong viện khảo sát, viện thiết kế và sở nghiên cứu khoa học sẽ mất hết công sức và không được thù lao. Hơn nữa, Cục Giao thông Vận tải địa khu chắc sẽ không chịu đâu. Ừ, hôm đó khi tôi đi lấy bản vẽ, Cục Giao thông Vận tải trong địa khu vốn đã nói phải nộp tiền thế chấp 100.000 trước. Nhưng tôi đi đâu mà tìm được 100.000, tôi đã năn nỉ rất lâu nhưng trưởng phòng tiền kia cứ sắc mặt tối sầm, không chịu gật đầu đồng ý. Khi tôi dự định rút lui, gặp phải Cục trưởng Ngô đang đi qua, tôi lập tức nhào vào và nhanh chóng kể lại tình huống cho y. Nói là việc sửa đường Thiên Tường lần này là do Chủ tịch Diệp dẫn đầu, hơn nữa là cả huyện góp sức làm việc, vì Ma Xuyên không có tiền. Sau đó Cục trưởng Ngô rất thông cảm, nói với trưởng phòng tiền rằng có thể cho chúng tôi mượn về sử dụng vài ngày, nhưng vài ngày sau nếu vẫn chưa trả tiền thế chấp thì phải trả lại bản vẽ. Thiết Nhất Thủy vẻ mặt khó xử, chắc là vì hồi đó đã bị làm khó dễ trăm lần. Xem ra Ngô Bạch Khai quả thật đã nghĩ mình và Tống Sơ Kiệt trong ban tổ chức tỉnh ủy có mối quan hệ rất tốt rồi. May là hồi ấy danh thiệp đó bay kịp thời, lại thêm có thuốc lá đặc biệt giúp đỡ mới bắt được Ngô Bạch Khai. Bằng không, đừng có nói là sửa đường, trước tiên là đừng có mơ có thể lấy được bản vẽ này. Tuy vậy, chi phí thật sự là nhiều quá, chi phí thiết kế 1 triệu, chúng ta không trả nổi đâu. Xem thử khi nào lên địa khu rồi bàn với Cục trưởng Ngô một chút. Nếu được chiết khấu nửa phân thì tốt. Diệp Phàm âm thầm suy nghĩ, miệng thì nói. Kệ đi, những đồng chí trong viện thiết kế tỉnh cũng rất vất vả rồi, chúng ta nên trả tiền. Nhưng phải lấy ra 1 triệu, huyện Ma Xuyên chúng ta có thể không gánh nổi. Như vậy, tôi ứng trước 100.000, cậu đi chi cục tài chính lấy rồi thì trực tiếp đưa đến Cục Giao thông Vận tải địa khu. Nhưng phải bàn với họ,
nói là không được thu về bản vẽ này, vì chúng ta đang rất cần thiết. Được, chiều tôi sẽ gấp rút lên đường đi Đức Bình. Thiết Nhất Thủy nói, vì bản vẽ này mới chỉ là một nửa thôi, còn một nửa vẫn trong cục giao thông vận tải địa khu. Được, nhất định phải lấy được một nửa còn lại. Diệp Phàm thận trọng dặn dò. 2 giờ chiều, Diệp Phàm báo cáo chi tiết về việc sửa đường cho Bí Thư Trang. Bí Thư Trang sau khi nghe xong ngạc nhiên rất lâu rồi mới bỗng đập bàn cười nói. Không ngờ tiểu Diệp phóng khoáng như thế. Đừng có nói là phương án 2, chính là có thể thực hiện phương án 1 cũng là một việc khá lắm rồi. Các cậu đã góp được 11 triệu trong buổi sáng, thế ngày mai cố gắng thêm chút nữa cũng sẽ có hy vọng góp đủ 20 triệu đó. Tuy nhiên, về việc mỗi cán bộ đều phải góp 50 tệ thì cậu hãy suy nghĩ cho kỹ đi, đừng có vì việc này mà gây ra phiền phức nữa, bằng không, đến khi đó đừng có nói tôi không nhắc nhở cậu nhé. Tôi sẽ làm, và tôi sẽ gánh lấy hết tất cả mọi hậu quả. Huyện Ma Xuyên đã đến lúc tử chiến đến cùng rồi, không được bị làm lỡ nữa. Mỗi cán bộ 50 tệ thì cứ coi như là nhiệm vụ đi. Con đường đó, ai cũng phải đi mà. Diệp Phàm hào hùng đầy cõi lòng, bỗng nhiên nói đến. Bí Thư Trang, tôi có một yêu cầu rất nhỏ, tức là nếu mai tổ chức nghi thức quyên góp tiền thì ngài nói với đài truyền hình địa khu một tiếng, nhờ họ tạo khí thế cho huyện Ma Xuyên chúng tôi, có được không? Chỉ yêu cầu này thôi hả? Trang Thế Thành cảm thấy có chút bất ngờ, còn nghĩ đồng chí Tiểu Diệp này lại sẽ hả miệng lớn để đòi tiền. Nếu có thể cho tiền nữa thì càng tốt, ha ha. Đồng chí Tiểu Diệp hắng giọng cười nói. Ha ha, về việc nhờ đài truyền hình thì dễ. Tôi sẽ nói với họ một tiếng, mai trước 10 giờ sáng chắc sẽ đến đó. Còn tiền, việc đó thì khỏi phải nói nữa, tôi bây giờ còn nghèo hơn cậu rất nhiều, cậu dù sao cũng có hơn chục triệu trong túi. Còn tôi thì thua kém hơn cậu nhiều. Trang Thế Thành cười lạnh cúp mày, một quyền đập xuống bàn, thở dài nói. Của thật là hậu sinh khảo ý. Thằng nhỏ này quả thật có chút năng lực, xem ra ngày xưa phải mạo hiểm từ thành phố Mặc Hương điều hắn qua đây là một quyết định rất có giá trị. Đúng là ánh mắt của Phượng lão rất chuẩn, còn ta thì vẫn thiếu chút kinh nghiệm. Tiểu tử kia, nếu mày có thể thực hiện được phương án 2 thì Trang Thế Thành chắc sẽ quyết định để lại vị trí quyền bí thư cho cậu. Bây giờ thì phải chờ xem khả năng của cậu thế nào rồi. Ôi, đúng là một nhân tài hiếm có. Mẹ kiếp! Ăn đi chúng ta 1 triệu mà vẫn không chịu thả người ra, thúc công, dứt khoát tổ chức một nhóm người đi gây chuyện đi. Mai không phải tổ chức nghi thức quyên góp tiền sao? Chúng ta nhân cơ này gây chuyện để cho địa khu biết đi. Xem thử hắn còn dám vênh váo nữa không? Mã Vân Tiền rất là tức giận, hừ nói. Hôm nay nếu không phải vì có Thiết Đông và Tôn Minh Ngọc hai người cản trở thì có lẽ Chủ tịch Diệp đã thả người rồi. Dù sao chúng ta cũng đã bỏ vào 1 triệu rồi đó. Chẳng lẽ số tiền này không đủ để đổi 3 người này sao? Về việc Mã Tiêu gây ra, nói lớn thì lớn, nói nhỏ cũng được. Tộc trưởng Mã Lạc Thiết chĩa mũi dùi vào Thiết Đông và Tôn Minh Ngọc. Tuy vậy, tôi cứ cảm thấy người họ Diệp kia có chút quái dị. Hồi đó, hắn sao bỗng nhiên dễ nói chuyện như vậy? Chẳng lẽ hắn đoán trước được Thiết Đông và Tôn Minh Ngọc sẽ ngăn cản sao? Hay là 3 người kia đã bàn với nhau trước rồi? Tổng giám đốc tập đoàn mỏ Silicon Mã Hồ Tử cô Mã Diễm Xuân sống trong thương trường đã có vài năm, người cô cũng thông minh, có thể cảm thấy được Diệp Phàm có chút gian hiểm. Chắc người họ Diệp kia đã tính toán trước rồi. Tối qua, hắn còn vênh vênh váo váo, một tiếng ra thì bắt đi bọn Mã Tiêu. Còn lấy tội là âm mưu giết chủ tịch huyện, lúc đó Tôn Minh Ngọc cũng ở đó, không biết hai người này kết giao khi nào, thật là kỳ quái. Mã Vân Tiền căm giận nói. Để xem thử tình hình thế nào đã. Nếu người Mã gia chúng ta gây chuyện trong nghi thức góp tiền ngày mai, tuy có thể làm họ Diệp kia khó xử, nhưng chúng ta cũng sẽ bị Tôn gia và Thiết gia xem thường đó. Sao không biểu hiện phong độ chúng ta cho tốt để đài truyền hình tuyên truyền cho Mã gia Mã Hồ Tử chúng ta mới phải? Như vậy sau này mỏ Silicon của chúng ta cũng sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn, và thu nhập cũng càng nhiều hơn. Hơn nữa, Mã Tiêu tuy trong trại tạm giam, nhưng họ cũng không dám ác đến mức nào đâu, phòng chừng vài ngày nữa sẽ được thả ra. Đến lúc đó nếu Chủ tịch Diệp cản trở thì chúng ta cũng không cần phải khách sáo nữa. Muốn sửa đường, nếu không có sự ủng hộ của thị trấn Mã Hồ Tử chúng ta thì hắn có sửa tốt được không? Mã Diễm Xuân có chút không đồng ý mưu ma trước quỷ của Mã Vân Tiền, ngó Mã Vân Tiền một cái rồi lại nói tiếp.
Thiết Đông và Tôn Minh Ngọc từ trước đến giờ rất ít thân với chúng ta, họ cản trở cũng là điều bình thường. Còn về Chủ tịch Diệp cùng chiếc thuyền với họ thì chắc không có khả năng. Cậu nhìn thấy chưa, sau đó Thiết Đông cũng có ép buộc Chủ tịch Diệp đó. Người như Thiết Đông thì thường không có lập trường kiên định. Tình hình Mã Tiêu trong bệnh viện thế nào rồi? Tộc trưởng Mã hỏi. Chương 847, để ý. Bình thường, chỉ là bị giãn tí xương thôi. Mã Diễm Xuân nói. Thế cháu cảm thấy người Chủ tịch Diệp thế nào? Tộc trưởng Mã thản nhiên lườm Mã Diễm Xuân một cái, hỏi thêm. Khó nói lắm, còn phải qua một thời gian nữa mới có thể quan sát được một chút. Hiện nay thì không nói chắc được, tâm lý của người này chắc không non như bề ngoài đâu. Chú xem lại sự biểu hiện của hắn trong phòng họp hôm nay đi, đó là một phong độ như của đại tướng, là một phong thái của những người có khả năng làm nên sự nghiệp lớn. Cháu lại có chút thích quyết tâm của người này, tuy vẫn chưa trưởng thành lắm, thậm chí có chút hành động theo cảm tính, nhưng người làm nên được sự nghiệp lớn hay có tính vậy. Chú nhìn hắn, không nói một lời nào khác thì bỏ ra 5 triệu, đó là 5 triệu chứ không phải là 500 nghìn đó. Ngay cả tổng giám đốc tập đoàn mỏ Silicon như cháu cũng không có hào khí như thế. Cho nên, nếu không có tính làm việc theo cảm tính thì làm sao làm nên được bá nghiệp. Ông trời đã sắp đặt sẵn rồi, một số người tuy rất thận trọng nhưng vẫn chỉ có thể đóng vai phụ suốt đời thôi. Hơn nữa, hôm qua, hắn càng giống như là một tướng quân đang chỉ huy binh lính trong chiến trường. Tâm trạng của Mã Diễm Xuân khá là phức tạp, thậm chí tự nhiên có chút tình cảm quái lạ đang tác quái. Diệp Phàm là người đàn ông đầu tiên cô ta nảy sinh tình cảm ngay lần đầu gặp. Đặc biệt là đến khúc sau, không ngờ hắn lại có chút phong thái của anh Mã Hồ Tử. Cái này, có thể là một ảo giác của ta, nói không chừng. Tộc trưởng Mã vừa nói vừa lắc đầu. Thiết Đông, anh sao lại bỗng nhiên bỏ ra 2 triệu vậy, nhiều quá, hơn nữa là giúp họ Diệp kia tạo khí thế. Vì bất lý trong lòng không vui, ngó Thiết Đông đối diện mình một cái, hừ nói. Anh nghĩ tôi muốn làm như thế hả, đó là do bị thằng khốn nạn Mã Vân Tiền kia ép buộc. Mẹ kiếp, mất đi tròn 2 triệu đó. Tuy nhiên, nếu sửa lại con đường thiên tường cũng sẽ rất tốt cho việc vận chuyển quặng đồng và sản phẩm đồng. Con đường kia rộng hơn 10 mét, dù là xe tải khổng lồ cũng có thể thông qua, cho nên, 2 triệu đó chắc sẽ rất dễ kiếm lại thôi, không đáng kể đâu. Thiết Đông chợt lại lắc đầu. Trong mắt anh chỉ có tiền thôi, anh có suy nghĩ chưa? Nếu là thực hiện phương án thứ hai thì đối với người họ Diệp kia mà nói, nó là một vốn chính trị rất chói mắt đó. Anh cứ suy nghĩ đi, nếu quả thật để người họ Diệp kia làm gia trưởng của huyện Ma Xuyên, thì đến lúc đó đừng có trách tôi không có nhắc nhở anh nhé, về mỏ đồng của anh, chắc đã bị người ta để ý từ lâu rồi. Bây giờ có Chu Phú Đức chống lưng cho, với lại vốn gốc của hắn cũng chưa được vững chắc lắm, cho nên mới chưa dám hạ thủ với các người. Một khi hắn vững chân, hắn còn sẽ trơ mắt nhìn các người phát tài mà hắn chỉ cam lòng làm một chủ tịch huyện nghèo rất mùng tơi sao? Tầm nhìn của Vi Bất Lý quả thật rộng rãi hơn nhiều. Thiết Đông nghe vậy, suýt chút nữa thì toát mồ hôi lạnh. Nhưng hắn chợt cười nói. Hắn không có bản lĩnh để thu hồi mỏ đồng đâu. Nếu hắn thật sự muốn đọ thì cứ đọ đến cá chết lưới rách đi, ai cũng đừng có mơ ăn lời. Hơn nữa, huyện Ma Xuyên này cũng không phải chỉ là thị trấn Thanh Sơn mới có mỏ đồng thôi. Mã gia còn hống hách hơn chúng ta, người ta đã chiếm hết cả mỏ Silicon, chẳng nộp đồng thuế nào cho chi cục thuế vụ cả, toàn bộ đều chạy vào túi riêng. Thị trấn Thanh Sơn chúng ta ít nhất cũng nộp khoảng 3,5 triệu cho huyện. Nếu muốn hạ thủ, trước tiên người họ Diệp kia phải xử lý xong mỏ Silicon của Mã gia đã. Bằng không mà muốn hạ thủ với chúng ta, đừng có mơ. Thiết Đông rất tự tin, cho rằng mình với Mã gia là thù địch, đây là một cái lưới khổng lồ. Người họ Diệp kia đừng có nói là chỉ là một chủ tịch huyện thôi, cho dù là người lãnh đạo cao nhất của huyện Ma Xuyên cũng tuyệt đối không có khả năng để thu hồi mỏ đồng, bởi vì đây không phải là việc nhỏ chỉ bằng sức cá nhân có thể làm nổi. Buổi chiều, Diệp Phàm nghe báo cáo của hai vị phó chủ tịch phân quản công nghiệp và nông nghiệp trong văn phòng. Phó chủ tịch phân quản nông nghiệp là Bao Minh Thanh, người trung niên, hói nửa đầu. Chủ tịch Bao, anh kể về tình trạng nông nghiệp trong huyện trước đi. Diệp Phàm ném qua một điếu thuốc lá cho Bao Minh Thanh. Huyện Ma Xuyên chúng ta có diện tích rộng lớn, ước tính gấp 2 lần của huyện Hồng Sa Châu. Nhưng huyện Ma Xuyên ở vùng xa, bị núi Thiên Sa ngăn cản, cho nên nền kinh tế lại là lạc hậu nhất.
Ma Xuyên là một huyện chủ yếu là nông nghiệp, đất trồng lúa bình quân mỗi người 3 mẫu, cộng thêm rừng núi và ruộng đất sở hữu riêng v.v. Ước tính diện tích sử dụng đất đai trung bình mỗi người không dưới 7-8 mẫu. Nhưng, tuy Ma Xuyên là một huyện có diện tích nông nghiệp rộng lớn, nhưng trong khâu đầu ra nông sản phẩm lại không phải một huyện đứng trên hàng đầu. Đây có khá nhiều lý do, một là sản phẩm nông nghiệp đơn lẻ, hai là trình độ học vấn của người dân nơi đây phổ biến rất thấp, hầu hết mọi người đều cho rằng chỉ cần tốt nghiệp tiểu học là đủ rồi. Huyện chúng ta ngay cả những người đã tốt nghiệp cấp 2 cũng không nhiều, mà số người đã tốt nghiệp cấp 3 thì càng hiếm có như tú tài cổ xưa, trong khi đối với những vùng ven biển có kinh tế phát triển mà nói, sự tốt nghiệp cấp 2 là chuyện bình thường. Chủ tịch Diệp chắc không hiểu vì sao tôi lại nói đến trình độ học vấn khi nói về nông nghiệp. Thật ra, nông nghiệp và văn hóa cũng liên quan với nhau. Huyện chúng ta thiếu nhân tài có kỹ thuật nông nghiệp, cho dù là có mấy người, nhưng xuống ruộng rồi cũng không ai để ý tới. Vì người ta nghe không hiểu khi họ nói về kỹ thuật vùn bón cây ăn quả, lúa nước tạp giao công nghệ cao và chủng loại lá trà có chất lượng cao v.v. Tháng trước trong huyện có phái ra kỹ thuật viên xuống ruộng. Khi nói về thưởng thức vun bón cây lá trà và phòng trùng, vì trình độ học vấn của ông cụ thấp, không biết có đi học lần nào chưa hay không, đồng chí đó cứ giảng dạy nửa ngày, ông cụ kia cứ lắc đầu tỏ ý không hiểu. Đồng chí này làm việc rất chăm chỉ và có lòng trách nhiệm, nói lại hai lần nữa nhưng ông cụ kia vẫn không hiểu. Khi kỹ thuật viên kia cảm thấy rất nản chí và chuẩn bị đi về, vợ của ông cụ đang ngồi trước bếp kia bỗng nhiên quỳ xuống và lại đồng chí này. Lúc ấy làm cho con của ông cụ rất là tức giận, vì hắn cho rằng kỹ thuật viên này là tà thuyết mê hoặc lòng người. Làm cho mẹ người ta nổi điên luôn, cho nên người đó tức quá rồi thì đánh kỹ thuật viên đó. Sau này trong huyện sai người đi điều tra, nghe bà cụ đó kể lại, suýt chút thì cười bẻ bụng. Nói đến đây Phó Chủ tịch Bao thấy miệng khô, bưng ly trà lên. Diệp Phàm đang rất có hứng thú, không kìm nổi hỏi rằng. Bà cụ kia nói gì? Nói gì? Đó tuyệt đối có thể khiến người ta nửa khóc nửa cười. Bà cụ nói là sau khi nghe kỹ thuật viên nói xong, giống như là nghe thiên thư, gần giống với những bà bói nói. Bà cụ kia còn nghĩ kỹ thuật viên đó là thầy bói, với lại bà cụ cũng rất mê tín, cho nên nghe xong lập tức quỳ xuống lại kỹ thuật viên này. Phó Chủ tịch Bao nói đến đây, Diệp Phàm không còn nín nổi nữa, cười ha hả. Ha ha ha, thật là thú vị, lão Bao, chuyện cười của anh thật là hay. Và có thể hình dung được tình trạng của kỹ thuật viên nông nghiệp trong huyện Ma Xuyên chúng ta trong lúc xuống đến nông thôn. Không phải chuyện cười mà là sự thật, nếu không tin thì tôi có thể đi tìm kỹ thuật viên đó đến đây. Phó Chủ tịch Bao bắt đầu có chút nóng lòng, nghiêm túc nói rằng. Em, không cần, tôi biết đây là sự thật. Ôi, văn hóa, công việc xóa mù chữ là trách nhiệm nặng nề và lâu dài. Tình hình Ma Xuyên hiện nay toàn là do thổ phỉ tạo nên. Vị trí nơi này xa xôi hẻo lánh, chẳng có ai quan tâm cả, cho nên đã dần dần trở thành một nơi không được xu thế phát triển bao dung. Hậu quả là hình như đã lạc hậu nửa thế kỷ so với những thành phố và huyện khác. Ngày đầu tiên tôi đến đây còn tưởng là đã trở về thập niên 70 hay là 80. Đổi mới quan niệm rất quan trọng, sau này phải đẩy mạnh công việc tuyên truyền và giáo dục. Nói trắng ra, đây vẫn liên quan đến sự phát triển của nền kinh tế. Lần trước tôi đến Kháo Sơn Chuân Tử, có gần 3 phần học sinh phải bỏ học vì nhà nghèo. Tình huống tương tự như trên trong huyện chúng ta có lẽ cũng không ít. Không đủ học vấn còn nói gì Trấn Hưng Trung Quốc nữa. Trấn Hưng Ma Xuyên, một đám người mù chữ không được tốt nghiệp tiểu học mà nói Trấn Hưng Ma Xuyên, thật là buồn cười, hoang đường. Diệp Phàm gật đầu, sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Cho nên, họ chẳng muốn nghe cả và cũng nghe không hiểu. Kết quả là sản lượng nông sản phẩm rất thấp, đây cũng là một lý do vì sao huyện chúng ta tuy có nhiều đất đai mà lại có người bị đói chết. Về việc điều chỉnh lại kết cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp trong huyện, thật ra suy nghĩ của tôi cũng gần giống với suy nghĩ của Chủ tịch Diệp. Xây dựng một cơ sở nông nghiệp về sản phẩm có đặc sắc, như ở Kháo Sơn Chuân Tử có rất nhiều tre trúc, thì chúng ta xây dựng cơ sở tre trúc, phát triển sản nghiệp tre trúc. Xã Kim Đào trồng nhiều đào, thì chế biến trái đào. Trà Thanh Vụ cũng tương tự như vậy, ý tưởng này hay thật. Chủ tịch xã chức nữ nông Âm Vận đã bỏ vào rất nhiều sức lực. Năm ngoái tôi có nhìn thấy phương án phát triển của cô, nhưng lúc đó do trong huyện chúng ta không có chủ tịch, mọi việc đều do một mình bí thư Chu xử lý, rất lộn xộn, bẩn túi bụi. Lúc tôi dẫn chủ tịch nông đi tìm bí thư Chu,
người ta trừng mắt một cái hử rằng. Làm những việc bậy bạ này để làm gì, Trà Thanh Vũ chúng ta tuy có chút danh tiếng, nhưng người bên ngoài có biết đâu. Muốn phát triển ngành này thì phải lên Sở Nông nghiệp tỉnh tranh thủ dự án, và trước tiên phải đầu tư vài trăm triệu để cải thiện kỹ thuật trồng cây trà, hơn nữa, phải thu hút nhà đầu tư đến đây xây dựng nhà máy gia công lá trà. Trong huyện lấy tiền đâu mà làm, nói bậy không, không được nhắc lại nữa, bằng không thì cút đi. Ôi! Phó Chủ tịch Bao liếc mắt Diệp Phàm một cái, nói tiếp. Chủ tịch Diệp đừng cười, Bí thư Chu thì là người như thế đó. Tôi đã lo đến mức đầu tóc cũng sắp rơi hết rồi. Vị trí này không dễ ngồi đâu. Huyện chúng ta không có ngành công nghiệp, nếu ngay cả ngành nông nghiệp cũng không có, thì người ta sẽ trách tôi đó. Tôi đã điều tra rõ rồi, ngoại tre trúc, quả đào và trà thanh vụ ra, không còn sản phẩm nông nghiệp nào là mang nét đặc sắc riêng nữa. Diệp Phàm nhìn vào mấy sợi tóc còn lại trong đầu lão Bao, cảm thấy hắn nói láo, chưa lộ hết khả năng của mình ra. Nếu hắn quả thật chỉ có khả năng như thế thôi thì cần phải suy nghĩ sắp xếp lại phạm vi trách nhiệm phân quản của hắn. Kỳ thật, ngành nông nghiệp trong huyện Ma Xuyên vẫn rất phát triển, vì Ma Xuyên không có công nghiệp, trong khi ngành công nghiệp của nơi khác được phát triển mạnh mẽ thì huyện Ma Xuyên lại ngược lại. Vì sao không có, như thuốc lá của thị trấn Thanh Sơn vốn dĩ đã rất có tên tuổi. Sau đó lại bắt đầu khai thác mỏ đồng. Huyện tự trị Sương Châu có một nhà máy thuốc lá Củng Bắc, nghe nói quy mô cũng khá lớn, toàn huyện nhân dân trong huyện tự trị Sương Châu chỉ dựa vào nhà máy này thôi cũng sống được khá lắm. Bao Thanh Minh nói đến đây thì Diệp Phàm chen vào hỏi. Nhà máy thuốc lá Củng Bắc có phải là thuộc về huyện Sương Châu không? Không phải, chỉ riêng Sương Châu làm gì có khả năng này. Nghe nói vốn đầu tư của nhà máy thuốc lá kia nhiều tới vài trăm triệu tệ. Hơn nữa còn là 7-8 năm về trước, phát triển đến bây giờ chắc đã ghê lắm rồi. Nghe nói xưởng trưởng nhà máy thuốc lá là cán bộ bậc giám đốc sở, cùng một cấp bậc với chủ tịch địa khu Vương và bí thư Trang của địa khu chúng ta. Nhà máy đó chắc là doanh nghiệp nhà nước, ít nhất cũng là thuộc tỉnh. Nói không chừng còn là phân xưởng của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc trung ương nữa. Vốn dĩ vài năm trước xưởng trưởng của nhà máy thuốc lá Củng Bắc ông Chu Hóa Minh có một lần đến thăm thị trấn Thanh Sơn của huyện Ma Xuyên chúng ta. Khi nhìn thấy trên một miếng đất rộng lớn toàn là thuốc lá màu xanh, trông giống như biển xanh, đẹp như thơ. Lúc đó hình như y nói là muốn xây dựng phân xưởng trong thị trấn Thanh Sơn của huyện Ma Xuyên chúng ta, vì nếu muốn vận chuyển thuốc lá của thị trấn Thanh Sơn sang nhà máy thuốc lá trong Củng Bắc thì phải đi qua một con đường cực kỳ xấu. Nếu trực tiếp mở phân xưởng ở đây, chỉ riêng chi phí vận chuyển thôi cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể. Hơn nữa, lao động của huyện Ma Xuyên chúng ta rất rẻ, về việc xây dựng nhà máy cũng không khó lắm. Bao Minh Thanh nói đến đây lại thở dài một tiếng. Chương 848, nhà máy thuốc lá Củng Bắc. Nói chung quy lại cũng chỉ cần có tiền thì giải quyết được hết. Thuốc lá là lãi và thuế đánh vào nhà giàu, giống như là chiếm vị trí hàng đầu của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, phòng trừng chuyện về nhà máy thuốc lá chắc thất bại. Diệp Phàm nói với vẻ thản nhiên, trong lòng hắn lại dấy lên một nỗi khổ riêng. Đây đúng là cơ hội quá tốt, rốt cuộc là tiền đã dơ ra ngay trước mắt rồi. Nếu có được lợi nhuận và thuế từ nhà máy thuốc lá này thì sao mà Ma Xuyên không giàu được chứ? Ừ, chẳng những là nhà máy không hoàn thành mà ngay cả sau đó người ta cũng không cần cả nhà máy thuốc lá Củng Bắc của thị trấn Thanh Sơn nữa. Họ nói là nhà máy này gây ô nhiễm. Cây thuốc có mùi rất khó chịu, việc hút thuốc vốn có hại cho sức khỏe, thêm vào đó là tốn tiền nữa, quá hại. Cho nên trước tình hình như vậy, nhân dân trồng thuốc lá ở thị trấn Thanh Sơn khóc không ra nước mắt. Nên chẳng có ai thèm trồng nữa rồi, đất để hoang, bán cho mỏ đồng rồi. Phó Chủ tịch huyện Bao đưa tay lên xoa xoa cái đầu vốn chẳng còn mấy sợi tóc của mình, nói. Ừ, người ta nói như vậy cũng có lý, tuy nhiên việc này liệu có liên quan đến chuyện mỏ đồng không? Để khai thác đồng thì chuyện gì người ta cũng làm được. Có cơ hội nhất định phải điều tra xem sao. Diệp Phàm nghĩ thầm trong bụng, miệng hỏi. Xem ra việc khai thác mỏ đồng gây ô nhiễm cũng không giải quyết được. Chúng ta không thể chỉ kiếm tiền mà không để ý đến việc gây ô nhiễm môi trường. Thị trấn Thanh Sơn rồi cũng đến mức bị tàn phá thôi. Về chuyện cây thuốc lá anh có ý kiến gì không? Dốc sức giúp đỡ, thị trấn Thanh Sơn chúng ta và xã Phúc Long. Xã Lang Kiều khí hậu đều thích hợp cho việc gieo trồng cây thuốc lá. Lúc ấy để xây dựng nhà máy Củng Bắc,
quản đốc Chu thuận tiện khảo sát luôn một số xã gần thị trấn Thanh Sơn thì phát hiện ra là khí hậu không khác nhau mấy. Nếu cả ba xã này đều trồng thuốc lá, hơn nữa nhà máy thuốc lá đi vào hoạt động thì Ma Xuyên chúng ta cũng có hy vọng. Mặt khác, các xã này đều có độ cao không chênh nhiều so với mực nước biển, nơi đây địa thế bằng phẳng, nhiều hồ nước và đầm nước nhỏ. Hơn nữa, sông suối cũng nhiều, là nơi tốt nhất để phát triển ngư nghiệp. Tuy nhiên huyện chúng ta đến nay không có ngành ngư nghiệp, cũng chưa thành lập được dây chuyền sản xuất cho ngành này. Chủ yếu là cá nuôi ra chẳng có ai mua, giá thì quá rẻ, người nuôi cá ít đến mức thảm hại, cá thì có ăn thay cơm được đâu. Thật ra Bao Thanh Minh đưa ra nhiều đề nghị, Diệp Phàm cảm thấy gặt hái được nhiều. Phó chủ tịch huyện chuyên trách về công nghiệp Lôi Lượng Minh ưỡn cái bụng béo phệ, vẻ mặt thô ráp, tròn trịa giống như phụ nữ có thai 10 tháng. Nếu cứ vậy thì ngành này để làm gì, khi xã khai trương nhà máy phỏng chừng còn nhiều việc, còn phân công quản lý công nghiệp. Diệp Phàm nhìn cái bụng phệ của Phó Chủ tịch Lôi Lượng Minh, trong lòng thầm oán thằng nhãi này. Lôi Lượng Minh báo cáo khá đặc sắc, thậm chí có thể nói là rất quỷ dị. Người này gần đây căn bản không nói đến chuyện công việc, chỉ đặt mông ngồi lên ghế, còn làm mấy cái hắt xì, hình như cảm thấy chiếc ghế dựa kia không được thoải mái với y. Hơn nữa, y cũng có vẻ khá tự nhiên thoải mái, đến phòng làm việc của chủ tịch huyện mà giống như vào vườn rau nhà mình vậy. Phó chủ tịch Lôi liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái rồi bật người lên tố khổ. Chủ tịch Diệp à, nền công nghiệp của Ma Xuyên không có gì để phân công quản lý cả. Tôi muốn xin thượng cấp thay đổi phạm vi phân công quản lý. Tôi có nguyện vọng được quản lý về giáo dục. Vừa nghe y nói như vậy, Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu đưa mắt nhìn thằng nhãi này. Thiếu chút nữa hắn nghẹn lời. Ở các huyện khác, ngành giáo dục cho tới bây giờ đều là ngành ít béo bở nhất, chẳng ăn được gì mấy. Đang làm phó chủ tịch huyện phân công quản lý công nghiệp ở huyện Ma Xuyên, không ngờ y lại muốn được đi phân công quản lý giáo dục. Mẹ nó chứ, liệu có phải bầu trời Ma Xuyên khác với bầu trời các nơi khác không, cái gì cũng khác. Anh Lôi, nền công nghiệp là một phần lớn của nền kinh tế huyện, anh xem xét đi. Thường thì phó chủ tịch phân công quản lý nông nghiệp đều được xếp vào hàng công chức đứng đầu, trừ phó chủ tịch thường trực huyện ra. Anh lại nói như vậy khiến tôi không hiểu gì cả. Diệp Phàm tự nhiên bật cười ha hả. Hắn cũng hiểu được nền công nghiệp của Ma Xuyên căn bản là không có chút gì béo bở cả, chỉ là một khúc xương không thịt, nghe tên thì khác xa với thực tế. Mấy hôm trước hắn nghe Chu Phú Đức nói là phó chủ tịch huyện Lôi Lượng Minh mồm miệng rất nhanh nhẩu khéo léo, người thì lúc nào cũng nhàn rỗi. Xem ra đúng vậy, phỏng chừng thằng nhãi này không có chuyện gì, cả ngày rỗi rãi, rỗi quá cái bụng chỉ toàn là thịt mỡ. Tuy nhiên, nếu nhìn cái bụng của y thì miệng nói như vậy không tin được. Bụng y phệ như vậy rõ ràng là do kết quả của việc nốc nhiều bia rượu. Thậm chí Diệp Phàm nghĩ, cái bụng bự kia chắc nốc hết không biết bao nhiêu bia, có lẽ bằng cả một tàu hỏa. Số tiền đó rốt cuộc là từ đâu ra? Ở huyện khác thì đúng là như thế, ở huyện chúng ta thì khác. Nền công nghiệp căn bản là không có gì. Ngoại trừ một nhà máy chỉ có được hai mấy người thì đâu có ngành công nghiệp gì đâu. Nhà máy đó nói thật gần đây quy mô sản xuất rất đáng thương, chỉ giống như một xưởng sản xuất thủ công. Còn không bằng một xưởng gia đình làm gốm sứ. Điểm mấu chốt là nhà máy đó gây ô nhiễm nghiêm trọng, chẳng hạn như nhà máy đúc thép chẳng qua là thu thập sắt vụn và chất thải công nghiệp nấu chảy sử dụng lại mà thôi. Tất cả đều là sản xuất thép cây. Nhà nước căn bản là không cho phép sản xuất, những nhà máy như vậy ở vùng đồng bằng đã sớm không cho phép sản xuất rồi. Đương nhiên huyện Ma Xuyên chúng ta chỉ là một xó xỉnh không ai quản lý. Trời cao hoàng đế xa, người ta có muốn nhìn cũng không thấy. Cần che thì cứ che đi, dù sao quả đất này không tính đến Ma Xuyên thì có làm sao. Hơn nữa ngay cả nước Mỹ nghe nói cũng ô nhiễm, huống hồ là Ma Xuyên chúng ta. Tuy nhiên, chung cuộc lại thì không thể bảo tôi. Phó chủ tịch phân công quản lý công nghiệp lại mượn danh nhà nước cấm nhà máy sản xuất thép cây được, đó là chuyện phạm pháp. Phó chủ tịch Lôi nhổ nước bọt, giờ phút này y lại ngồi thẳng lưng, tỏ vẻ rất chính trực. Cháu đích tôn của lão Quy, hừ, mày to gan như thế chắc chắn là vì các ông chủ nhà máy sản xuất thép cây đã nịnh bợ mày, cho mày uống bia nhiều như vậy chứ gì. Tuy nhiên, thằng nhãi này thật kỳ lạ, vì sao xí nghiệp mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn? Mỏ silicon của Mã Hồ Tử ngay cả một chữ cũng chưa ghi. Hai xí nghiệp lớn đó dầu nứt khố đổ vách, ngày hôm qua lại đóng góp một khoản tiền lớn như vậy.
Chẳng lẽ bọn họ cũng chưa ném miếng thịt mà còn gặm xương tiếp ư? Ăn mảnh khó nuốt. Trong lòng Diệp Phàm nghĩ mông lung, ngoài miệng thì hắn hỏi với vẻ tự nhiên. Huyện ta ngoài các nhà máy đó thì không còn có gì để phát triển ư, nhà nước không ưu tiên phát triển gì khác sao? Thằng nhãi này tự nhiên chụp mũ như vậy, muốn dẫn dắt câu chuyện đi đến đâu đây? Không có gì khác. Phó Chủ tịch Lôi trả lời rất rõ ràng, y lắc lắc đầu. Hừ, nghe nói mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn có xí nghiệp tương đối lớn, đăng ký tài chính tới mấy chục triệu, còn có tập đoàn mỏ Silicon của Mã Hồ Tử nữa mà. Anh phân công quản lý công nghiệp mà hai nhà máy lớn như vậy anh cũng không biết ư. Diệp Phàm có chút tức giận, hừ một cái rồi nói. Hắn đã biết rõ có vấn đề nên cố tình làm rõ. Hai tập đoàn đó thì tuy lớn nhưng tôi không quản lý được. Phó Chủ tịch Lôi tiếp tục lắc đầu, chối phăng. Hơn nữa y không hề tỏ vẻ gì là khó chịu, giống y như con lợn chết không sợ nước sôi, làm ra vẻ việc này không hề có liên quan gì đến mình cả. Quản lý không được ư, anh là Phó Chủ tịch huyện phân công quản lý công nghiệp, hai tập đoàn này không phải thuộc trách nhiệm quản lý của anh sao? Chẳng lẽ anh chỉ quản lý khối nhà máy xí nghiệp? Diệp Phàm hỏi với giọng lạnh như băng. Chủ tịch Diệp, mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn có nghĩa là xí nghiệp nằm trên đất thị trấn Thanh Sơn, nhưng thực tế thuộc về ai? Tất cả đều được nhà họ Thiết nhận thầu cả, ở huyện có quyết định không cho nhúng tay vào. Về chuyện tập đoàn mỏ Silicon của Mã Hồ Tử thì nghe tên như vậy Chủ tịch Diệp có thể nghĩ đến điều gì chứ? Tôi không muốn lải nhải nhiều nữa. Tuy nhiên nếu Chủ tịch Diệp muốn tôi quản lý cũng được thôi. Vậy anh bảo Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định, có đóng dấu đỏ, có chữ ký của Chủ tịch Diệp để tôi mang đi quản lý. Lôi Lượng Minh không phục mà liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, tựa như đang khiêu chiến lại với Chủ tịch Diệp. Chuyện này y phủi sạch khỏi tay mình, làm như không hề liên quan gì đến y. Tuy nói rằng bọn họ nhận thầu nhưng anh làm cấp trên thì có quyền giám sát chỉ đạo chứ. Chẳng lẽ ngay cả việc an toàn lao động anh cũng không quản lý được ư? Huống chi nghe nói mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn còn không phải là độc lập nhận thầu mà là từ chính quyền thị trấn Thanh Sơn và nhà họ Thiết góp vốn. Hơn nữa, Ủy ban Nhân dân thị trấn Thanh Sơn còn chiếm phần lớn, nhà họ Thiết chỉ chiếm phần nhỏ. Hơn nữa đối với tập đoàn mỏ Silicon Mã Hồ Tử thì chuyện gì xảy ra chứ? Diệp Phàm tiếp tục hỏi, căn bản không hề để ý đến lý lẽ của Lôi Lượng Minh. Sản xuất là chuyện của người ta, không cho chúng ta nhúng tay vào. Mỗi lần xuống kiểm tra thì người ta đem rượu đặt lên bàn cho anh, quản lý bình rượu đổ nhắm thì tốt. Còn chuyện an toàn thì đó là việc giám sát của Cục Địa Chính huyện, tôi làm sao mà quản được. Còn chuyện tập đoàn mỏ Silicon Mã Hồ Tử thì tình hình như thế nào xin Chủ tịch huyện điều tra sẽ rõ, tôi khó mà giải thích được. Lôi Lượng Minh rõ ràng có vẻ kiêng kỵ không muốn mở miệng nói. Xem ra thằng nhãi này không có trách nhiệm gì cả, việc điều chỉnh công tác chắc phải làm rồi. Diệp Phàm lạnh lùng đưa mắt nhìn y hừ một tiếng. Anh có thái độ quản lý kiểu gì vậy, nhà nước còn dùng anh làm gì chứ? Giám sát an toàn không phải là anh quản lý, tôi không phản đối chuyện này, nhưng mỏ Silicon Mã Hồ Tử anh mặc kệ thì sao mà nói nổi nữa chứ, hừ. Tôi đã nói rồi, yêu cầu tổ chức điều chỉnh phạm vi công việc cho tôi. Phó Chủ tịch Lôi cãi lại. Y không hề sợ Chủ tịch Diệp chút nào. Thái độ kiểu này của anh là thế nào chứ? Đã gặp vấn đề phân công quản lý công việc mà lại có thái độ này. Phân công quản lý giáo dục không được, phân công quản lý chăn nuôi không được. Ngành này là tốt lắm rồi, không làm được thì còn làm được gì? Nếu một tòa nhà không làm tốt, đổ xuống thì sinh mạng mấy ngàn vật nuôi bị đe dọa trong phút chốc. Không cần phải nói nữa, anh về viết bản kiểm điểm. Kiểm điểm lại hành vi công tác của mình thời gian gần đây chỗ nào chưa tốt. Hơn nữa phải suy nghĩ thật kỹ, nhận thức toàn bộ yếu điểm của mình, sửa chữa đã rồi nói sau. Diệp Phàm ra vẻ nhẫn tâm, quyết định ra đòn mạnh đối với kẻ ngoan cố, hơn nữa còn kiêu ngạo, ngông cuồng, coi thường Chủ tịch Diệp. Thật ra đương nhiên trong chuyện này Diệp Phàm muốn ra uy, lấy khẩu súng của Chủ tịch huyện bắn vào con gà là Phó Chủ tịch Lôi. Vì sao chứ, tôi có làm gì sai đâu. Anh dựa vào cái gì bắt tôi viết bản kiểm điểm? Lôi Lượng Minh tức giận, mắt mở đi. Dựa vào cái gì ư? Bảo anh viết bản kiểm điểm là chiếu cố cho anh rồi. Với tính tôi thì có thể tạm thời cách chức anh được đấy. Diệp Phàm hừ một cái lạnh lùng. Chương 849, xử lý Phó Chủ tịch huyện Lôi. Dừng cái mẹ gì, vênh váo mẹ gì, tạm thời cách chức có đúng không?
ông đây không phải Phan Mặt Dỗ, dừng cái chó gì. Một tiếng rầm vang lên, không phải Diệp Phàm đập bàn mà đồng chí Lôi lần đầu tiên dám đập mạnh lên bàn làm việc của Chủ tịch Diệp. Hơn nữa, âm thanh đó giòn vang như tiếng lựu đạn nổ khiến cho Sa Hồng Quân và Nông Viện Viện sợ hãi, nhanh chóng đẩy cửa bước vào đứng cạnh cửa. Họ còn tưởng rằng không biết có phải là Chủ tịch Diệp tức giận quá nên Phó Chủ tịch Lôi bị áp chế trong phòng làm việc hay không. Trong phòng làm việc lại đang diễn ra cuộc đôi co giữa Chủ tịch Diệp và Phó Chủ tịch Lôi. Phó Chủ tịch Lôi cũng không hề đơn giản, tuyệt đối y không phải là người chịu rút lui. Thái độ của anh là thái độ gì vậy? Tôi đây không đập bàn mà anh lại dám đập bàn ư? Lập tức tạm thời cách chức điều tra, kiểm điểm lại mình. Thư ký Sa, gọi điện cho trưởng ban Tôn nói một tiếng, bảo ông ta tạm thời cử cán bộ mới làm nhiệm vụ phân công quản lý công nghiệp. Diệp Phàm lạnh lùng nói, hắn có vẻ rất giận dữ. Chuyện này, Sa Hồng Quân và Nông Viện Viện liếc mắt nhìn nhau, không dám làm gì. Ha ha, buồn cười thật, hôm nay ông đây muốn nhìn xem có ai dám cách chức ông không, ai dám có can đảm đó. Tiếng cười khả ố của Phó Chủ tịch Lôi vang lên khắp văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện khiến cho cán bộ trong các phòng ban đều ngó đầu nhìn ra. Không phải bây giờ tạm thời cách chức, viết bản kiểm điểm ư? Diệp Phàm cười khẩy quay sang phía Sa Hồng Quân nói. Lập tức ra thông báo, đồng chí Lôi lượng minh cực đoan, làm việc không có trách nhiệm, không tuân theo sắp xếp công việc của tổ chức, không nghe theo đề nghị của tổ chức, không làm tròn trách nhiệm. Hơn nữa, trong văn phòng lãnh đạo cấp trên giận dữ đập bàn, nói năng càn rỡ. Tôi đại diện cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, quyết định ngay tại chỗ tạm thời cách chức đồng chí Phó Chủ tịch Lôi. Việc này tôi sẽ báo cáo với Bí thư Chu. Cứ chờ xem có cách chức được tao không, mẹ mày còn không có được bản lĩnh đó. Tôi nhổ vào. Một tiếng ầm vang lên, Phó Chủ tịch Lôi đẩy rầm cửa bước ra. Còn đứng thất thần vậy, lập tức vào việc đi. Diệp Phàm quay sang Sa Hồng Quân đang đứng sững sờ bên cạnh nói. Chuyện này, Chủ tịch huyện à. Sa Hồng Quân nuốt nước bọt, nói không nên lời. Gã chỉ sợ gặp đen đủi, nên biết là lúc này Chủ tịch Diệp đang nổi cơn thịnh nộ. Phỏng chừng ai nói rông dài sẽ gặp xui xẻo. Nếu Chủ tịch Diệp bắt mình cút đi thì thật đúng là khóc không ra nước mắt. Vị trí thư ký này, Sa Hồng Quân đang trong cuộc chiến sinh tử để giữ được nó. Gã cảm thấy mặc kệ thế nào cũng nên giảng giải tình hình thực tế cho Chủ tịch Diệp. Nếu không Chủ tịch Diệp sẽ bị thiệt hại nặng, gã là một thư ký cũng không có nơi nào để đi. Hơn nữa làm thư ký thì cũng phải có ý kiến của mình. Thằng nhãi này cắn chặt răng. Rốt cục thốt nên lời. Chủ tịch huyện, Phó Bí Thư Lôi là anh họ của Phó Chủ tịch huyện. Phó Chủ tịch Lôi không có trình độ gì, chỉ biết ăn uống, ngày nào cũng say rượu. Bình thường thì căn bản là không có chuyện gì, ngày ngày câu cá. Mặc kệ là đi đâu cũng đều có người hầu hạ. Huyện chúng ta tuy nói là không có nhiều nhà máy nhưng với những ông chủ nhà máy thép cây thì người nào mà không nịnh bợ anh ta. Mỏ đồng thị trấn Thanh Sơn. Tập đoàn mỏ Silicon Mã Hồ Tử đều là những nơi chiêu đãi anh ta thịnh soạn, có khi còn bảo mấy cô gái trong nhà máy tới phục vụ, chiều chuộng anh ta thoải mái. Tuy nhiên người này cảm thấy không có quyền lực, chỉ có ăn no nên cảm thấy không đủ hăng hái. Anh ta vẫn muốn được phân công quản lý thuế vụ công thương ở huyện, thậm chí còn muốn chiếm vị trí công kiểm pháp của Mã Vân Tiền. Tuy nhiên vị trí đó là vị trí ủy viên thường vụ, Bí thư Chu đương nhiên sẽ không đồng ý. Nghe nói Phó Bí thư địa khu Lôi cũng có nói bóng gió, lần sau muốn em họ ông ta được nhập thường. Diệp Phàm lập tức gọi điện thoại cho Chu Phú Đức, ông ta này nghe xong liền nói. Lôi lượng minh có như vậy cũng là chuyện nhỏ thôi. Tuy nhiên do đặc thù tình hình của huyện ta nên vấn đề miễn chức đối với đồng chí Lôi lượng minh cũng có thể được. Bản thân tôi không tán thành cũng không phản đối. Tuy nhiên tôi đồng ý để anh mời họp hội nghị thường vụ huyện ủy. Có thể trong hội nghị thường vụ anh nghiên cứu thảo luận vấn đề này luôn. Về phần tôi xem như không có mặt, có chuyện gì thì anh cùng các ủy viên thường vụ quyết định là được rồi. Đối với hội nghị thường vụ đảng ủy, tôi là người đứng đầu huyện ủy, phục tùng vô điều kiện. Lời nói của Chu Phú Đức rất tế nhị, mở đầu thể hiện thái độ của mình. Sau đó không ngờ ông ta gợi ý để Diệp Phàm tổ chức hội nghị thường vụ huyện ủy, dường như giao quyền xử lý Lôi Lượng Minh cho Diệp Phàm. Ý tứ của ông ta là muốn xem bản lĩnh của Diệp Phàm. Hắn có bản lĩnh thu phục các ủy viên thường vụ thì Chu Phú Đức không phản đối, nếu không có được bản lĩnh đó thì cũng đừng trách ông ta. Hừ,
công bố ngay lập tức mở cuộc họp thường vụ huyện ủy. Diệp Phàm thốt ra những lời đó rồi không nói nữa, kiên trì theo quyết định của mình. Sa Hồng Quân và Nông Viện Viện bất đắc dĩ đành làm theo lệnh của hắn. Đương nhiên Diệp Phàm bi ể rằng Chu Phú Đức ở về phe mình. Ông ta khơi mào để hắn đối đầu với phó bí thư địa khu Lôi. Có lẽ Chu Phú Đức đã sớm không vừa mắt với Lôi Lượng Minh vì tên này dã tâm quá lớn. Tuy nhiên Chu Phú Đức không tự mình ra mặt mà để Diệp Phàm xử lý. Trong một khoảng thời gian ngắn, Chủ tịch Diệp ra tay khiến nhiều người kinh hoàng. Tất cả các cán bộ công nhân viên chức ở các phòng ban huyện ủy đều đoán được kết quả hội nghị lần này như thế nào. Là Phó Chủ tịch Lôi vượt qua được Chủ tịch Diệp hay là Chủ tịch Diệp trừng trị được Phó Chủ tịch Lôi? Đương nhiên hội nghị thường vụ huyện ủy cũng chỉ có quyền đưa ra đề nghị chứ không có quyền quyết định cách chức một Phó Chủ tịch huyện. Muốn có quyền quyết định thì phải báo cáo để hội nghị thường vụ địa khu phê chuẩn. Diệp Phàm bắt đầu tính toán sơ bộ. Phương Viên thì chắc chắn về phe hắn, Tôn Minh Ngọc phỏng chừng cũng sẽ theo hắn. Thái độ của Phương Hồng Quốc chắc là đại diện cho thái độ của Tề Quy Vân. Diệp Phàm cũng muốn nhân sự việc này để thử thái độ của Phương Hồng Quốc. Thiết Đông, Vì Bất Lý và Mã Vân Tiền chắc chắn sẽ phản đối. Ngoài 10 ủy viên thường vụ còn có dư gia Đỗ Tiểu Lan, nếu hắn có thể tác động để cô ta ủng hộ hắn thì có lẽ sẽ cách chức được Lôi Lượng Minh. Hơn nữa, hình như Liễu Mi Phương, Chánh văn phòng huyện ủy đúng là không có ác ý gì với hắn. Cũng chưa chắc chắn lắm nhưng hắn thấy có khả năng lấy được một phiếu của cô. Kệ cho thế nào thì cứ thử xem. Đương nhiên Diệp Phàm cũng khá tỉnh táo nhận biết rằng xác suất thất bại của mình chiếm khoảng 70%. Tuy nhiên quyết định của mình nhất định Diệp Phàm không thay đổi. Lôi Lượng Minh tuy rằng được Lôi Minh Hoài nâng đỡ nhưng nếu để mặc y như vậy thì nền công nghiệp Ma Xuyên còn có hy vọng gì nữa. Mặc dù lần này thất bại nhưng ít nhất trước hết cũng có thể nhân việc Lôi Lượng Minh bị cách chức mà ra uy. Hơn nữa chuyện này cũng là để thử thái độ của các ủy viên thường vụ. Diệp Phàm tình nguyện mạo hiểm như vậy. Giữa giờ chiều, 10 ủy viên thường vụ vừa mới kết thúc việc quyên góp sáng nay nên chưa có ai được nghỉ ngơi lại tập trung họp hành luôn. Trước đó Diệp Phàm cũng đón ý trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Minh Ngọc. Sau một lát do dự, Tôn Minh Ngọc đồng ý tương trợ. Chuyện này cần nhiều dũng khí, dù sao người đứng sau Lôi Lượng Minh cũng thật đáng sợ. May mắn thay, bố của Tôn Minh Ngọc là Tôn Quốc Đống không hề qua lại với phó bí thư địa ủy Lôi Minh Hoài. Hơn nữa, Tôn Quốc Đống chẳng những là trưởng ban tổ chức cán bộ mà còn là phó bí thư địa ủy. Trong ban chấp hành đảng ủy thì ông ta cũng có một vị trí nhỏ, tuy không uy phong như trước nhưng ở Đức Bình thì quyền uy của ông ta cũng khá lớn. Vậy nên phỏng chừng nhờ vậy mới thúc đẩy được Tôn Minh Ngọc đồng ý với đề nghị của Diệp Phàm. Đầu tiên là Tôn Minh Ngọc thuật lại biểu hiện của Lôi Lượng Minh từ khi đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch huyện phân công quản lý công nghiệp. Sau đó vạch rõ sự lười nhác của y, không nhiệt tình công tác, hơn nữa không phục theo lãnh đạo của tổ chức. Diệp Phàm lập tức đề xuất đề nghị miễn chức Lôi Lượng Minh. Việc này vốn theo lý thuyết là Tôn Minh Ngọc nói xong. Các ủy viên thường vụ phát biểu ý kiến rồi Diệp Phàm dựa vào tình hình cụ thể mà ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên nếu để như vậy mà nhiều ủy viên thường vụ phản đối, Diệp Phàm ra quyết định đó không phải là đẩy trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Minh Ngọc về phía đầu sóng ngọn gió. Chuyện này tất nhiên Tôn Minh Ngọc cũng đã suy xét rồi. Vậy nên trước đó Diệp Phàm nói chuyện với Tôn Minh Ngọc thì hắn cũng ám chỉ thái độ của mình rồi. Tất nhiên là hắn nói từ trước Tôn Minh Ngọc đứng ra nói về những sai lầm công tác của Lôi Lượng Minh còn đề xuất quyết định xử lý như thế nào thì để Diệp Phàm đề xuất. Diệp Phàm tất nhiên là cũng đồng ý, chuyện này thật ra cũng làm Tôn Minh Ngọc khó xử. Diệp Phàm tự mình có cảm giác thật ra mình hơi xấu xa. Thật ra Tôn Minh Ngọc cũng đã giúp đỡ Diệp Phàm quá nhiều. Sáng nay bố ông ta đã ra mặt bỏ ra khoản tiền đóng góp 1,5 triệu sửa đường tất nhiên là kết quả hồi báo hỗ trợ Diệp Phàm. Đương nhiên Tôn Quốc Đống cũng xem xét thế lực của Diệp Phàm mới ra tay. Nếu không dựa vào uy lực phó bí thư địa ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ của mình thì làm gì có chuyện ông ta thể hiện thiện ý với Diệp Phàm. Mặc dù Diệp Phàm có giúp ông ta đi nữa thì chỉ cần ông ta thể hiện thiện ý một lần là đủ, không cần phải làm đi làm lại nhiều lần. Diệp Phàm tất nhiên cũng hiểu rõ phỏng chừng Tôn Quốc Đống đã hạ quyết tâm ủng hộ hắn. Mặc dù uy phong phó bí thư địa ủy có bị động tới thì ông ta cũng ủng hộ hắn. Dù sao bản thân hắn thì được nhà họ Tề ở trên tỉnh ủng hộ, hơn nữa bí thư địa ủy Trang Thế Thành nhất định sẽ ủng hộ hắn. Chuyện đó tất nhiên Tôn Quốc Đống cũng đã suy xét kỹ càng.
Tuy nói rằng trước mắt Trang Thế Thành bị chủ tịch địa khu Vương cãi lời, trong khoảng thời gian ngắn thì ông ta không thể nào nắm được hoàn toàn đảng ủy địa khu trong tay, nhưng trong tương lai chắc chắn Trang Thế Thành sẽ chiếm ưu thế. Đối với hành động cực đoan không có trách nhiệm như thế này, không tuân theo sự sắp xếp của lãnh đạo, đồng chí ấy đã phạm vào sai lầm tư tưởng chính trị nghiêm trọng, không hề có tính tổ chức kỷ luật. Vậy thì làm sao có thể chấn hưng được nền công nghiệp huyện chứ? Tôi đồng ý với đề nghị của Chủ tịch Diệp. Hội nghị thường vụ huyện ủy nên lập tức đề xuất đề nghị đối với ban tổ chức cán bộ địa ủy, hội nghị thường vụ địa ủy, lập tức cách chức phó chủ tịch huyện Lôi Lượng Minh. Phía chúng ta bắt tay vào việc sắp xếp cán bộ tiếp nhận công việc của đồng chí ấy, quản lý tốt nền công nghiệp huyện, khi đó mới có thể xúc tiến phát triển nền kinh tế huyện nhà, chấn hưng nền kinh tế Ma Xuyên chúng ta, hoàn thành nhiệm vụ mà hội nghị thường vụ huyện ủy lần trước đã ra quyết định. Chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật Phương Viên vẻ mặt rất nghiêm túc, thể hiện dáng vẻ chính nghĩa. Lời nói của y khiến cho đám người Vi Bất Lý, Thiết Đông, Mã Vân Tiền hết sức ngạc nhiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 850, giết gà dọa khỉ. Cũng nên biết rằng từ khi Phương Viên đến Ma Xuyên nhậm chức đến nay thì đều nói năng thận trọng. Trong hội nghị thường vụ huyện về cơ bản y không hề lên tiếng. Lần này là lần đầu tiên y đứng ra dốc sức ủng hộ Diệp Phàm. Chuyện này khá kỳ lạ. Có lẽ nào Phương Viên bị Diệp Phàm ép buộc hay là hai người bọn họ liên kết với nhau. Tuy nhiên, trong lòng ba người đều nghi ngờ có lẽ hành vi của Lôi Lượng Minh khiến cho Phương Viên nổi giận. Ủy ban kỷ luật vốn là nơi ra oai với cán bộ các ngành. Có lẽ đồng chí Phương Viên đến huyện Ma Xuyên gần một tháng còn chưa thể hiện gì nên y cũng muốn lần đầu tiên chứng minh cho mọi người thấy ta đây cũng không phải là một con hổ giấy. Do đó y muốn tạo uy tín với ủy ban kỷ luật huyện, chấn hưng vai trò của mình. Rất có khả năng là như vậy. Suy nghĩ ba người đó vừa thay đổi, họ cho rằng loại này chắc có khả năng chiếm thành. Nếu nói rằng Diệp Phàm thông đồng với Phương Viên thì không thể nhanh như vậy được. Vì Bất Lý vừa thấy không được, lập tức hừ một tiếng rồi nói. Đồng chí Lôi Lượng Minh có một chút vấn đề nhỏ, chẳng hạn như thích uống rượu, nhưng đồng chí ấy chưa từng phạm phải sai lầm gì nghiêm trọng. Một chút vấn đề nhỏ thì các đồng chí ngồi đây ai dám nói là không có chứ? Xét về nền công nghiệp của chúng ta mà nói, Ma Xuyên không có nhà máy nào, còn không có ngành công nghiệp nào cả. Chung cuộc lại không thể bắt đồng chí Lôi Lượng Minh buộc người ta đến đầu tư được. Về chuyện ăn uống là chuyện nhỏ, vị lãnh đạo ấy xuống đây không phải để ăn uống. Chỉ chuyện nhỏ như vậy thì không có gì là sai lầm lớn cả. Đối với đảng ta thì như đồng chí ấy chỉ có việc chính là giáo dục. Nguyên tắc tổ chức đảng đối với việc phạm phải một số vấn đề nhỏ như đồng chí ấy đều với phương châm trị bệnh cứu người. Không thể vì một chút việc như vậy mà ra tay trừng phạt, lập tức miễn chức này nọ. Chuyện này rất nghiêm trọng, bị miễn chức là đối với việc phạm những sai lầm nghiêm trọng, chẳng hạn như cướp của giết người, xúc phạm tư tưởng chính trị, cảm thấy người đó không thể giáo dục được mới có thể nặng tay như thế. Nếu chỉ với những việc nhỏ như vậy mà miễn chức thì cán bộ nhà nước chúng ta còn lại được mấy người chứ? Hơn nữa, tôi có cảm giác đồng chí Lôi Minh Lượng cũng là người có trách nhiệm, cũng không có biểu hiện gì khác người. Nói ngay như chuyện sửa đường, Phó Chủ tịch Lôi dự tính 100.000, có thể nói là đã hoàn thành nhiệm vụ giải thích với Bí Thư Chu. Thiết Đông cũng tham gia phản đối. Tôi kiên quyết phản đối với đề nghị miễn chức đồng chí Lôi Minh Lượng. Bởi vì không đủ lý do. Thậm chí có thể nói rằng lý do này rất gượng ép. Nguyên tắc tổ chức của đảng tuy nói là muốn cán bộ chúng ta đều phải tuân theo sự sắp xếp của lãnh đạo cấp trên, nhưng các cấp lãnh đạo cũng có thời điểm rối rắm, nếu anh ta chỉ huy sai thì chẳng lẽ cấp dưới cũng phải nghe theo hay sao? Nếu thực sự như vậy thì chúng ta không có trách nhiệm với đảng. Hơn nữa, đồng chí Lôi Minh Lượng đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện Pân Công quản lý công nghiệp từ trước đến nay thì ngành công nghiệp của chúng ta cũng chưa gặp vấn đề gì lớn. Chúng ta không nói đến chuyện đề bạt đồng chí ấy nhưng ít ra không thể đập gậy lung tung vào đồng chí ấy được. Đây là tổ chức đảng đúng đắn chứ không phải là tổ chức cực đoan. Mã Vân Tiền nói năng đầy lý lẽ hùng hồn, cực lực phản đối việc xử lý Lôi Lượng Minh. Hừ, chẳng lẽ không chịu thi hành nhiệm vụ, cứ giữ mãi cái nhà vệ sinh không chịu mở ra mà chúng ta còn phải bảo vệ cho anh ta. Cứ để cho anh ta tiếp tục chiếm giữ cái nhà vệ sinh đó, để toàn bộ huyện phải chờ đợi sao? Lôi Minh Lượng đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện phân công quản lý công nghiệp từ trước đến nay đã mấy năm mà không lôi kéo được ai tới xây dựng nhà máy, không hề có nhà máy nào chuyển từ khó khăn sang khấm khá,
không hề giải quyết được vấn đề chấn hưng cho nhà máy nào cả. Hơn nữa, đồng chí lãnh đạo chỉ thị mà lại không hành động theo chỉ đạo đó nữa chứ. Hơn nữa, ý của anh liệu có phải là chủ tịch Diệp nên nén giận lại, vậy thì sau này chủ tịch huyện quản lý huyện như thế nào đây? Lệnh ban xuống mà không ai nghe thì Ma Xuyên chúng ta không phải là biến thành một đám hỗn loạn rồi sao, còn nói chó gì đến chuyện phát triển kinh tế nữa chứ? Phương Viên lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Gã liên tiếp phun ra những lời thô tục, tất nhiên là hướng về Mã Vân Tiền. Đồng chí Phương Viên, thái độ của đồng chí không thể chấp nhận được. Nói chuyện thì phải từ tốn, đừng phun ra những lời thô tục như vậy. Phát triển nhà máy mà dễ dàng như vậy thì Ma Xuyên chúng ta đã sớm giàu rồi, còn cần gì đến việc thu hút người khác đến đầu tư nữa chứ? Vi Bất Lý nhẹ nhàng gõ bàn, phê bình Phương Viên. Ha ha, Bí Thư Vi, dù sao thì cũng không phát triển nổi một nhà máy. Vậy thì đồng chí ấy đảm nhiệm việc phân công quản lý công nghiệp làm gì? Nếu Lôi Minh Lượng không thể đảm nhiệm được thì đề nghị Chủ tịch Diệp bãi miễn chức vụ của đồng chí ấy đi. Tôn Minh Ngọc nói chuyện với vẻ ôn hòa. Trưởng Ban Tôn, anh làm thử xem, đứng mà nói thì ai chả nói được. Mã Vân Tiền nói châm chích. Được rồi, tôi cũng không có thời gian để thảo luận nhiều chuyện này. Bí thư Chu nói rằng Ma Xuyên chúng ta cần chấn hưng kinh tế bằng bất cứ giá nào. Hơn nữa anh ấy còn dặn dò tôi, muốn lãnh đạo được toàn bộ nhân dân huyện, liều lĩnh chấn hưng kinh tế Ma Xuyên, mục tiêu chính của chúng ta là vượt được huyện Hồng Sa Châu. Nếu để mặc cho đồng chí Lôi Lượng Minh tiếp tục không chịu thực hiện nhiệm vụ trong ngành công nghiệp, thậm chí không làm tròn trách nhiệm thì sao có thể chấn hưng được nền kinh tế Ma Xuyên, chỉ sợ đến lúc đó lại phụ lòng Bí thư Chu. Diệp Phàm hừ một tiếng rồi nói. Hắn tung ra con át chủ bài là Bí thư Chu làm bệ đỡ cho mình. Quả nhiên, Mã Vân Tiền tạm thời câm họng lại. Hành vi hôm nay của Lôi Lượng Minh quả thực là có chút không ổn đối với cố gắng chấn hưng kinh tế Ma Xuyên. Tuy nhiên, Chủ tịch Diệp, Bí thư Chu có cái nhìn như thế nào vậy? Nói vậy thì chắc là Chủ tịch Diệp và Bí thư Chu đã có trao đổi với nhau, nếu thuận tiện. Chánh văn phòng huyện ủy Liễu Mi Phương hoàn toàn chú tâm vào Chu Phú Đức, không ngờ ông ta đùa giỡn như vậy. Bí thư Chu không ở Ma Xuyên, đồng chí ấy có nói, đề tài thảo luận tại hội nghị thường vụ huyện ủy chúng ta hôm nay tự điều hành, cho dù quyết định như thế nào thì đồng chí ấy cũng tôn trọng quyết định của tập thể tại cuộc họp đảng ủy huyện ủy này. Diệp Phàm tất nhiên không đời nào nói lại lời Chu Phú Đức, cũng chính là khẳng định mình không phản đối cũng không tán thành việc miễn chức của Lôi Lượng Minh. Hắn chỉ nói một câu lấp lửng như vậy. Nếu Bí thư Chu tôn trọng quyết định của tập thể chúng ta thì xin giơ tay biểu quyết. Vi Bất Lý lập tức nói ra ý kiến của mình. Được. Diệp Phàm đành phải chấp nhận. Kết quả thật khó tưởng tượng. Vi Bất Lý, Thiết Đông, Mã Vân Tiền phản đối. Diệp Phàm, Phương Viên, Tôn Minh Ngọc tán thành. Phương Hồng Quốc, Tề Quy Vân, Đỗ Tiểu Lan, Liễu Mi Phương bỏ phiếu trắng. Phiếu tán thành không quá một nửa nên đề nghị này không có hiệu lực. Tuy nhiên, Chủ tịch huyện đập bàn cho phép thông báo xử lý phê bình. Tạm thời cách chức đồng chí Lôi Lượng Minh chờ kiểm tra xử lý. Hắn cũng chỉ thị cho ban tổ chức cán bộ chọn người thích hợp thay thế tạm thời. Tất nhiên Diệp Phàm đã sớm đoán biết được kết quả. Chuyện xử lý Lôi Lượng Minh lần này chủ yếu để thử thái độ các ủy viên thường vụ, thắng bại thật ra không quan trọng. Hơn nữa, Lôi Lượng Minh có phó bí thư địa khu Lôi Minh Hoài đứng sau lưng. Phương Hồng Quốc, Đỗ Tiểu Lan lựa chọn việc bỏ phiếu trắng đã thể hiện họ ngầm ủng hộ hắn. Chỉ có ba người bọn Vi Bất Lý phỏng chừng về sau muốn có hòa bình với họ chắc là không thể. Nếu biết rõ tình thế thì cũng có lợi cho Diệp Phàm về sau xử lý các mối quan hệ ở huyện. Đương nhiên, hội nghị thường vụ lần này thất bại, uy tín của Diệp Phàm cũng bị giảm sút một tí, nhưng cũng không có gì lớn lắm. Một số cán bộ ở huyện sẽ cho rằng Chủ tịch Diệp có năng lực nhất định. Như vậy Lôi Lượng Minh vênh váo không phải tạm thời bị cách chức mà còn bị thông báo phê bình. Viết kiểm điểm, công tác chắc sẽ bị điều chỉnh. Hơn nữa Chủ tịch Diệp làm việc rất quả cảm, về sau công tác chắc chính trực. Nếu không thì sao hắn dám động tới cả em họ phó bí thư địa khu Lôi? Tuy rằng không thành công nhưng hắn cũng đã cảnh báo với toàn bộ cán bộ huyện đừng nghĩ đến chuyện dây dưa, chuyện gây rối, mưu phản, tất cả đều sẽ phải cân nhắc đến hắn trước khi hành động. Nếu không, cứ đụng vào Chủ tịch Diệp thì sẽ xui xẻo liền. Cho nên tin tức về cuộc họp lọt ra ngoài cũng có tác dụng cảnh báo, tạo lợi thế cho lời nói của Diệp Phàm có uy lực trong việc thi hành các biện pháp chính trị và triển khai công tác sau này. Mẹ kiếp,
tự dưng lần này nảy ra một ý định không bình thường, không ngờ lại là em họ Phó Bí Thư Lôi. Mặc kệ chuyện gì đi nữa, cứ để xem sao. Lần này không miễn chức được thì lần sau mà dám như thế nữa chừng chị cũng chưa muộn. Diệp Phàm trong bụng thầm thở phào một cái. Bữa tối tại Tửu Lầu Thần Nữ. Để chiêu đãi cô chủ Giang Đào Hồng, Diệp Phàm khẩn thiết mời cô ngày mai đến quyên tặng trực tiếp. Không ngờ rằng Giang Đào Hồng đồng ý ngay. Tất nhiên, đài truyền hình địa khu nghe nói có Trang Thế Thành đến liền lập tức phái người đến, chắc đến nửa đêm sẽ tới Ma Xuyên. Song chỉ có điều Giang Đào Hồng đồng ý ưu ái mình, trong lòng Diệp Phàm tất nhiên cũng hiểu được không phải cô nể vì hắn là lãnh đạo bởi vì cho tới bây giờ cô rất kiêu ngạo. Cho nên trong lòng thằng nhãi Diệp Phàm hết sức ngờ vực. Sau bữa cơm chiều, Giang Đào Hồng không ngờ chủ động đề nghị Diệp Phàm đi tản bộ cùng cô. Trời lạnh như thế này thì đi bộ cái quái gì chứ, cũng không phải là tiết trời mùa thu mà. Cô ta có vẻ khác thường, không biết là sao lại thay đổi như vậy. Diệp Phàm tự nhiên nghĩ bụng, hắn bỗng cảm thấy vừa vui vừa sợ, bèn cười nói. Tôi vô cùng vinh hạnh có thể có cơ hội cùng mỹ nữ chủ bá Đức Bình tản bộ. Thật sự là phúc phận tám đời tu mới có được, ha ha. Chủ tịch Diệp thật là mau mồm mau miệng, còn nói vậy nữa chứ, tôi mà có sức hấp dẫn nhiều vậy sao? Giang Đào Hồng không ngờ đưa mắt liếc Diệp Phàm đầy vẻ quyến rũ, thái độ dịu dàng đầy vẻ nữ tính. Tuy nhiên hắn vẫn nghi ngờ cô không hiểu có chuyện gì không nên trong lòng gợn sóng. Thấy cô cứ tiếp cận mình, hắn khẳng định chắc chắn có chuyện. Tuy nhiên Diệp Phàm suy đi nghĩ lại, mài chết hơn một chục triệu tế bào não cũng không nghĩ ra mình thì có gì đáng giá để Giang Đào Hồng có mưu đồ với mình. Chủ tịch huyện Giang chết bộ công an cũng đã điều tra rồi nhưng không thu được kết quả gì. Một chủ tịch huyện như hắn có thể giúp cô được gì chứ? Việc này thật là kỳ lạ, hơn nữa chắc là có liên quan đến cái chết của chủ tịch Giang. Nếu quả thật chủ tịch Giang bị người ta mưu sát thì chuyện này chắc có âm mưu gì sâu xa, không riêng gì huyện Ma Xuyên có vấn đề mà phỏng chừng có thể liên quan đến một số lãnh đạo địa khu. Diệp Phàm tự nhiên không muốn rơi vào vòng xoáy nguy hiểm như thế này để đến mức kiệt sức, gánh vác đại vận mệnh phát triển kinh tế. Đương nhiên không phải là Diệp Phàm sợ hãi thế lực tà ác mà chủ yếu là người công bằng chính trực nhưng cũng có để ý đến vấn đề lợi ích của chính mình. Nếu không có lợi thì không dậy sớm được, thiên hạ rộn ràng vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo vì lợi hướng. 2000 năm trước, Thái Sử Công đã dùng câu nói này để nói đến quy tắc trò chơi của nhân loại. Chương 851, thiên hạ đều rộn ràng vì lợi đến. Diệp Phàm là một thành viên của thế giới này nên cũng không thể khác được. Theo lẽ tự nhiên hắn cũng không thể không tuân theo quy luật đó, nhưng hắn khác người khác ở chỗ lời dạy đó khắc sâu vào trí não hắn. Trước kia chuyện xảy ra ở Ngư Dương đã rung hồi chuông cảnh báo với Diệp Phàm. Chính vì hắn liều mình vì cổ bảo toàn kết quả cũng là gã có mới nới cũ, được chim quên ná, được cá quên nơm. Bởi vì thời điểm đó hắn làm nên thành tích trong mắt người khác, trở thành quầng sáng trước mắt cổ bảo toàn. Tuy nhiên tình hình hôm nay ở Ma Xuyên lại không giống như vậy. Hắn có khả năng làm nên thành tích của bản thân mình, hơn nữa Trang Thế Thành cũng là người dẫn đường cần hắn tạo thành tích, hắn không đoạt quầng sáng với ai cả. Cùng lắm là hắn đoạt một chút quầng sáng của bí thư huyện ủy Chu Phú Đức. Tuy nhiên, Chu Phú Đức chỉ có thể nhiều lắm là ngáng chân hắn chứ không thể nắm giữ vận mệnh hắn như cổ bảo toàn được. Hơn nữa, Chu Phú Đức đơn thương độc mã đấu với chốn quan trường Hồng Sa Châu, điều đó khiến cho Chu Phú Đức hạ quyết tâm. Hy vọng Diệp Phàm có thể tạo thành tích ở Hồng Sa Châu. Giờ phút này chắc là Chu Phú Đức cũng muốn Diệp Phàm đi đầu, đưa nền kinh tế Ma Xuyên phát triển đi lên, vượt qua Hồng Sa Châu. Giờ phút này Chu Phú Đức xem thành tích không phải quan trọng nhất chính vì phải đấu tranh, vậy nên gã cũng để Diệp Phàm tự do phát triển. Bằng không sao Chu Phú Đức lại đồng ý trao quyền lực lớn như vậy cho cấp dưới là Diệp Phàm, khiến hắn mới ở chưa đến một tháng đã tổ chức đến 2 lần hội nghị thường vụ. Phải biết rằng tại địa khu còn không có ai biết rõ là trong khoảng thời gian quyền bí thư, Diệp Phàm không có quyền mời dự họp hội nghị thường vụ huyện ủy mà phải được nhân vật số 1 là Chu Phú Đức gật đầu mới được. May mắn là Diệp Phàm cũng khá biết điều, mỗi lần tổ chức đều xin chỉ thị của Chu Phú Đức, ngụy trang dưới nước cờ Chu Phú Đức để mời mọi người dự họp. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng khá thông minh, hắn đều lấy lý do vì sự phát triển kinh tế Ma Xuyên để thuyết phục Chu Phú Đức. Mượn chuyện xử lý Lôi Lượng Minh mà nói rằng y chiếm hầm cầu không nhả ra về sau nền công nghiệp huyện mà không hề phát triển gì thì có phải là làm trì trệ việc phát triển kinh tế Ma Xuyên hay không?
Chuyện này Chu Phú Đức cũng đồng ý để Diệp Phàm tổ chức hội nghị thường vụ huyện với tâm trấn đó. Đương nhiên Chu Phú Đức cũng là người khôn giữ mình, chính bản thân ông ta cũng khó mà bảo toàn thì tất nhiên cũng không thể đứng ra thể hiện lập trường kiên định ủng hộ Diệp Phàm xử lý Lôi Lượng Minh. Dù sao phó bí thư địa ủy Lôi Minh Hoài đằng sau cũng trợn tròn mắt. Nếu đến lúc đó người nhà Quách Tân Bình ở Hồng Sa Châu náo loạn, hơn nữa cùng với Lôi Minh Hoài đấu lại thì phỏng chừng đến lúc đó cho dù là chủ tịch ủy ban nhân dân địa khu Vương Triều Trung cũng không thể bảo vệ được mình. Tuy nhiên Chu Phú Đức cuối cùng quyết định giao quyền này cho Diệp Phàm và hội nghị thường vụ, thật ra cũng là cách ông ta ủng hộ Diệp Phàm. Chẳng qua trong lòng Chu Phú Đức cũng khá hiểu rõ rằng đề nghị của Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không được thông qua ở hội nghị thường vụ huyện. Bởi vì uy phong của phó bí thư Lôi quá lớn. Đối với cán bộ Ma Xuyên mà nói thì ông ta quả thực là một ngọn núi cao không thể với tới, không ai có thể chịu nổi cơn phẫn nộ của ông ta. Đối với loại người này thì ân tình thuận nước dong thuyền. Chu Phú Đức cũng ngại không dám đối đầu. Tuy nhiên tại hội nghị thường vụ huyện, Mã Vân Tiền khi nghe nói quyết định của Chu Phú Đức thì ngây người ra hồi lâu. Trong lòng y cũng ngạc nhiên với khả năng của Diệp Phàm. Dưới áp lực mạnh mẽ của phó bí thư Lôi mà không ngờ còn có người ủng hộ Diệp Phàm. Tôn Minh Ngọc thì còn hiểu được, bởi vì Tôn Quốc Đống như một con cáo già, chẳng sợ gì Lôi Minh Hoài lắm. Bởi Tôn Quốc Đống và Lôi Minh Hoài cho tới nay là những người không cùng chí hướng. Nếu có thể đả kích Lôi Minh Hoài thì Tôn Quốc Đống cũng không ngần ngại hung hăng tiến tới đá xuống đất một cước. Có lẽ đây chính là nguyên nhân Tôn Minh Ngọc ủng hộ Diệp Phàm, nhưng Chu Phú Đức thì lại là chuyện không thể tưởng tượng được. Tôn Quốc Đống thể hiện thiện chí với Diệp Phàm. Mà chủ nhiệm ủy ban kỷ luật huyện Phương Viên sẽ kiên định ủng hộ Diệp Phàm. Chuyện này khiến cho bí thư Chu Phú Đức có suy nghĩ trăm lần cũng không thể nào trả lời được. Thằng nhãi này nằm trên giường bệnh chăn trở một lúc lâu cũng không tìm ra được lý do Phương Viên ủng hộ Diệp Phàm. Nếu nói rằng trong thời gian ngắn như vậy Diệp Phàm đã thâu tóm được Phương Viên thì Chu Phú Đức không thể tin nổi. Nếu nói hai người trước đây vốn đã có tình bằng hữu thì cũng không thể có khả năng đó. Phương Viên là tự ủy ban kỷ luật tỉnh xuống thẳng đây. Cuối cùng Chu Phú Đức cho rằng phỏng chừng vì Lôi Lượng Minh làm cho Phương Viên phản đối, hay là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Phương Viên không thích phó chủ tịch Lôi. Gã hoàn toàn không nghĩ tới việc Diệp Phàm lúc đến Ma Xuyên đã sắp xếp trước quân bài Phương Viên rồi. Buồn lầy không đỡ hơn tường, ôi! Phó bí thư địa ủy Lôi Minh Hoài nghe Vi Bất Lý nói xong liền thở dài có vẻ khá thất vọng. Không thể nói như vậy bí thư Lôi. Chuyện này đồng chí Diệp Phàm yêu cầu quá hà khắc rồi. Tình hình Ma Xuyên ai cũng hiểu được, sáng chói cũng không phải thần tiên sẽ phù phép. Tuy nhiên, sáng chói quá mà không lý trí một chút, Diệp Phàm ra uy, đối với việc tạm thời cách chức kia, chúng ta đành phải đồng ý. Vi Bất Lý thận trọng nói. Tạm thời cách chức, thuận tiện với hắn quá. Đối với tính của tôi thì phải khai trừ rồi, rất kỳ cục. Vô tổ chức vô kỷ luật, chủ tịch Diệp làm đúng rồi, hừ. Phó bí thư Lôi nói với giọng rất nghiêm nghị, nhưng Vi Bất Lý hiểu rằng đó chỉ là biểu hiện trước mặt đối với người ngoài của lãnh đạo người ta, không để ý đến tình thân, nhưng nếu anh thật sự tin lời nói đó thì thật đúng là ngốc. Quả nhiên đến đây, Lôi Minh Hoài đảo tròng mắt rồi dừng lại, nói thêm. Tuy nhiên, chủ tịch Diệp vì chuyện nhỏ như vậy mà trong một ngày hai lần tổ chức hội nghị thường vụ, chẳng lẽ chủ nhật cũng phải buộc cán bộ Ma Xuyên các anh phải họp hành sao? Làm lãnh đạo đúng là phải thúc giục cấp dưới. Nhưng cũng phải tạo điều kiện cho các cán bộ cấp dưới nghỉ ngơi chứ, nếu không, mệt chết rồi thì ngày mai ai còn đến làm nữa. Lạ thật, phó bí thư Lôi nói như vậy là có ý gì nhỉ? Chẳng lẽ thật sự ông ta thông cảm với các cán bộ Ma Xuyên, sợ họ mệt quá ư? Chắc là không phải vậy rồi, ngày mai không ai đến làm được, lời này liệu có phải ám chỉ rằng tên họ Diệp kia ngày mai không phải định tổ chức quyên góp sao? Lời nói này của phó bí thư Lôi có phải là chỉ hoạt động này không nhỉ, chẳng lẽ? Trong lòng Vi Bất Lý lung lay, cân nhắc câu nói của Lôi Minh Hoài. Làm lãnh đạo nhất định phải rất cẩn thận, lời nói của lãnh đạo phải hết sức cân nhắc, tài năng mới có thể lĩnh hội đầy đủ ý tứ trong đó. Cũng giống như lời nói của Hoàng đế ngày xưa, người dưới phải lĩnh hội đầy đủ thánh ý mới được. Các lãnh đạo nói chuyện thường có ý ngầm trong đó, chỉ có điều khi nói ra thì hoàn toàn là ngược ý mình. Có khi chỉ trong một câu nói lơ đãng cũng chứa đựng tất cả thâm ý. Làm cấp dưới thật mệt, phải cân nhắc từng lời từng chữ của lãnh đạo, nhưng muốn học được điều đó cũng rất khó khăn.
một số ít người có khả năng trong việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt thì thường những người đó thăng quan tiến chức rất nhanh, lãnh đạo cũng thích người như thế. Bởi vì họ giỏi hiểu được ngầm ý, phù hợp với tâm tư lãnh đạo. Những người này thường không có nhiều tài, chỉ là có khả năng lợi hại đó, nhưng người như thế so với người có tài năng chân chính thì lại được lãnh đạo tín nhiệm hơn. Có một vị lãnh đạo từng nói rằng, tôi tình nguyện dùng người có chút tài trí bình thường mà không cần người có tài nhưng lại không nghe lời. Bởi vì người có tài trí bình thường thì lại ngoan ngoãn vâng lời, còn người có tài thường lại hay kiêu ngạo, lãnh đạo tất nhiên không thích. Đương nhiên cũng có những người vừa có tài vừa không kiêu ngạo, hơn nữa lại có quan hệ tốt với lãnh đạo. Tất nhiên loại người này không nhiều. Cho nên từ đó có thể thấy, một số lãnh đạo về phương diện tuyển người, việc đầu tiên họ chú trọng không phải là có tài, càng không phải là có đức, mà là anh có nghe họ nói hay không, có tiếp thu hay không, đây mới là đạo làm quan. Thị trấn này thật đẹp, giống như là về nông thôn. Giang Đào Hồng xúc động nói. Ha ha, phóng viên Giang, cô khen Ma Xuyên chúng tôi hay là châm biếm đấy. Diệp Phàm đưa mắt xem xét cô gái bên cạnh rồi thản nhiên cười nói. Thói đời là vậy, khen chê không ai biết rõ. Trong bóng tối mà nói thì kiểu nông thôn chất phác là phong cách tôi thích. Tuy nhiên, phỏng chừng trong mắt chủ tịch Diệp thì thị trấn Ma Xuyên rất giống một thôn lớn, về phương diện kinh tế mà nói thì sẽ có cảm giác có chút mất mát. Chỉ có điều xem xét chuyện ở góc độ bất đồng này chứ cũng có liên quan đến tâm tình con người. Giang Đào Hồng ngược lại đưa ra tranh luận. Vậy tâm tình phóng viên Giang hiện nay là... Diệp Phàm nói lấp lửng, thản nhiên quét mắt liếc Giang Đào Hồng một cái, ánh mắt hắn mịt mờ lướt qua trên ngực cô gái. Hắn còn thuận thế đưa mắt xuống mông rồi mới xuống đất và quay trở về. Giang Đào Hồng dường như cũng cảm giác thấy ánh mắt hao háo của hắn. Hình như là cô cố ý, không ngờ lại đưa tay vỗ vỗ vào mông mình giống như đang phủi bụi. Cô nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Diệp Phàm rồi cười nhạt nói. Anh nói sao? Chuyện này rất khó nói, tôi không thể chui vào bụng cô để thăm dò tâm trạng cô được, phải chăng cô có con giun trong bụng? Diệp Phàm cố ý nói đến chuyện xấu, giả bộ tự nhiên, lắc lắc đầu. Tiến cái gì vào chứ, mờ ám quá đi, còn nói là cái gì chui vào nữa? Giang Đào Hồng cũng là một cô gái thông minh, cũng hiểu ngầm được ý tại ngôn ngoại, mặt cô không ngờ lại ửng hồng. Liếc Diệp Phàm rồi đột nhiên cười khanh khách nói. Anh có thể thử xem, coi có run đũa không? Cô Giang không ngại gì chứ? Diệp Phàm hơi đề cao giọng có vẻ rất mờ ám. Đương nhiên, tuy nhiên anh phải biến mình thành run đũa trước mới được, ha ha. Giang Đào Hồng cười đến nỗi co thắt lưng lại, bộ ngực phập phồng lên xuống theo. Cô đảo mắt kiềm chế ý cười, đôi mắt lạnh lẽo như một mũi tên nhọn hướng về phía Diệp Phàm, hừ nói. Đàn ông các anh, toàn là kẻ không tốt, hừ. Ha ha, đàn ông mà tốt mới là lạ. Hắn nhún vai, hắng giọng cười nói. Những lời này khá thản nhiên khiến Giang Đào Hồng quay sang, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Không biết cô đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, cô cười yếu ớt, nói. Chủ tịch Diệp, có câu này không biết nên nói hay không? Xin cô cứ nói, tôi kiên trì chịu đựng cuộc công kích. Diệp Phàm cười. Quét mắt liếc Giang Đào Hồng một cái, ra vẻ phong độ. Cô ừ một tiếng rồi nói. Được, người như anh thường có tính cách nhiều mặt, có khi thì thật sự đại nghĩa, có khi lại hèn mọn, có khi điên lên không thèm để ý đến gì cả, có khi tài văn chương hơn nhiều người trong thiên hạ, có khi lại giống một người hết sức rảnh rỗi, chuyện gì cũng không quan tâm. Chuyện đó, rốt cuộc chỉ mới là một mặt sẵn có của anh. Giang Đào Hồng đối đầu trực diện khiến cho người nào đó khá xấu hổ. Thói đời phức tạp hay đổi thay, tính người tất nhiên cũng thay đổi nhiều. Để thích ứng với xã hội, thay đổi là điều mà loài người cũng chỉ là động vật xu lợi tránh hại bất đắc dĩ phải lựa chọn. Đương nhiên trong lòng mỗi người đều có nỗi khổ tâm, chỉ có điều anh khó có thể thấy được mà thôi. Tuy nhiên, đối với điều này ai có thể nhìn thấy được thì họ cũng không thừa nhận mà càng cố chấp. Diệp Phàm giảng giải đạo lý một hồi không hiểu ra làm sao nhưng lại khiến cho Giang Đào Hồng nhọc công suy ngẫm một lúc lâu. Chương 852, cũng không làm con chim đầu đàn. Không lâu sau, tới chỗ ở của Diệp Phàm, Giang Đào Hồng nói là còn muốn xem sân vũ đồng của Mã Hồ Tử Tam Muội, đại viện nhà họ Mã, thật ra đó chính là nơi Diệp Phàm ở. Diệp Phàm tự nhiên lại đóng vai trò làm hướng dẫn viên du lịch. Tuy nhiên, lần này, trước khi đi đến bàn làm việc của Diệp Phàm, Giang Đào Hồng liên tục chớp mắt cũng không biết vì sao.
Cô giơ tay phải lên sờ ảnh ông Trương trên bàn làm việc, thân hình cô không ngờ run lên, hình như cô đột nhiên yếu hẳn đi, thậm chí không đứng vững nữa. Diệp Phàm vừa thấy thế thì nhanh chóng lấy tay đỡ cô rồi hỏi. Cô đột nhiên bị choáng à, xem ra gần đây cô mệt quá đấy, nghỉ ngơi chút đi. Thằng nhãi này miệng vừa nói xong thì thấy cô gái có vẻ rất ưu buồn. Hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Cơ thể Giang Đào Hồng không hề thể hiện bệnh trạng, hơn nữa còn có vẻ khỏe mạnh. Trong một cơ thể sung mãn sức sống của cô kinh mạch rõ vô cùng, thậm chí so với người bình thường thì có vẻ như còn mạnh hơn. Điều đó cho thấy bình thường cô rất coi trọng việc rèn luyện thân thể, sức khỏe cô hoàn toàn bình thường, thậm chí có thể đạt tới tiêu chuẩn vận động viên. Tuy nhiên, Diệp Phàm nhìn thấy ngực cô phập phồng theo hơi thở hổn hển cũng cảm thấy được tâm trạng cô đang rất tức giận. Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho cô ấy thất thố như vậy nhỉ? Trong lòng Diệp Phàm nghĩ thầm, ánh mắt hắn quét xung quanh bàn làm việc của mình nhưng không phát hiện ra có gì đáng chú ý cả. Tuy nhiên đôi mắt chim ưng của hắn nhanh chóng phát hiện ra trạng thái kỳ lạ của cô, mặc dù cô liên tục nháy mắt để cố trấn tĩnh như bình thường. Bởi vì hình như ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào vật thủy kỳ lân trên bàn. Diệp Phàm đột nhiên nhớ lại, hình như lúc trước phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Thiết Thác khi đưa cho mình vật này thì cũng nói lại là thủy kỳ lân là vật mà khi ông ta còn trẻ thì được một ông lão họ Giang đưa cho. Chẳng lẽ Giang Đào Hồng có biết về thủy kỳ lân? Hay là ông lão đưa vật này cho bí thư Thiết chính là ông nội của Giang Đào Hồng? Đến đây Diệp Phàm cảm thấy rất hứng thú. Nếu quả thực như vậy thì Thiết Thác nhờ mình điều tra nguyên nhân cái chết của Chủ tịch Giang cũng đúng. Mà Giang Đào Hồng rất có thể là người có quan hệ với Chủ tịch Giang. Để thử thăm dò lại Giang Đào Hồng, Diệp Phàm quyết định nhớ tới mãnh dược, hắn nắm tay lên thủy kỳ lân dài hơn một thước đó. Hắn ném một cái nhìn về phía sọt rác rồi ra vẻ cười nói. Thứ này thật là chướng mắt, một thứ đồ vô dụng. Tôi đang tưởng đây là đồ cổ gì, có thể bán được chút tiền. Lần trước tôi đến Thủy Châu mời chuyên gia tới xem nhưng người ta nói là không có giá trị gì, chỉ là một đống đồng bỏ đi thôi. Hơn nữa, thợ chế tác lại vụng về. Lúc đó tôi định vứt đi rồi nhưng ngẫm lại thì đây là đồ người ta tặng nên giữ lại. Ai nói là nhìn không ra gì? Giang Đào Hồng có vẻ như tức giận, đột nhiên nói năng dữ tợn. Thấy Diệp Phàm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mình, cô mới cảm thấy mình đang thất thố, liền cười nói. Đài truyền hình chúng tôi trước đây có chương trình giám định và thưởng thức đồ cổ cho nên tôi cũng có biết một chút kiến thức về lĩnh vực này. Thứ thủy kỳ lân này của anh thật sự là vật quý, không biết ai đã tặng cho anh vậy. Ha ha! Diệp Phàm chỉ cười mà không đáp. Chủ tịch Diệp, tôi rất có hứng thú với thủy kỳ lân của anh, nếu anh không lộ ra bí mật về người nào tặng anh vật này thì sáng ngày mai. Bản cô nương đột nhiên đau thắt lưng không xuống được giường đấy, ha ha. Giang Đào Hồng đột nhiên nhoẻn miệng cười trông rất giống một bông hoa hồng có gai nhọn đang khoe sắc khiến cho Diệp Phàm dậy sóng trong lòng, mắt nhìn cô không chán. Tùy cô thôi. Diệp Phàm nói ra ba chữ thiết chút nữa làm Giang Đào Hồng giật thót. Chợt hắn cười nói. Hình như nghe nói là Thủy Kỳ Lân cũng có hơi liên quan đến cô. Anh! Giang Đào Hồng dường như bị kích động, cô lấy tay chống lên bàn. Thân hình run rẩy đứng không yên. Lại định chơi trò này với tôi đấy à, một lần là đủ rồi, lần thứ hai thì chán ngấy. Diệp Phàm trong lòng cười lạnh, khinh thường giơ tay đỡ lấy cô. Hắn cảm thấy như trọng lượng cơ thể cô đổ ập lên người mình, cô không hề có phản ứng gì, không ngờ ngực cô áp vào người hắn. Mùi hương cơ thể cô sộc vào các giác quan của hắn. Giang Đào Hồng dường như rất yếu ớt, đứng không yên, cô nặng nề tựa vào ngực Diệp Phàm. Hắn vòng tay ra sau lưng đặt vào thắt lưng cô, phòng trường hợp cô té ngã. Hai người trong nháy mắt dính sát vào nhau. Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim họ đập thình thịch. Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân lạo xạo. Sa Hồng Quân la lớn. Chủ tịch Diệp, chủ tịch Diệp. Chuyện gì vậy? Diệp Phàm bất đắc dĩ lên tiếng. Giang Đào Hồng tất nhiên cũng đứng thẳng lại, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Sếp Thiết có chuyện lớn rồi. Vừa rồi sếp Ngô gọi điện nói là cục trưởng cục giao thông Thiết Nhất Thủy chạy xe đến núi Thiên Sa thì bị lật xe. Sa Hồng Quân nói lớn. Cục trưởng Thiết có sao không? Diệp Phàm bước xuống lầu hỏi. Hôn mê bất tỉnh, đã đưa lên địa khu, không biết có nguy hiểm đến tính mạng không nữa. Tuy nhiên cục trưởng Ngô nói là không thấy bản thiết kế về việc sửa đường ở núi Thiên Sa. Sa Hồng Quân nói tiếp một hơi. Không thấy ư, đã đi tìm chưa? Diệp Phàm vừa nghe thấy cũng cảm thấy nóng ruột,
bản vẽ kia mới được một nửa, nhưng nếu thực sự bị mất thì thật mệt. Nếu cục giao thông địa khu không có được thì thật thảm, ảnh hưởng tới thời gian khởi công công trình không nói, mà hơn nữa phỏng chừng cũng phải trả giá thê thảm và cái giá kinh tế phải trả cũng rất lớn. Lập tức gọi điện cho cục trưởng Ngô. Chủ tịch huyện, tôi đã điều động toàn bộ cục cảnh sát. Ngay cả cỏ dại trong bụi rậm cũng bị lục soát kỹ nhưng không hề thấy bản vẽ, vì ngay cả cặp táp của cục trưởng Thiết cũng không thấy đâu. Có lẽ là bị người ta nhặt mất rồi. Trong cặp của cục trưởng Thiết nghe nói là còn có 100 ngàn nữa. Đó là tiền ngài chuẩn bị cho ông ấy mang về trả tiền thiết kế bản vẽ cho cục giao thông địa khu. Ngô Đồng báo cáo. Tìm cho tôi, tìm không thấy thì phải điều tra, nhất định phải điều tra tìm được bản vẽ. Tiền là chuyện nhỏ, bản vẽ quan trọng hơn tiền nhiều. Nhất định phải tranh thủ trời đang sáng tìm ngay bản vẽ. Diệp Phàm ra lệnh với giọng lạnh như băng. Hắn đặt mông ngồi xuống ghế, trong lòng bấn loạn, mắng thầm. Quốc lộ thiên tường hại người này, không sửa không được rồi. Chủ tịch Diệp, đừng nóng ruột, uống chén nước đã. Giang Đào Hồng giống như một thị nữ, dịu dàng pha trà giúp Diệp Phàm. Cô liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói. Liệu có phải có người cố ý làm vậy không? Sao lại khéo như vậy? Ngày mai cần dùng tới bản vẽ thì hôm nay lại bị lật xe. Có lẽ là vậy. Diệp Phàm khẽ gật đầu, uống hết một ngụm trà. Hắn vào trong toilet gọi điện thoại chỉ thị. Phương Viên, cậu lập tức tới núi Thiên Sa, cục trưởng cục giao thông Thiết Nhất Thủy lật xe chỗ nào, sao lại không thấy bản vẽ? Việc này, cậu điều tra xem chuyện lật xe có phải có người ra tay không? Tuy nhiên cậu phải chú ý đừng để cho người khác phát hiện ra. Tôi đi ngay đây. Phương Viên nói nhanh, sau khi bỏ máy xuống gã lập tức đi ngay. Gió thổi mưa giông. Trước cơn bão chắc cũng có người không muốn nhìn thấy quốc lộ thiên tường được tu sửa thành công. Rốt cục ai làm, ai là người không muốn nhìn thấy mình thành công nhất. Diệp Phàm nằm trên ghế rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Ngoại trừ Vi Bất Lý ra chẳng lẽ còn có người khác nữa ư, không thể như vậy được. Bây giờ trước mắt Chu Phú Đức không về được, cũng có nghe đồn ông ta phỏng chừng vĩnh viễn không về được. Chu Phú Đức nhất thời chưa về thì huyện Ma Xuyên này dù sao cũng phải có một người nắm quyền bí thư. Toàn bộ huyện thì xem ra chỉ có Vi Bất Lý và mình có tư cách đảm nhận chức vụ này. Mà mình thì vừa mới thăng chức chủ tịch huyện, tuổi cũng chưa nhiều, không đủ để giữ chức bí thư huyện. Hơn nữa vì mình là chủ tịch huyện, nếu ôm đồm thêm bên đảng nữa thì sẽ bị người ta nói ra nói vào. Mặc dù bí thư Trang chắc cũng khó ra quyết định, nếu mình lập thành tích ở quốc lộ thiên tường thì phỏng chừng bí thư Trang còn có lý do nâng đỡ mình được. Tuy nói rằng không thể một lúc mà được nhưng nếu mà vừa là bí thư vừa là chủ tịch huyện thì quyền lực ngang trời, cũng sẽ dễ dàng cho mình làm nên chuyện ở Ma Xuyên. Diệp Phàm trong đầu suy tính nhanh chóng. Chủ tịch Diệp, còn chuyện quyên góp ngày mai thì sao đây? Sa Hồng Quân thận trọng hỏi. Cứ tiến hành như bình thường, hơn nữa làm cho rầm rộ, thiên tường chúng ta không thể bỏ cuộc, đây là nền tảng giúp cho nền kinh tế Ma Xuyên phát triển. Không thực hiện thì không có hy vọng thay đổi điều gì. Trời muốn ngăn tôi chống lại trời, hừ. Khí phách Diệp Phàm lộ rõ, hắn đấm mạnh xuống bàn một cái. Lập tức Giang Đào Hồng và thư ký Sa Hồng Quân bên cạnh trong nháy mắt giật nảy cả mình. Bởi vì bốn góc bàn trà trong nháy mắt bị nắm đấm của Diệp Phàm làm bật nảy lên. Bức tượng điêu khắc bằng gỗ táo khá cứng, cái đầu thô kệch, chân tay cũng vậy, rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh. Ánh mắt thư ký Xa ra vẻ sợ hãi, Giang Đào Hồng thì ánh mắt phức tạp. Ánh sáng lóe lên trong mắt cô rồi biến mất, chuyện này tất nhiên không thoát khỏi đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm. Hừm, không thể hiện tài năng cho cô xem thì làm sao cô phục tôi được. Diệp Phàm nghĩ thầm trong bụng, thật ra hắn cũng cố ý để cho Giang Đào Hồng nhìn thấy, tất nhiên là với mục đích gợi lên sự hứng thú của cô, để cô tự tìm đến phối hợp với hắn. Tài năng của hai người kết hợp lại mới có thể điều tra ra được nguyên nhân cái chết của chủ tịch Giang. Trong lòng Diệp Phàm cho rằng trong tay Giang Đào Hồng nhất định có bằng chứng chính xác. Chỉ có điều nếu không gặp được người đáng tin thì cô sẽ không đưa ra. Đây chính là việc câu cá mà con cá là cô gái đẹp này. Sa Hồng Quân đi rồi, Giang Đào Hồng giống người làm vệ sinh cần mẫn, cô yên lặng ngồi xổm xuống đất nhặt những mảnh gỗ vụn. Rốt cục cô không nhịn được liền nói. Chủ tịch Diệp, tay anh khỏe thật đấy. Tay khỏe ư, ha ha, có chuyện này, khi tôi còn trẻ đã từng đập được một số lợn rừng. Diệp Phàm thuận miệng cười nói.
Chủ tịch Diệp đã từng tập luyện hồi nhỏ ư? Giang Đào Hồng có vẻ rất gian xảo. Diệp Phàm biết là cô đang thử mình, sao hắn có thể để cho cô ta biết được chứ? Hắn liền cười nói. Luyện thì tôi cũng đã từng luyện, nhưng chỉ luyện cùng với ông lão mù, còn lâu mới đạt được trình độ cao. Cô Giang về sau cũng đừng chọc tôi giận nhé, nếu không thì tôi cho một đấm. Ha ha, chẳng lẽ anh lại có thể cho tôi ăn đấm sao? Giang Đào Hồng hết sức quyến rũ, đưa mắt liếc hắn một cái. Sao lại không, cô cũng đã nói rồi mà, tôi cũng giống như ma quỷ, có lẽ khi đã yêu tính hoạn không khống chế được. Diệp Phàm mở lời trêu chọc, tất nhiên cũng muốn đề cập tới quan hệ hai người, từng bước muốn mở cánh cửa trong lòng Giang Đào Hồng đang đóng chặt. Tôi mới là người không sợ chứ, anh là chủ tịch huyện, không phải là kẻ thú tính. Giang Đào Hồng không hề sợ hãi trước bộ dáng cố ý của Diệp Phàm. Chương 853, đạo tặc sập bẫy chủ tịch huyện. Thế sao? Diệp Phàm đột nhiên nhỏm dậy, hất mạnh tay, lập tức cả người Giang Đào Hồng nằm trọn trong lòng hắn, hai cái chân dài quẫy đạp trong không trung. Nhưng người đàn ông nào mà lọt vào tầm ngắm của Giang Đào Hồng thì cũng sẽ bị sợ hãi bởi ánh mắt trừng trừng của cô ta, tuy Giang Đào Hồng không giãy giụa, nhưng người đàn ông nào ôm như thế thì chỉ có cách nhìn anh ta thôi. Chao ôi! Diệp Phàm thở dài, đặt Giang Hồng Đào lên ghế. Cô sợ gì? Diệp Phàm hỏi. Anh là chủ tịch huyện. Giang Hồng Đào trả lời một câu không ăn nhập gì. Chủ tịch huyện thì phải nghiêm túc, nhưng chủ tịch huyện cũng là một con người, mà đã là con người thì đều có thất tình lục dục. Đây là đạo lý gì cơ chứ? Diệp Phàm chửi thầm. 10 giờ tối. Diệp Phàm muốn mời Giang Hồng Đào đi ăn đêm, nhưng Giang Hồng Đào bảo ăn ở nhà. Lại còn kêu thêm một nữ đồng chí công tác ở ban tuyên giáo địa ủy, nông viện viện, Sa Hồng Quân đến ăn cùng nữa. Cả bốn người cùng ngồi quanh một chiếc bàn bát tiên khắc hoa kiểu cũ. Nông viện viện, Trương Lạc ăn uống rất tự nhiên, nữ cán bộ ở ban tuyên giáo địa khu tên là Đồng Tiểu Dung, tóc ngắn ngang tai, dung mạo cũng bình thường nhưng rất có cá tính. Có lẽ là nhờ có học vấn, nhưng tử lượng của cô gái này thật đáng gờm, dưới sự dẫn dắt của Giang Hồng Đào. Diệp Phàm đã bị ba cô gái công kích. Hơn nữa Diệp Phàm đang cảm thấy bực bội nên đã uống một cách thỏa sức. Loại rượu mà bọn họ uống là một loại rượu gạo tự ủ, đặc sản của vùng. Quấy một chút trứng hoa vào rượu, sau đó cho thêm một ít đường trắng, bắc lên chưng khoảng mấy phút, chờ cho đến khi rượu nóng hôi hổi, uống vào vừa có vị ngọt rất ngon, lại không hề có cảm giác say ngay lúc đó, nhưng rượu sẽ ngấm dần dần. Giang Hồng Đào liên tiếp bắt Diệp Phàm nâng ly. Diệp Phàm dù là cao thủ võ thuật thất đẳng cũng không thể chịu nổi sự công kích của ba mỹ nhân. Và cuối cùng đã phải say mềm, nghe nói ba người Giang Hồng Đào đã phải trợ giúp một tay với Sa Hồng Quân mới đưa Diệp Phàm lên giường nằm được. Hơn nữa, Diệp Phàm thật có phúc lớn, Giang Hồng Đào đã tự tay cởi áo ngoài cho Diệp Phàm, khi nông viện viện mang nước đến, Giang Hồng Đào còn chủ động lấy khăn lau mặt cho hắn. Điều khiến cho nông viện viện chố mắt kinh ngạc hơn đó là chính Giang Hồng Đào còn tự tay giúp chủ tịch huyện Tiểu Diệp ngâm chân. Ngâm xong, Diệp Phàm thấy dễ chịu hơn, dần dần chìm vào giấc ngủ, bốn người họ mới rút lui. Hồng Quân, hôm nay cậu ở lại chăm sóc chủ tịch Diệp nhé, chúng tôi về đây. Nông viện viện lên tiếng, không muốn đi theo Giang Hồng Đào, dĩ nhiên cô muốn ở lại chăm sóc cho Diệp Phàm, nhưng sợ cô nam quả nữ sẽ có những điều tiếng không hay. Thật ra Sa Hồng Quân cũng đã say mềm, ba cô gái cũng không hơn gì, người nào cũng đi nghiêng qua ngả về. Hừ, muốn phục tôi gì ư, các người đừng có nằm mơ. Tiếng bước chân xa dần, Diệp Phàm mới ngồi dậy, miệng lầm bầm. Quả thật Giang Hồng Đào mát xa chân sướng thật, thật đáng tiếc, nếu nông viện viện và những người khác không có mặt, ta đã nhân cơ hội say mà sờ một tí. Trong lòng hắn thầm trách Giang Hồng Đào, vốn muốn quan sát Thụy Kỳ Lân một chút. Nhưng ngẫm nghĩ rồi lại thôi, nằm dài trên giường suy nghĩ. Đã 2 giờ khuya, Diệp Phàm lơ mơ ngủ thiếp đi. Ba người làm xong thì về ngay lập tức, đừng để xảy ra án mạng, chỉ cần đánh tàn phế là được. Tối nay phòng công an huyện không có ai, chỉ có 4 tên trực ban, bọn Ngô Đồng thì vẫn đang lo lục soát cái bản vẽ kia, đây chính là thời cơ tốt để ra tay. Hừ, giọng nói của Mã Vân Tiền thật sắc lạnh, mặt mày hung ác. Khác hẳn với một Mã Vân Tiền vào ban ngày. Biết rồi, tuyệt đối không để cho hắn ta đứng lên, đi theo mà làm bạn với thằng điên họ Ngưu đi. Có một người trong đó thì thầm. Đại ca, hắn ta sẽ không vào nhà thương điên, mà vào hội người khuyết tật.
một người khác nhỏ giọng bông đùa. Không lâu sau, ba cái bóng mất hút trong màn đêm. Đêm thật tĩnh lặng, nhưng đêm lại chính là lúc không tĩnh lặng nhất. Đúng lúc Diệp Phàm đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy một tiếng động nhỏ sột soạt vang lên, Diệp Phàm liền mở to đôi mắt ưng và căng lỗ tai lên nghe. Rủa thầm, mẹ nó chứ, chẳng lẽ là lũ mèo của Mã Vân Tiền đến quấy rối, lần này không không bắt để nấu canh, dám hết lần này đến lần khác giỡn mặt với ta. Đợi đến khi ta bắt mèo hầm canh, nhất định sẽ mời bí thư Mã đến thưởng thức mới được. Diệp Phàm cay cú. Cũng khó trách Diệp Phàm tức giận. Từ lúc con mèo ở trong nhà bị Diệp Phàm ném cho hòn đá, hình như con mèo đó đã ghi hận, từ chốn âm ti trở về đùa giỡn chủ tịch Diệp một phen. Chờ cho đến khi Diệp Phàm nhổ người dậy, con mèo đó mới bỏ chạy, còn giảo hoạt hơn Mã Vân Tiền gấp bội, Diệp Phàm thậm chí còn nghi ngờ phải chăng con mèo đó đã thành tinh, hại mình một cao thủ sắp đạt tới bát đẳng vẫn không bắt được nó. Người và mèo bắt đầu chơi trò đuổi bắt trong nhà, đã mấy đêm vẫn không bắt được, có lúc khiến Diệp Phàm nghi ngờ công lực của mình đã bị giảm sút. Lần này Diệp Phàm lâm vào tình thế bắt buộc, đến ngay cả tiểu lý đao hắn cũng đã kẹp trên tay, có thể phóng ra bất cứ lúc nào, chắc chắc chỉ cần một đao là mất mạng. Đương nhiên, Diệp Phàm không có ý định để cho con mèo đó chết một cách nhẹ nhàng, mà phải giày vò nó một trận mới đem nó nấu thành một nồi canh thịt mèo ngon. Cuối cùng cũng đã đến. Nhưng Diệp Phàm chút nữa thì kêu lên, kẻ đến không phải là con mèo của lão Mã, mà là một người mặc đồ đen, toàn thân bao phủ một màu đen, chỉ để lộ hai con ngươi, trong phòng tối đen, dù Diệp Phàm có đôi mắt chim ưng sáng quách, nhưng cũng khó mà nhận ra đó là ai, nhưng chắc chắc đó không phải là quái vật. Nhưng đó là ai thì không thể nào nhận ra được. Diệp Phàm điềm tĩnh nằm trên giường chờ đợi, xem thử xem tên đạo tặc gan to bằng trời đó sẽ giở trò gì, trong bụng cười thầm. Trộm ở huyện Ma Xuyên này cũng ghê gớm thật, dám vào cả nhà chủ tịch huyện để hành nghề. Nhưng trong phòng mình cũng không có gì quý giá, chỉ có hơn 1000 tệ trong ví đó thôi. Ngoài cái này ra, hình như chỉ còn lại một ít đồ dùng cũ rích của Mã Hồ Tử để lại, nếu đem đi bán thì may ra còn được ít tiền. Nhưng mà lại rất cồng kềnh, chắc cũng không thể nào vác ra ngoài được. Như chiếc tủ đựng áo quần kia kìa, cao rộng cỡ một người, nhưng chỉ ít phải hai người mới khiêng nó ra được. Lẽ nào không phải là những tên đạo tặc bình thường, mà là cố ý đến đây? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm như tỉnh hẳn, đôi mắt chim ưng càng mở to, nhìn thấy cái bóng đen đang lục tìm gì đó ở cái bàn làm việc đặt ở phòng ngoài. Bởi vì phòng ngủ của Diệp Phàm được ngăn thành hai gian, gian ngoài là phòng sách kiêm phòng làm việc, gian trong đặt một chiếc giường lớn. Giữa hai gian không có cửa ngăn cách, chỉ có một cái của hơi tròn hình vòm tương đối lớn, rộng khoảng 2 mét. Cho nên Diệp Phàm có thể nhìn thấy rõ tên trộm ở phòng ngoài. Tên trộm đó có vẻ rất thành thạo, lật tìm đồ mà không gây ra một tiếng động nào. Thậm chí hắn còn khiến cho Diệp Phàm nghĩ rằng mình đã gặp phải một tình báo viên hoặc một thám tử tư dày dặn kinh nghiệm. Càng lúc Diệp Phàm càng thấy có hứng thú. Tiếng ngáy cũng vang hơn, như muốn nói với tên trộm là ngươi cứ tự nhiên là lục soát, chủ nhà đã say mềm rồi, không còn biết trời đất gì đâu. Đương nhiên, động tác thuần thục của tên trộm khiến Diệp Phàm không thể nào hiểu nổi, hình như căn phòng này với hắn ta rất quen thuộc, cái gì, đặt ở đâu hắn ta đều biết hết. Chắc ban ngày hắn đã từng đến trộm bát đĩa, Ma Xuyên trước đây là địa bàn hoạt động của phường trộm cướp, nắm rõ địa bàn là việc dễ như trở bàn tay của bọn chúng. Chủ tịch huyện Tiểu Diệp hiếu kỳ suy đoán. Đúng lúc này, lại có tiếng sột soạt vang lên. Con mèo cuối cùng cũng đã đến, nhưng bị tên trộm ra tay mất, chắc thịt mèo đêm nay phải hầm canh rồi. Diệp Phàm có hơi thất vọng nhủ thầm, hình như bóng đen đó đã phát hiện ra được điều gì đó, quơ quơ đầu, mở cánh tủ áo quần có khắc hoa ra leo vào trốn, nhưng trong chớp mắt lại chui ra, hình như hắn ta cảm thấy không ổn. Lượn lờ mấy vòng, cảm thấy tiếng động ngày càng đến gần. Bóng đen bay đến phía giường Diệp Phàm. Mẹ kiếp, muốn gì đây? Không phải là muốn hại chết ta đấy chứ, chắc không phải đâu. Diệp Phàm giật mình, quan sát kỹ. Bóng đen hơi lưỡng lự, không ngờ hắn lật chăn lên, đưa tay đẩy nhẹ Diệp Phàm. Diệp Phàm giả vờ ư ử một tiếng rồi quay mặt vào trong. Bóng đen bỗng nhiên nhảy vào trong chăn, lấy mông đẩy một cái, đẩy Diệp Phàm vào sát trong cùng. May mà cái giường này rộng. Cộng thêm tên áo đen và hai ba người nữa cũng còn chỗ. Chắc chiếc giường này là nơi Mã Vũ Đồng, em gái của Mã Hồ Tử trước đây hú hí với bọn đàn ông. Mã Hồ Tử lấy cả thảy 16 người vợ,
em gái hắn tìm vài thằng trai tơ thì có nghĩa lý gì? Cũng như nhau cả thôi, thấy nhà nào có trai tráng sáng sủa thì lập tức phải đến hầu hạ Mã gia. Lẽ đời, không chỉ có đàn ông thích tam cung lục viện, mà ngay cả những người đàn bà mạnh mẽ cũng không ngoại lệ, ví như Võ Tắc Thiên đời Đường đó thôi, cũng có không ít đàn ông bên cạnh, bởi vì dù gì người ta cũng là nữ hoàng mà. Bỗng nhiên một làn hương thoảng thoảng phả vào mũi Diệp Phàm. Quái lạ, mùi hương này rất nhẹ, nhưng mũi ta còn thính hơn cả mũi chó, chắc chắc là của một người con gái, nhưng mùi này rất quen, dường như đã từng ngửi thấy đâu đó, rốt cuộc là ai kia chứ? Diệp Phàm nghĩ ngợi, bỗng có tiếng động nhẹ, cùng lúc đó có ba người áo đen tiến vào, trong tay hình như còn cầm thêm vũ khí gì đó. Cha mẹ ơi, phòng ngủ của mình lại biến thành hang ổ của lũ đạo tặc, bốn tên trộm, thu hoạch lớn đây. Diệp Phàm trong lòng thấy là lạ, vận chuyển nội khí, thấy mắt ưng càng sáng hơn, giật mình phát hiện ra giữa mắt ưng và nội công có liên quan đến nhau, nhưng hình như cũng nghe có được cảm giác gì đó. Thằng nhóc này ngáy như sấm, ngủ say lắm. Lúc này, một trong ba bóng đen lên tiếng. Diệp Phàm vừa nghe thì giật mình, đây chẳng phải là giọng của Mã Tiêu ư, tên chó Nhật này đang nằm viện mà, sao giờ lại có mặt ở đây? Không lẽ hai tên kia là Mã Bình và Mã Phi? Nếu vậy thì lạ thật, hai tên đó đang bị canh phòng cẩn mật ở huyện ư, lẽ nào chúng có thuật độn thổ? Nếu quả thật là ba tên đó thì ai đã thả bọn chúng ra? Nếu là Mã Vân Tiền thì đúng là hắn ta có quyền để làm việc này. Chương 854, xử lý ba tên trộm. Ba tên này đến đây chắc chắn là không phải để trộm đồ, trong tay lại cầm gậy sắt, một loại hung khí giết người, lẽ nào muốn triệt hạ ta? Chính vào lúc Diệp Phàm đang suy đoán thì cảm thấy hình như mông của tên áo đen hơi chạm vào thân mình, theo phản xạ có điều kiện nhích ra một chút. Mùi hương quen thuộc lại thoảng lên. Hơi giống mùi hương của Giang Hồng Đào, nếu là cô ta, ông đây sẽ không khách sáo nữa. Lẽ nào Giang chủ tịch có chứng cứ gì giấu ở đây, Giang Hồng Đào đến tìm, vừa này đã cố ý bắt tay với nông viện Việt, và cả cái cô ở ban tuyên giáo địa khu ép mình say, thì ra mục đích là vậy. Diệp Phàm tự nhủ, giả vờ say đưa tay qua ôm lấy cánh tay của người mặc áo đen, rồi đưa cả bàn tay chụp lấy phần ngực của người này. Thực hiện mưu đồ, quả nhiên là có hai khối thịt, chắc chắn là nữ rồi. Diệp Phàm chứng thực được suy đoán của mình, bàn tay trà lên hai bầu vú. Giả vờ làm động tác như người đàn ông say đang đến lúc thèm khát. Bình thường khi không có phụ nữ bên cạnh, đàn ông đều ôm gối hoặc chăn. Bóng đen nằm phía trước tuy rất muốn thoát khỏi nhưng sợ gây ra tiếng động lớn sẽ làm kinh động đến bọn Mã Tiêu đang tìm gì đó ở gian ngoài. Mị Nhi, chậc chậc, chỗ này cũng to đấy chứ. Diệp Phàm cố ý phát ra âm thanh, làm cho ba bóng đen kia hoảng sợ núp xuống dưới gầm bàn. Một lúc sau, tiếng ngáy vẫn tiếp tục vang lên. Không thấy động tĩnh gì, Mã Tiêu mắng nhỏ. Mẹ nó chứ, làm tao giật cả mình, tưởng thằng đó tỉnh ngủ, ai ngờ là nó nói mơ, còn Mị Nhi nữa chứ, Mị Nhi cái con khỉ ấy. Diệp Phàm lấn tiếp đưa tay xuống phía dưới tìm kiếm, có cảm giác như nghiện vậy, một tay sờ đến giữa hai chân, nữ nhân áo đen tuy đau khổ thấu trời nhưng ba người Mã Tiêu ở đó nên cô ta không dám lên tiếng, đến nhúc nhích cũng không dám. Không lâu sau, tay Diệp Phàm như rắn, cuộn chặt lấy bóng đen thần bí nằm trên giường. Mấy giây trôi qua, chủ tịch Diệp trong mơ cảm thấy như nghiện việc sờ mò đó vậy, tay đưa vào trong, sắp sửa mở thắt lưng của bóng đen, nhưng thắt lưng của bóng đen đó chắc chắn Diệp Phàm không thể mở được, bởi vò đó là nút thắt, chắc như dây thừng vậy. Trong lúc bóng đen than trách xui xẻo đó, chưa kịp có phản ứng gì thì bỗng giật mình suýt chút nữa kêu lên. Vì sao? Bởi vì Diệp Phàm đã lén vận nội công. Trong nháy mắt chiếc thắt lưng mà cô ta nghĩ rằng không thể cởi được đã bị đầu ngón tay Diệp Phàm làm đứt. Hơn nữa, bàn tay kia lại còn không ngần ngại xâm nhập vào vùng đào nguyên, chỗ, đám cỏ, tùm, rồi thuận tay đến chỗ bí ẩn kia một cách rất thoải mái. Cùng lúc với việc nữ nhân áo đen kêu trời thì hoảng sợ kẹp chặt lấy tay của Diệp Phàm, không để hắn làm bậy. Trời bắt đầu hửng sáng. Thằng nhãi này lại lóng ngóng rút tay ra, để tay mình du lịch quay mông nữ nhân áo đen. Lúc thì ghé thăm câu cốc, lúc thì lưu luyến ở gò bồng đảo, chắc rằng nữ nhân áo đen lúc này chỉ muốn chết cho xong. Nhưng cô ta sống chết kẹp chặt lấy hai chân, cố gắng bảo vệ nơi quan trọng nhất. Nhưng, nữ nhân áo đen cũng đã hạ quyết tâm, nếu tên nhãi này vẫn làm liều thì cô ta sẽ vứt bỏ hết, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Không có gì cả đại ca ơi, ra tay nhanh thôi,
nếu không chờ tên Ngô Đồng về là rách việc đấy. Rõ ràng là giọng của Mã Tiêu vọng đến tai rơi của Diệp Phàm. Chặt đứt hai tay hai chân, cẩn thận đừng để ra máu nhiều sẽ toi mạng đấy, tốt nhất là dùng gối chắn lại rồi chặt, phải nhanh gọn, phải chặt đúng khớp để không thể đứng dậy được. Mã Tiêu nhỏ giọng kề tai hai tên kia căn dặn. Ba người cầm gậy sắt đến bên giường Diệp Phàm. Nữ nhân áo đen nằm phía trước giật mình chuẩn bị nhảy ra, nhưng bị cánh tay thép của Diệp Phàm ghì chặt, không cử động được. Sau khi ba bóng đen tiến lại gần, thì có hai bóng đen lập tức ra tay, nhanh chóng rút chiếc gối ra khỏi đầu Diệp Phàm để đè chặt miệng, hòng biến Diệp Phàm thành kẻ tàn phế. Nhưng đối thủ mà tối nay bọn chúng gặp lại là Diệp Phàm. Sau mấy tiếng động phành phạch, trên sàn nhà có ba bóng đen đang nằm. Tất nhiên, trên giường còn có một người nữa, nhưng do quần đã bị Diệp Phàm cởi ra nên có muốn trốn cũng không thể trốn được. Chủ tịch Diệp. Dưới lầu vọng lên giọng nói pha chút hốt hoảng cậu Sa Hồng Quân, cậu ta tưởng Diệp Phàm đang trong cơn say, nửa đêm dậy đập phá đồ đạc. Không sao, tôi rất tỉnh táo, chỉ là đi lại một chút cho giãn gân giãn cốt, cậu về ngủ đi, đừng quấy rầy tôi nữa. Diệp Phàm lên tiếng. Sau khi nghe thấy Diệp Phàm trả lời, Sa Hồng Quân biết Diệp Phàm không sao. Chờ cho tiếng chân đi xa, Diệp Phàm mới bật đèn lên. Ba bóng đen nằm quằn quại dưới sàn nhà chính là bọn Mã Tiêu. Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Ai sai các người đến đây? Là chúng tao tự đến, hôm nay ba anh em bọn tao đen đủi, rồi mày sẽ gặp báo ứng. Mã Tiêu thật ngang tàng, đến giờ phút này còn dám mắng người. Phạch phạch phạch, mấy cái tát tai liên tục giáng xuống, mặt Mã Tiêu thâm tím cả một vùng. Nói hay không? Diệp Phàm liên tục đá, dùng chân đạp lên lưng bọn chúng. Nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc. Tao đây chẳng có gì phải sợ, chỉ là muốn trộm một ít đồ thôi, ngươi có thể làm gì ta chứ, mấy năm sau tao ra tù thì lại vẫn là một hảo hán thôi. Mã Bình quát lớn, nhưng căn nhà này quá rộng, lại thêm các tảng đá, tường dày, cửa sổ đóng kín, có la hét đến đâu bên ngoài cũng không nghe thấy. Hơn nữa, trong nhà chỉ có một mình Diệp Phàm, Sa Hồng Quân sống ở một khu nhà khác, chắc không thể nghe thấy được gì. Thật sao, nói cho các người biết, chỉ cần tôi đây báo lên cấp trên, các người chính là hung thủ mưu sát chủ tịch huyện, đến lúc đó e rằng không chỉ ngồi tù mấy năm đơn giản vậy đâu. Diệp Phàm cười bí hiểm, nhổm người dậy, rồi lấy ra một chiếc máy quay phim đặc chế. Chiếc máy quay phim này là hàng không bán mà báo săn chuyên dùng, đó là một loại đồ chơi cao cấp, trong bóng tối chụp vẫn như ban ngày, đương nhiên có hơi mờ, nhưng người thì vẫn có thể phân biệt được. Diệp Phàm với tư cách là phó soái tổ đặc nhiệm thứ 8, lần trước nhìn thấy Thiết Chiêm Hùng dùng chiếc máy này khi ở phòng công an huyện Ngư Dương, Diệp Phàm lấy làm thích thú và đã tậu cho mình một chiếc, không ngờ hôm nay lại có cơ hội sử dụng nó. Nữ nhân bóng đen mình trần như nhộng trong chăn xấu hổ đến nỗi muốn cắn lưỡi, chửi thầm. Tên họ Diệp này quả là một cao thủ, trang bị cả loại máy công nghệ cao này nữa. Đài truyền hình địa khu vốn cũng muốn trang bị một chiếc máy quay có cài đặt chế độ chụp đêm. Nhưng không có nơi nào bán, hơn nữa nếu đặt mua ở nước ngoài giá cả cũng đắt vô cùng. Nữ nhân bóng đen đột nhiên nghĩ tới việc Diệp Phàm đến một chiếc máy cao cấp như vậy còn có, nói không chừng thật sự có nhân vật bí mật đứng đằng sau. Nếu theo sát anh ta, có lẽ nguyên nhân cái chết của cha ta Giang Hòe Mạo sẽ có hy vọng tìm ra được. Giang Hồng Đào đưa tay sờ soạng thân hình của mình, oán hận trong lòng. Đã bị tên khốn đó làm nhục thế này, sau này mặt mũi đâu mà nhìn ai nữa. Vừa nãy may mà hai chân kẹp chặt, nếu không chỗ đó mà bị hắn ta xâm phạm thì chỉ có nước nhảy lầu. Tuy nhiên, Giang Hồng Đào hiểu rõ Diệp Phàm đang xử lý ba tên nhà họ Mã, nên nằm chờ đến lượt mình, dù sao cũng không thể chạy thoát, heo chết không sợ nước sôi. Nếu tên họ Diệp thật sự muốn làm to chuyện thì cứ làm, cũng không có gì để mất nữa, lấy tấm thân này ép Diệp Phàm làm rõ vụ án, cũng xem như bù đắp được nỗi đau thương của mẹ và anh trai. Diệp Phàm đưa tay bật máy, tức thì cảnh tượng ba tên nhà họ Mã tay cầm hung khí hiện lên. Hơn nữa, những lời dặn dò lúc này của Mã Tiêu đều bị ghi lại. Bởi vì, dưới gầm bàn còn có thiết bị nghe trộm cao cấp, nếu không, âm thanh nhỏ như thế thì với một thiết bị bình thường không thể ghi lại được. Chiếc máy này Diệp Phàm lắp đặt vốn để bắt con mèo của Mã Vân Tiền, vốn dĩ muốn chụp lại thói quen đi lại của con mèo, sau khi nắm bắt xong sẽ nghiên cứu cách để xử lý con mèo. Ngờ đâu tối nay lại được dùng vào việc hữu ích thế này. Tuy không bắt được mèo nhưng lại bắt được ba con mèo to,
thật là muốn trồng hoa, hoa không nở, không muốn trồng liễu, liễu mọc thành rừng. Thế nào, các người có gì để nói nữa không? Đến thứ này tôi đây còn có, nói thực để các người còn liệu, có biết quân đội báo săn không? Những người lãnh đạo ở đó là anh em kết nghĩa với tôi. Chỉ cần đem chứng cứ này ra, ba anh em các người chết chắc, tin thì chịu khó phối hợp nghe lời tôi, còn nếu không tin thì chỉ còn cách kêu Ngô Đồng đến, cho các người vào đại lao rồi tính tiếp. Chủ tịch Diệp nhếch mép cười nhạt, còn bắt chéo hai chân lên ghế, ra vẻ vô cùng nhàn nhã. Nhưng trong mắt bọn Mã Tiêu, cậu ta là một ác ma, còn đáng sợ hơn ma quỷ. Còn đối với Giang Đào Hồng thì cô ta cảm thấy kỳ lạ, bởi tiếng tăm của báo săn cô ta đã từng nghe qua. Quả nhiên là có thực. Báo săn, có phải là đội quân được nhà nước cho phép giết người đó không? Mã Phi không nhịn được, hiếu kỳ hỏi. Con người mà, có thể hiếu kỳ vào bất cứ lúc nào, tính hiếu kỳ có thể hại chết mèo. Ha ha, không ngờ ngay cả ngươi cũng biết. Tất nhiên không thể người người lung tung, nhưng để giết những kẻ đáng giết giống như lũ các người thì không khó. Diệp Phàm đổi sắc mặt nói với ba tên nhà họ Mã. Không thể nào. Lãnh đạo của báo săn nghe nói cùng ngang với chủ tịch tỉnh tỉnh chúng ta, mày làm sao có thể quen biết họ được. Lão Tam, đừng mắc lừa của hắn, thằng nhóc này đang đùa chúng ta đó, giống như lắp đặt thiết bị ban đêm vậy, trên truyền hình cũng thường xuất hiện, nước Mỹ khi đánh giặc cũng thường xuyên dùng, chỉ cần có tiền là mua được. Mã Tiêu ra vẻ có kinh nghiệm, nói to. Kha kha, mày biết cũng nhiều đấy chứ, để cho mày xem, không còn đường sống luôn. Diệp Phàm đưa một thiết bị đặc biệt đến trước mắt ba tên nhà họ Mã, tay vừa chuyển thì nghe thấy tiếng kêu răng rắc vang lên, còn có một ký hiệu đặc biệt, báo săn ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn ba con hổ nhà họ Mã. Thật là! Mã Phi toàn thân rã rời, cả ba tên nằm chẹp trên sàn nhà. Bởi vì, chưa hề nghe qua loại đồ này có nhãn hiệu báo săn, chỉ có xe hơi thì hình như có nhãn hiệu báo săn này. Chương 855, tâm phục khẩu phục. Là Mã Vân Tiền. Mã Tiêu thở dài nói, y biết rằng không thể che giấu được nữa, nếu huynh đệ của Diệp Phàm ở báo săn, thì có việc gì mà những người đó không biết cơ chứ? Nghe một số kẻ giang hồ nói lại báo săn tương đương với cẩm y vệ thời Minh. Nếu thiết đoàn biết được, thì không biết là nên vui hay nên buồn. Tốt nhất là phải bảo vệ cái đầu của mình đã, đường đường là một đại soái thiếu tướng tưởng tượng thành cửu thiên tuế. Tốt lắm, thế này nhé, tôi cũng sẽ không làm khó các người. Sau này huyện Ma Xuyên xảy ra bất cứ chuyện gì, các người đều phải nói cho tôi biết. Đến khi nào tôi đi khỏi Ma Xuyên, tôi sẽ hủy những chứng cứ này trước mặt các người. Đương nhiên, các người phải biết hối cải, đây là cơ hội cho các người đấy. Đương nhiên, các người cũng không cần thiết phải giở trò gì với tôi đâu, những bằng chứng này tôi sẽ để ở báo săn, nếu các người có bản lĩnh thì đến đó mà lấy, tôi sẽ không phản đối gì đâu. Tôi nói là giữ lời. Không lừa bọn các người đâu. Diệp Phàm vừa nói vừa đá đá chân, một tiếng rắc vang lên, thì ra là một chiếc ghế cũ khá dày đã bị gãy. Nếu tôi đây bị chút tổn thương nào, thì khoan hãy nói đến các người, mà toàn bộ người nhà họ Mã sẽ gặp hậu quả gì, các người tự suy nghĩ đi. Sự phẫn nộ của báo săn, các người cứ tưởng tượng đi. Còn chuyện của tối nay, các người tự lo liệu, hẳn là có thể lừa được Mã Vân Tiền chứ, còn một việc nữa phải nhớ. Sự việc xảy ra tối nay không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Bằng không kết cục của các người cũng như chiếc ghế này. Diệp Phàm biểu hiện khác hẳn một chủ tịch huyện nhã nhặn ngày thường. Khiến cho ba tên nhà họ Mã run sợ toát cả mồ hôi. Ba người bọn chúng vội vàng lùi đi. Tiểu thư Giang, cô còn có gì để nói không? Diệp Phàm trao mày liếc nhìn Giang Hồng Đào đang xấu hổ núp trong chăn rồi nói. Anh đã sớm biết tôi rồi, đúng không? Giang Hồng Đào giận dữ gào lên. Có hơi nghi ngờ. Diệp Phàm thản nhiên nói, tất nhiên đánh chết cũng không thể thừa nhận được, nếu không hành vi đó của mình sẽ bị xem là hành vi có chủ ý, phải bị trừng phạt. Anh thật là xấu xa. Giang Hồng Đào giận đến nỗi nói không nên lời. Hừ, rốt cuộc là ai xấu xa cơ chứ, nửa đêm nửa hôm cô nhảy vào chăn của tôi, lấy mông lấn tôi, suýt chút nữa tôi bị rơi ra khỏi giường, còn nằm trong lòng tôi không chịu đi. Vậy mà còn chửi tôi xấu xa gì nữa, cô nghĩ đi, lý lẽ nằm ở đâu? Diệp Phàm lạnh giọng, chuyển sang chất vấn. Cô đến đây tìm cái gì, nói thật đi, có thể tôi sẽ giúp được cô. Không tìm gì cả, chỉ là do hiếu kỳ thôi. Giang Hồng Đào vẫn liều mình không chịu hé răng.
tò mò có thể khiến cho một cô gái nửa đêm nhảy vào chăn của tôi, thiệt là chuyện lạ hiếm có. Mau nói đi, sự kiên nhẫn của tôi có hạn thôi. Diệp Phàm gõ gõ tay ra vẻ chờ đợi. Chỉ là do tò mò thôi. Giang Hồng Đào cố tình không chịu hé răng. Không nói cũng được, tôi sẽ gọi Ngô Đồng đến xử lý, kha kha, đến lúc đó Giang đại bá chủ sẽ nổi tiếng khắp địa khu. Diệp Phàm nói. Anh dám. Giang Hồng Đào tức giận gào lên. Có gì mà không dám, đây cũng chẳng phải là việc gì đáng xấu hổ. Người đẹp phải để người khác nhìn thôi. Huống hồ gì giữa Giang đại bá chủ và tôi cũng từng có tin đồn, chúng ta còn gì để sợ nữa đâu, đúng không? Diệp Phàm ngồi trên giường, mắt nhìn Giang Hồng, mặt lộ vẻ bông đùa. Hừ, tôi không sợ, anh cứ làm đi, dù sao thân này cũng đã bị anh làm cho nhơ nhuốc, cùng lắm là chết chứ gì. Giang Hồng Đào tỏ ra rất cứng cỏi, không chịu tiết lộ gì, xem ra cô ta không hoàn toàn tin tưởng chủ tịch Diệp. Thôi được, cô đi đi. Diệp Phàm quay lưng đi. Anh chịu để tôi đi thật sao? Giang Hồng Đào sững người ngạc nhiên. Ừ, nhưng sự việc tối nay cô phải tuyệt đối giữ bí mật cho tôi đấy. Diệp Phàm hừ một tiếng khô khốc, thật ra cậu ta cũng không muốn dính líu đến vụ án của nhà họ Giang. Tiếng mặc áo quần sột soạt vang lên, Diệp Phàm tuy không quay đầu lại nhưng hình ảnh Giang Hồng Đào vẫn hiện lên mồn một trong đầu. Thật là đáng tiếc, người đẹp như hương thơm thoảng qua đầu giường. Diệp Phàm thở dài tỏ vẻ tiếc nuối. Anh yên tâm, hội nghị ngày mai tôi sẽ giúp anh chủ trì tốt. Xem như là trả món nợ này. Giang Hồng Đào toàn thân mặc một bộ đồ màu đen, nói xong thì nhảy qua tường đi ngay, động tác rất nhanh nhẹn. Xem ra, cô gái này không hề đơn giản chút nào, giống như nữ phi tắc thời cổ đại vậy. Tối nay cũng xem như có chút thu hoạch, mỏ silicon Mã Hồ Tử chắc chắn có vấn đề. Nếu bọn Mã Tiêu thật sự về phe ta, thì sự hỗ trợ của bọn chúng đối với ta sẽ rất lớn. Liên quan đến dân xã hội đen ở Ma Xuyên này chắc chắn loại người như Mã Tiêu sẽ quen biết khá nhiều. Tuy nhiên, nghe nói Mã Tiêu còn là em ruột của Mã Diễm Xuân, tổng giám đốc nhà máy mỏ silicon ở Mã Hồ Tử, muốn bảo hắn trở mặt với chị cậu hắn dường như là việc không thể. Nhưng, bất cứ việc gì cũng xuất phát từ chữ lợi, chỉ cần nắm đúng cơ hội, tạo mâu thuẫn để gây nên mâu thuẫn nội bộ. Chính là bước đầu trong kế hoạch của Diệp Phàm. Nói đến Mã Vân Tiền, tên lưu manh đó muốn làm cho ta đây thành kẻ tàn phế, phải lợi dụng cơ hội này tiêu diệt tên tiểu nhân đó mới được. Nếu chỉ dựa vào việc tối nay để hạ hắn ta thì e rằng hơi khó, phòng công an huyện có quá nhiều tai mắt của Mã Vân Tiền. Nếu không bọn Mã Tiêu làm sao có thể đi ra ngoài một cách ung dung như vậy, sau khi biến ta thành người tàn phế thì sẽ ung dung ra về như không có chuyện gì xảy ra. Muốn điều tra cũng không cách gì điều tra được. Không thể, cái chết của Chủ tịch Giang có thể có liên quan đến bọn chúng. Diệp Phàm ngồi suy tư trong phòng ngủ. Bắt đầu rạng sáng. Diệp Phàm ngồi thiền ở trên giường một lúc lâu, nội khí lưu thông trong cơ thể, cảm giác mệt mỏi thoáng chốc biến mất. Xem ra đã khỏe lại nhiều. Điện thoại đột nhiên vang lên. Chủ tịch Diệp, tôi đã đến huyện Ma Xuyên, không biết văn phòng các anh nằm ở đâu. Trong điện thoại là tiếng của Thượng Thiên Đồ, chủ tịch nhà máy Hoành Xương ở Thủy Châu. Anh đứng ở đó chờ tôi nhé, tôi sẽ đến đón anh liền. Diệp Phàm dặn dò xong lập tức đi xuống lầu, đến chỗ hẹn thì nhìn thấy một chiếc Hammer khá to đứng trước Ủy ban Nhân dân huyện Ma Xuyên. Đi với tôi. Diệp Phàm thò đầu ra vẫy tay, đồng thời lấy điện thoại gọi cho Nông viện Việt, dặn dò cô chuẩn bị một ít rượu thịt mang đến nhà mình. Một lúc sau thì về đến nhà. Đẹp lắm Chủ tịch Diệp, nhà anh không các gì kiểu nhà cổ của danh gia vọng tộc ngày xưa, hèn gì Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ không ngớt lời khen ngợi, đi theo bên cạnh là hai cô gái xinh đẹp, một người trước đây đã từng có ý tặng cho Diệp Phàm ở đập chứa nước Bà La, tên Phượng, gì đó mà Diệp Phàm nhất thời không thể nhớ ra được. Một cô gái khác thì cứ theo sát bên Thượng Thiên Đồ, xem ra đã bị lão Thượng hấp hồn rồi. Còn cô gái họ Phượng trông có vẻ rất nghiêm túc. Lúc trước lão Thượng cứ muốn tặng cô ta làm người phục vụ cho Diệp Phàm, nhưng bị Diệp Phàm từ chối. Linh Đang, pha trà cho Chủ tịch Diệp đi, chúng tôi có mang theo một ít trà ngon, mời Chủ tịch Diệp uống thử. Vừa ngồi xuống ghế, Thượng Thiên Đồ đã sai bảo Phượng Linh Đang. Anh Thượng, anh thật là nhàn hạ, sung sướng, anh xem tôi đây, bây giờ nghèo rất mùng tơi, không bì kịp rồi, khà khà. Diệp Phàm cũng không để ý. Sa Hồng Quân giúp đỡ cũng không bằng Phượng Linh đang giúp, cho nên,
Sa Hồng Quân đã bị Diệp Phàm điều đi. Không thể nói thế được, cậu là chủ tịch huyện, dù gì cũng quản lý vài trăm người, là vua của một cõi, tôi chẳng qua cũng chỉ là dân đen, chỉ có điều hơi có chút tiền của thôi. Thượng Thiên Đồ cười nói. Không lâu sau, nông viện viện mạng rượu và đồ nhắm đến, hai người bắt đầu nhâm nhi, nông viện viện biết ý ra về, nhưng lúc đi còn liếc nhìn hai cô gái xinh đẹp kia một chút, trong lòng nghĩ đến thói phong lưu của chủ tịch Diệp. Anh Thượng, anh đưa số tài khoản cho tôi sẽ gửi tiền vào trước, việc này còn làm phiền anh phải chạy đến nơi xa xôi thế này, thật ngại quá. Diệp Phàm ra vẻ khiêm nhường, tất nhiên là chỉ giả vờ. Tiện tay đưa ly để Phượng Linh đang rót đầy rượu, biết rằng Thượng Thiên Đồ đã đến đây, chỉ ít cũng đóng góp một ít, nhiều thì không dám nghĩ đến, nhưng 1 triệu thì chắc sẽ có. Không cần đâu. Thượng Thiên Đồ lắc đầu. Thế thì không được, tôi có quy tắc làm người của tôi, trước đây ở Lâm Tuyền, đã làm anh phải mất tiền một lần, hơn nữa lại còn đầu tư, giúp đỡ tôi rất nhiều. Lần này nói gì thì tôi cũng không thể để anh vì tôi mà tổn thất thêm nữa. Diệp Phàm giả bộ nghiêm túc nói. Thế này chủ tịch Diệp à, tôi cũng không khách sáo nữa. Tuy tôi là người nắm bạc tỷ trong tay, nhưng kiếm tiền thật không dễ chút nào. Trước đây làm những việc nhỏ nhặt như thế, tốn nhiều tâm huyết. Trong 4 anh em, chỉ có tôi là thành công, còn lại 3 người, kẻ thì chết, người thì vào tù. Tôi cũng không phải là người vung tiền phung phí, tôi thay mặt nhà máy Hoành Xương quyên góp sửa đường ở huyện Ma Xuyên 1 triệu, còn 2 triệu còn lại chủ tịch Diệp không cần phải trả, nhưng có một việc rất mong chủ tịch Diệp giúp đỡ, chủ tịch Diệp đồng ý chứ. Thượng Thiên Đồ rất dứt khoát. Quan hệ với Diệp Phàm đã lâu nên cũng hiểu rõ tính tình bộc trực của Diệp Phàm. Anh nói thử xem là chuyện gì? Diệp Phàm liếc nhìn Thượng Thiên Đồ hỏi. Nói ra có chút xấu hổ. Gần đây nhà máy Hoành Xương chúng tôi cạnh tranh với nhà máy Địa Tranh, thật ra chính là thị trường vận chuyển thuộc địa bàn Đông Thành Thủy Châu. Đúng lúc cạnh tranh khốc liệt, luôn rằng co nhau về giá cả, nhưng không ai muốn bỏ cuộc, làm thâm hụt tiền vốn, lâu ngày e rằng không thể trụ nổi. Mới hơn nửa năm, tôi đã phải bồi thường hơn 20 triệu. Nhưng tôi là người trọng thể diện, mà Âm Gia Sơn nhà máy Địa Tranh cũng là người rất sĩ diện, không ai chịu phục ai. Điều này thật khó xử, thật ra quan hệ giữa tôi và Âm Gia Sơn bình thường khá tốt. Vạn Đồng Tuyền đưa ra ý kiến là chúng tôi lấy võ để quyết định thắng bại, bên thua tất nhiên sẽ rút khỏi tuyến đường vận chuyển ở khu phía Tây Đông Thành, cũng chính là bên thua chiếm 3 phần, bên thắng chiếm 7 phần. Đừng thấy thiếu 4 phần, đó đều là bạc trắng cả đấy. Thượng Thiên Đồ ngại ngùng nhìn Diệp Phàm. Nhà máy Địa Tranh có phải là do Địa Tranh môn quản lý không? Diệp Phàm chau mày, đây là ân oán giang hồ, cậu ta thật sự không muốn can thiệp vào. Chương 856, dựng sào thấy bóng. Nhà máy Địa Tranh thật ra là một bộ mặt khác của Địa Tranh môn, nhưng chủ tịch Diệp cứ yên tâm, cả tôi và Âm Gia Sơn đều là những người quang minh lỗi lạc. Hơn nữa, những việc kinh doanh này đều là kinh doanh hợp pháp. Khi tỉ thí sẽ có Vạn Đông Tuyền và Quỷ Thủ La Mại làm chứng, sau cuộc tỉ thí sẽ chấm dứt toàn bộ ân oán. Quyết không để liên lụy đến chủ tịch Diệp. Những chuyện thế này không phải trước đây chưa từng xảy ra, cũng đã đừng so tài một đôi lần, cuối cùng bên thua cũng phải tâm phục khẩu phục, đồng thời thôi không tranh giành nữa. Hơn nữa, kiểu đấu tranh này không làm tổn hại đến tính mạng của ai, chỉ cần đạt mục đích là dừng lại. Nếu thực sự buộc phải tính đến sự sống chết, mọi người cũng sẽ nói rõ trước, sau đó dù xảy ra chuyện gì cũng lo mà tự chịu trách nhiệm. Huống chi, nhiều năm trở lại đây, cũng không hề có việc phải dùng đến tính mạng để giải quyết. Hơn nữa cách giải quyết này cũng tương tự như phán quyết của tòa án hay chính quyền huyện các anh ra mặt hòa giải vậy, chỉ là cách làm không giống nhau thôi. Thượng Thiên Đồ sợ Diệp Phàm băn khoăn, bởi dù gì Diệp Phàm cũng là một quan chức. Sợ nhất là có dính líu đến những tranh giành mang tính chất giang hồ như thế này, theo cách nói ngày xưa thì được gọi là ân oán giang hồ. Bây giờ đơn giản là chuyển sang hoạt động bí mật thôi. Ừ, rắc rối thì tôi không lo, nhưng một phần thị trường mà ông vừa nói lợi nhuận được bao nhiêu? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Ít nhất là 10 triệu, thật ra hơn 4 phần thì khoảng 4 triệu. Tôi có thể tặng cho chủ tịch Diệp một phần cổ phần danh nghĩa. Thượng Thiên Đồ cũng không hề giấu giếm, bởi ông ta biết có giấu giếm cũng vô ích. Chủ tịch Diệp là người có bản lĩnh, công tử Tề Thiên của chủ tịch Tề còn là em trai của cậu ta, chỉ cần cậu ta ra tay điều tra thì không gì có thể che giấu được, nên thà rằng nói rõ sự thật mới mong Diệp Phàm giúp cho.
cổ phần thì không cần đâu, tôi không có hứng thú với cái này. Diệp Phàm khoát tay, đón lấy điếu xì gà Cuba do Thượng Thiên đổ đưa, Phượng Linh đang đứng bên cạnh thật hiểu ý, lập tức đi lên châm lửa. Như vậy đi, bây giờ tôi đang cần chiến tích, ông cũng biết làm quan thì cần cái này, nó là yếu tố cơ bản để được cất nhắc. Chúng ta là anh em, tôi cũng không giấu gì ông. Diệp Phàm cười nói. Vâng, có gì xin Chủ tịch Diệp cứ nói. Thượng Thiên Đồ nghiêm túc nói, có chút e sợ Diệp Phàm mở miệng. Lần trước đi Lâm Tuyền đã phải tốn mất 10 triệu để đóng góp xây dựng nhà máy, may mà nhà máy đó làm ăn cũng có lợi nhuận, nếu không Thượng Thiên Đồ ta đây sẽ đau lòng lắm. Số tiền đóng góp 3 triệu đó tôi sẽ không trả cho ông nữa, ngoài ra gần đây tôi đang muốn xây dựng một nông trường trà thanh vụ ở sườn núi Thiên Sa, trà thanh vụ của vùng này khá nổi tiếng. Sở nông nghiệp tỉnh bên kia tôi cũng đã đền đặt quan hệ, nếu quốc lộ Thiên Sa sửa xong, dự án này rất có khả năng thành công. Đến lúc đó trà thanh vụ sẽ trở thành một thương hiệu có tiếng, chắc sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng để thực hiện được dự án này, trước mắt cần đầu tư khoảng 10 triệu để mở một công ty trà. Xây dựng một xưởng trà tinh phẩm, lấy trà tinh phẩm đó mang đến sở nông nghiệp để có dự án tài chính. Đến lúc xây dựng xong, nhà máy của huyện tôi sẽ bỏ vốn ra hợp tác với ông, làm cho trà thanh vụ trở nên lớn mạnh, ông thấy thế nào? Diệp Phàm điềm tĩnh nói. 10 triệu. Miệng Thượng Thiên Đồ méo sạch hẳn đi, trong lòng cảm thấy hơi lo sợ, nhủ thầm, ai mà biết các trà thanh vụ của các người là gì, đến lúc không có thị trường tiêu thụ, 10 triệu của ta xem như mất trắng. Là 10 triệu, chứ không phải là 100 ngàn. Tuy ta đây là một tỷ phú thật, nhưng đều là những tài sản cố định. Số tiền mặt khoảng 30 triệu khó mà xoay được. Lần này phải rút ra số tiền 10 triệu, thật không dễ chút nào. Hơn nữa, nếu dự án này không chạy được ở sở nông nghiệp thì xem như thất bại. Tuy nhiên, nếu không đồng ý thì chắc chắn Diệp Phàm sẽ không chịu giúp, bên kia lại ít hơn 4 phần, mỗi năm đều có thể ổn định kiếm được 40 triệu. Thượng Thiên Đồ bắt đầu tính nhẩm, cân đo đong đếm thiệt hơn, mười mấy phút sau vẫn không thấy có tín hiệu gì. Tất nhiên Diệp Phàm cũng không yên, chờ đợi câu trả lời của Thượng Thiên Đồ, thật lâu sau mới đưa tay miết miết mép bàn, cười nói. Tôi biết ông sẽ rất băn khoăn, nhưng Diệp Phàm tôi chưa khi nào đẩy phần thiệt cho bạn bè gánh. Toàn bộ những việc rắc rối sẽ không để ông phải đụng tay đến. Việc ở sở nông nghiệp ông cũng không cần phải lo, nếu thật sự không được, thì tôi còn có sự trợ giúp của Tề Thiên. Tề Thiên, tôi đây quên mất cậu ta, có cậu ta ra tay giúp đỡ. Dự án nào ở sở nông nghiệp chẳng lấy được, có dự án rồi thì theo lý mà nói trà thanh vụ không thể lỗ nặng đâu nhỉ. Thượng Thiên Đồ vừa nghĩ đến đó thì bỗng nhiên hoạt bát hẳn lên, lập tức nói. Quyết định như vậy đi, lúc nào Chủ tịch Diệp bắt tay vào làm thì tôi sẽ chuyển tiền lúc đó. Ngày mai, dù gì thì ông cũng đã xuống đây rồi, quyên góp xong tôi sẽ dẫn ông đi đến xã chức nữ dạo một vòng, thưởng thức sự trong lành ở nơi đó, thuần khiết như nước trà thanh vụ. Khi nào ông kiếm được khoản lớn nhớ là phải đóng góp thêm vào quỹ phúc lợi cho nhân dân huyện Ma Xuyên nhé. Đương nhiên, làm kinh doanh sẽ có chút mạo hiểm, tôi cũng không dám đảm bảo ông có thể 100% nắm được tiền, nhưng trước mắt chí ít cũng nắm được 4 phần. Diệp Phàm cười nói, mặc kệ, chỉ cần Chủ tịch Diệp có thể hạ được Âm Gia Sơn, thì sẽ lấy bên này bù bên kia được. Thượng Thiên Đồ cười nói, đột nhiên quay sang nói với Phượng Linh Đang. Tối nay cô ở lại hầu hạ Chủ tịch Diệp nhé. Chủ tịch Diệp, cô Phượng tôi vẫn để dành cho cậu đấy, đến bây giờ hàng vẫn nguyên đai nguyên kiện đấy nhé. Ha ha, ha ha, ông Thượng thật là nhân vật phong lưu, cô Phượng. Không cần đâu, sẽ có điều tiếng không tốt, đây là văn phòng huyện. Nhưng ở chỗ tôi đây có món ngon, cũng sắp chuẩn bị xong rồi, ông ăn xong sẽ thấy bất ngờ, đây chính là sự báo đáp cho 30 triệu mà ông quyên góp của tôi, đừng xem thường nó chỉ là một bát canh. Nó là thịt chăn hơn 200 năm, ông Thương đã từng được ăn chưa? Diệp Phàm cười sang sảng. 200 năm, thật tuyệt. Thượng Thiên Đồ trở nên cao hứng, hai mắt nhìn Diệp Phàm giống như đứa trẻ đang chờ để được phát kẹo. Thư ký Sa, bưng lên đi. Diệp Phàm cười nói. Sau khi Thượng Thiên Đồ ăn hết, Diệp Phàm mới mỉm cười nói. Ông Thượng, mối quan hệ của chúng ta không phải chỉ trong ngày một ngày hai. Âm Gia Sơn chắc cũng phải mời một cao nhân nào đó, nếu không, lần trước võ nghệ của ông đã vượt qua Âm Gia Sơn, sao lại còn đến nhờ tôi? Diệp Phàm vừa nói, vừa liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn Thượng Thiên Đồ, thằng nhãi này liền đứng lên.
mặt cười khổ nói. Đích xác là mời cao nhân, nghe nói là tam đẳng bậc trung, tên là Câu Cửu Muội, đến từ Hải Nam, ngoại hiệu là Tiểu Điêu, vẻ ngoài xinh đẹp đến độ hoa nhường nguyệt thẹn. Tuy nhiên, tôi tin rằng, đối với một cao thủ mới có tam đẳng, hẳn Diệp tiên sinh không khó giải quyết, bằng không, tôi cũng không dám nói với Diệp tiên sinh. Câu Cửu Muội, ngoại hiệu Tiểu Điêu, đến từ Hải Nam. Diệp Phàm lẩm bẩm, trong lòng cả kinh, thầm nhủ, không phải là từ gia tộc Câu Trần, ở đảo Lục Bàn, Hải Nam ra đấy chứ. Nam Hải Nhất Thần Cước tên thật là Câu Trần Âm Quỳ, được xưng là một trong những cao thủ trẻ tuổi lợi hại nhất Trung Quốc. Đây cũng là người cầm lái gia tộc Câu Trần, ở Hải Nam. Chưa đến 30 tuổi đã ở bậc thất đẳng khai nguyên rồi. Hồ Trọng Chi, con trai của Hồ Thế Lâm ở tập đoàn giấy Thái Hưng, Thủy Châu chính là bị y ra tay làm bị thương. Đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu người tên là Câu Cửu Muội kia thật sự có liên quan đến Câu Trần Âm, thì tốt rồi, đánh con nhỏ có thể dụ con to ra. Phỏng chừng Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ vẫn chưa biết rõ cô gái này. Nếu như biết cô đến từ gia tộc Câu Trần thì có lẽ đã bị dọa tè ra cả quần rồi. Tuy nhiên, chuyện của gia tộc Câu Trần thì cũng chỉ có người trong cuộc mới biết được, Thượng Thiên Đồ còn chưa lên đến tầng lớp đó. Cái này, mình cũng chỉ nghe anh Thiết nói mà thôi. Cái thế giới này, cái gì cũng đòi hỏi một phân lượng nhất định. Diệp Phàm trong lòng tính toán. Trên mặt cũng bất động thanh sắc, miệng cười nói. Được. Không phải, chúng tôi không hề đến đại viện huyện phủ, trên đường đụng xe, đen đủi là chiếc xe đâm người xong đã chạy mất rồi, đến biển số xe cũng không có. Mẹ kiếp, đừng để tôi nhìn thấy, nhất định tôi sẽ lột da chúng ra. Mã Tiêu vẻ mặt hung hăng, mắng. Thôi được rồi, chuyện của thằng nhóc đó nói sau, cho chúng thoát khỏi một kiếp. Mã Vân Tiền không kiên nhẫn được nữa liền khoát tay một cái, vẻ mặt lo lắng. Ngày thứ hai, toàn bộ huyện phủ Ma Xuyên đều bận rộn hẳn lên, mới 7 giờ, nhân viên đã đến đầy đủ rồi. Thời gian đặc biệt này, cán bộ công nhân viên chức cũng không dám sơ suất, chỉ sợ gặp phải chủ tịch huyện Tiểu Diệp thì sẽ phiền phức to. Tuy nói ngày hôm qua chủ tịch huyện Tiểu Diệp chưa thể cách chức phó chủ tịch huyện Lôi Lượng Minh, tuy người này có phó bí thư địa ủy Lôi Minh Hoài nâng đỡ, nhưng vẫn bị tạm thời cách chức để điều tra như thường. Chứng tỏ, chủ tịch huyện Tiểu Diệp cũng không sợ phó bí thư Lôi. Phó bí thư Lôi người ta cũng không sợ, thì vị chủ tịch huyện Tiểu Diệp này có năng lực đặc biệt gì đó. Những cán bộ nhỏ bé như mình, sao có thể so sánh được với Lôi Lượng Minh chứ? Cho nên nếu bị chủ tịch huyện Diệp bắt được thì phiền to. Bởi vì hôm nay chủ tịch huyện Diệp đã nói, nhất định phải coi lễ quyên góp tiền là một nhiệm vụ chính trị phải hoàn thành, các phòng ban ở huyện, xã, thị trấn đều nghiêm túc hẳn lên. Nói trắng ra, chính là tất cả đều hướng theo tiền cả, có thể kéo được tiền về thì chính là có thành tích. Đương nhiên, chủ tịch huyện Tiểu Diệp cũng nghiêm khắc nói ra, không được làm điều sằng bậy, ví dụ như không được thu phí lung tung. Thực ra, tất cả cán bộ huyện Ma Xuyên đều nói thầm, rằng chủ tịch huyện Tiểu Diệp không cho người khác phân bổ lung tung, thế còn bản thân hắn thì sao? Không phải quy định mỗi cán bộ ăn lương đều phải đóng góp 50 tệ để sửa đường hay sao? Cái này không phải là phân bổ lung tung thì là cái gì? Tuy nhiên, nghĩ thì như vậy thôi chứ chẳng có ai dám nói thẳng ra với chủ tịch huyện Diệp. Đương nhiên, cũng có 50% cán bộ, tuy sót 50 tệ, nhưng vẫn tỏ ra hiểu biết. Dù sao thì quốc lộ thiên tường đã đến mức không thể không sửa rồi, sửa xong rồi thì đi lại cũng tiện, mà tính mạng cũng được bảo đảm an toàn hơn. Tuy nhiên, điều các cán bộ lo lắng nhất chính là đám chủ tịch huyện Diệp sẽ bỏ số tiền quyên góp kia vào túi của mình. Những việc như vậy không phải chưa từng xảy ra, những kẻ bề trên này thường dở bài, tạo phúc cho dân, ra, nhưng thực tế lại bòn rút làm phồng cái hầu bao của mình. Tối hôm qua sau khi Thượng Thiên Đồ đi nghỉ ngơi, Diệp Phàm sửa sang lại một chút kế hoạch sửa đường của mình, quyết định đã làm phải làm lớn một chút, toàn diện khai thông Ma Xuyên với tỉnh Giang Đô, tỉnh An Đông, tỉnh Nam Phúc. Chương 857, nợ ân tình. Nếu kế hoạch này thật sự thành công, huyện Ma Xuyên sẽ không còn là một huyện nghèo nữa, mà sẽ trở thành trọng điểm của tỉnh Nam Phúc, tỉnh An Đông và tỉnh Giang Đô, vị trí địa lý đó sẽ sớm trở thành mỏ vàng trong nay mai. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng thừa hiểu, kế hoạch này muốn thành công cũng không dễ dàng gì, nếu không kiếm đủ 60 triệu thì cũng không thể sửa đường được. 60 triệu, đó là một số tiền lớn, nếu quyên góp cả huyện, cộng thêm số tiền của mình, Tôn Minh Ngọc, Mã Gia, Thiết Gia đóng góp cũng chỉ được khoảng 20 triệu,
còn lâu mới đủ 60 triệu. Tuy nhiên, nếu kế hoạch này có thể thành công thì nó sẽ là một dự án có số vốn khủng, rất có lợi cho con đường thăng tiến của mình sau này. Hơn nữa, bây giờ đang là lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chủ phú nước lại vắng mắt, mọi công lao tất nhiên sẽ thuộc về mình hết. Diệp Phàm biết rõ đây chính là cơ hội ngàn năm có một, bí thư huyện ủy, chiếc ghế đó đành phải nhường cho người khác. 7 rưỡi sáng, Diệp Phàm đang ngồi giải quyết một số giấy tờ ở văn phòng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa nhấc máy lên thì nghe thấy giọng nói như sấm của Trần Khiếu Thiên vang lên. Chủ tịch Diệp, tôi đã đạt đến thất đẳng rồi, đạt đến thất đẳng rồi, ha ha. Giọng nói đó suýt chút làm điếc cả tai Diệp Phàm. Đạt đến thất đẳng, anh Trần, anh nói. Diệp Phàm giật mình, bật dậy khỏi ghế. Vâng, chính xác là như thế. Có lẽ Trần Khiếu Thiên đang run rẩy, tuy giọng nói trong điện thoại rất lớn nhưng vẫn thấy có chút gì đó run run. Cái gì, sao, anh đã ăn dao sâm? Diệp Phàm cảm thấy đầu óc như bị tê liệt, loại dao sâm này ăn vào có thể hỗ trợ, làm tăng công lực, nhưng rất nguy hiểm. Vốn định để một thời gian nữa để sức khỏe của Trần Khiếu Thiên ổn định rồi sẽ giúp ông ta luyện công, ai ngờ ông ta lại nóng vội thế, vì muốn hồi phục công lực thất đẳng mà dám cả gan làm thế. Hơn nữa, chắc lúc đó chẳng có ai bên cạnh trông chừng, cái đó nếu làm không tốt có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vâng, vâng, tôi ăn rồi, nguy hiểm thật đấy, tối qua suýt chút nữa không trụ nổi. Trần Khiếu Thiên thản nhiên cười. Ông to gan quá đấy, chí ít cũng phải gọi tôi đến trông chừng chứ, nếu không, ôi, nguy hiểm quá, thật đáng sợ. Diệp Phàm phát run, không ngờ ông ta lại dám ăn thật. Tôi sợ đến lúc tôi không kìm nổi sẽ sát thương cậu, dù sao cũng chỉ là cái mạng già không đáng tiền, nếu không được thì mất mạng thôi. Đến di thư tôi cũng đã chuẩn bị sẵn, may mà, khà khà, may mà. Trần Khiếu Thiên ngại ngùng nói. Thôi, đã lỡ ăn rồi thì thôi, trong cái rủi có cái may. Nhưng trong thời gian này anh phải cẩn thận, để công hiệu của dao sâm ổn định trong cơ thể, nếu không, sau này sẽ để lại di chứng đấy. Diệp Phàm thận trọng dặn dò, đối với Trần Khiếu Thiên, tình cảm của Diệp Phàm dành cho ông ta khá phức tạp, quan hệ với nhau bấy lâu nay, đôi khi Diệp Phàm đối xử với ông ta như ông nội vậy. Nhưng Trần Khiếu Thiên là người rất hiểu chuyện, lại rất biết giữ chữ tín. Luôn xem mình là cấp dưới của Diệp Phàm, lúc nào cũng gọi Diệp Phàm là cậu, có mặt người khác thì gọi là Diệp tiên sinh. Trước kia còn buồn cười hơn, cứ nằng nặc đòi gọi là chủ công Diệp Phàm. Sau đó bị Diệp Phàm kiên quyết phản đối, hắn sợ bị tổn thọ mất, ai lại để một ông lão hơn 50 tuổi kêu một thanh niên 20 bằng chủ công, điều đó không hợp chút nào với xã hội hiện đại bây giờ, may mà đã biết sửa đổi. Tôi sẽ cẩn thận, thưa cậu, cái mạng này là của cậu, nếu có kiếp sau mạng này cũng là của cậu. Trần Khiếu Thiên vẫn không quên thể hiện lòng trung thành, trong lòng ông ta rất lấy làm cảm kích. Thôi được rồi, ông Trần, ông thích sao thì cứ làm vậy đi. Nhưng sự việc trong nhà chủ tịch hội đồng quản trị hồ nhà máy giấy Thái Hưng ở Thủy Châu phải giải quyết đi, nếu ông đã hồi phục lại được công lực giai đoạn thất đẳng khai nguyên thì dựa vào công lực của hai chúng ta, thì lũ Trần âm quỷ sẽ chẳng là cái thá gì. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy mặt trời bắt đầu ló dạng. Thật áy náy khi cứ mãi mắc món nợ tình nghĩa với chủ tịch hội đồng quản trị Hồ Thế Lâm, vốn muốn giải quyết sớm nhưng nhất thời vẫn chưa dứt ra được. Hơn nữa, thế lực gia tộc của Nam Hải nhất thần cước câu Trần âm quỷ lại quá lớn, Diệp Phàm không thể không lưu tâm. Dù gì Diệp Phàm cũng phải suy nghĩ cho người nhà một chút, đối với loại người như Trần âm quỷ, thủ lĩnh của bọn xã hội đen, những kẻ làm mưa làm gió ở Thủy Châu như Hắc Miêu Thượng Thiên Đồ, quỷ thủ La Mại, Cẩm Mao Thỏ Vạn Đông Tuyền cũng chẳng thấm tháp gì so với gia tộc câu Trần. Trước đây, khi nhắc đến gia tộc câu Trần ở Nam Hải, Thiết Chiêm Hùng vẫn có chút nể sợ. Luôn căn dặn Diệp Phàm đừng làm gì đụng chạm đến họ. Công lực của Trần Khiếu Thiên được phục hồi, thực lực của Diệp Phàm tăng lên gấp bội, tất nhiên sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cũng là thường tình thôi, tuy súng ống được trang bị hoành tráng, nhưng giới xã hội đen vẫn tồn tại những quy luật riêng, ai mạnh thì lẽ phải thuộc về kẻ đó. Ở đây, thực lực mới là quan trọng nhất, hai cao thủ thất đẳng, cho dù gia tộc câu Trần có mạnh đến đâu cũng phải dè chừng một chút. Cậu công việc bề bộn, để tôi trực tiếp đi Nam Hải tìm nhất thần đó thử xem, chắc công lực của tên nhãi đó xấp xỉ với tôi. Trần Khiếu Thiên lập tức nói, ông ta vừa hồi phục công lực thì đã không chịu ngồi yên, mặt Diệp Phàm xa sầm. Rủa thầm,
đúng là đồ háo chiến. Thật ra Diệp Phàm cũng thừa hiểu Trần Khiếu Thiên ngoài say mê luyện công ra chẳng có đam mê nào khác, ông ta luôn nhớ đến lời chăn chối của sư phụ, cả đời lấy Trần Vô Ba, đại sư Thái Cực Quyền nổi tiếng làm mục tiêu phấn đấu. Trần Khiếu Thiên nói như thể đơn giản là chỉ vì muốn đền ơn mà thôi. Không được, ông vừa mới hồi phục, nội khí chưa ổn định, không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không cẩn thận sẽ lại tuột mất, đến lúc đó tôi chẳng có củ dao sâm nào cho ông nữa đâu. Việc ở Nam Hải, nếu muốn giải quyết thì cả hai chúng ta cùng giải quyết, nhưng tôi vẫn là người quyết định. Diệp Phàm nghiêm túc dặn dò. Thôi được, nhưng thưa cậu chủ, cậu bây giờ đã đạt đến giai đoạn 2 của thất đẳng rồi, phải không? Trần Khiếu Thiên nhỏ giọng hỏi. Kha kha. Diệp Phàm chỉ cười mà không trả lời, khiến cho Trần Khiếu Thiên buồn bực mãi, không đoán ra được cảnh giới thật sự của Diệp Phàm khiến ông ta rất tò mò. Cảnh giới võ thuật không có sự so bì thật sự, cho nên rất khó biết được. Trừ phi, ví dụ như Diệp Phàm là thất đẳng, võ sư ở vị trí tam tứ ngũ tam đẳng cũng có thể cảm thấy được một chút gì đó. Nhưng nếu người này không thể hiện công lực thì cũng khó mà phân biệt được. Đẳng cấp võ công cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ mà thôi, kỳ thực đó là một cách thể hiện sức mạnh. Nếu đạp gãy khoảng 7 viên gạch dày thì đó cũng chỉ là một biểu hiện bề ngoài. Giống như cao thủ thất đẳng. Khi phát ra toàn lực, chỉ cần một cước có thể nặng đến 4-5.000 cân, ghê gớm hơn có thể đạt đến 7-8.000 cân, cao thủ bát đẳng để đạp gãy một cây có thân to bằng cái bát cũng không cần phải tốn nhiều công sức. Ôi, Trần Vô Ba chắc cũng đã đạt đến giai đoạn 3 của bát đẳng rồi, tôi đã đấu với ông ta, vẫn không thể nào theo kịp, hy vọng này chỉ có thể gửi gắm ở cậu chủ. Trần Khiếu Thiên sau phút hứng chí đã thấy có chút nhục chí. Bởi nghĩ tới sự lợi hại của Trần Vô Ba. Kiếp này không thể nào đuổi kịp, bởi vì tuổi tác không chờ người, bản thân có giữ được cấp độ thất đẳng đã là thành công lắm rồi, Trần Khiếu Thiên cũng không mong gì hơn. Ông Trần, đừng có nôn nóng, ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu, khà khà. Diệp Phàm cười an ủi, nghĩ thầm. Bây giờ ông đã đạt đến đỉnh cao của thất đẳng, 3-4 năm nữa có thể đạt đến trình độ bát đẳng. Sau khi thật sự đạt đến trình độ bát đẳng mới xem như là đã đứng vào hàng ngũ những cao thủ đỉnh cao của thế giới, cao thủ đạt đến cấp độ đó sẽ được gọi là cao thủ siêu cấp. Có trình độ đạt đến thất đẳng mới chỉ được xem như là cao thủ hạng nhất thôi. Không lâu nữa, cậu chủ, lẽ nào? Nghe giọng điệu có vẻ tự tin của Diệp Phàm, Trần Khiếu Thiên lại thấy nhấp nhổm. Đỉnh cao của thất đẳng, đây chính là cấp độ thật sự mà tôi đạt được hiện nay. Diệp Phàm đành nói thế để ông ta khỏi phải bán tín bán nghi. A à, đỉnh cao, thật sự. Trần Khiếu Thiên run rẩy, thật sự không dám tin vào tai mình. Ừ, Diệp Phàm lên tiếng. Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng không khác gì tiếng nổ của bom nguyên tử bên tai Trần Khiếu Thiên, im lặng một lúc mới nghe thấy ông ta nói. Cậu chủ, lần này e rằng sẽ làm kinh động giới võ thuật. Cái gì gọi là tứ tú đồng trang lứa trong giới võ thuật? Nam Hải Nhất Thần Cước, Câu Trần Âm Quỳ, Mạc Bắc Phi Điêu Ưng, Hoành Bạch Can, Tây Cương Ba Ly Miêu Phượng Tứ Tiểu Thư, Đông Phương Thăng Thổ Địa Đỗ Tử Nguyệt Tứ Đại Thiên Tài phải run sợ trước mặt cậu, quả là đồ rác rưởi. Bọn họ đều là những người khoảng 30 tuổi, cậu mới bao nhiêu, chỉ mới 20 tuổi đầu đã đạt đến đỉnh cao của thất đẳng. Trần Khiếu Thiên tôi kiếp này có thể ở bên cạnh cậu chủ đã là phúc ba đời cho tôi rồi. Kha kha, chỉ là tôi hơi may mắn chút thôi. Chứ chẳng phải là thiên tài gì đâu. Diệp Phàm khiêm tốn nói. May mắn, không thể nào. Trần Khiếu Thiên lắc lắc đầu, nói. Ví dụ tiểu thư Phượng Tứ trong Tây Cương Ba Ly Miêu chẳng hạn, người ta không những sinh ra trong gia đình danh giá, tiền bạc dư thừa, sư phụ lại là một cao thủ, tuổi chỉ mới 28 đã đạt đến cấp độ thất đẳng. Cái đó là do có chỗ dựa, đó mới là may mắn. Cậu không thể so được với bọn hơn. Nhưng thành tựu mà cậu đạt được thì cao hơn bọn họ nhiều. Thôi được rồi, không nói đến cái đó nữa, ông hãy cố gắng tĩnh dưỡng. Còn nữa, ông phải chú ý một chút, xem có thể đào tạo được đệ tử nào không, chúng ta sẽ thu nhân một vài người, đến lúc cần sẽ dùng đến. Diệp Phàm dặn dò, cậu chủ hãy nói cụ thể hơn về yêu cầu, dù sao cũng rảnh rỗi, tôi sẽ chú ý bất cứ lúc nào. Trần Khiếu Thiên giật mình, cậu chủ đang muốn gây dựng thế lực cho mình. Không thể vượt quá 30 tuổi, đẳng cấp võ thuật quốc gia không thể thấp ít hơn 3 cấp. Phải toàn trung thành với tôi, đương nhiên, ông có thể nói với cậu ta, tôi có thể tốn nhiều sức lực để đào tạo bọn họ,
theo tôi tuyệt đối sẽ có lợi, không có gì phải hối hận. Hơn nữa, tôi là người xem trọng chính nghĩa, việc trái với luân thường đạo lý tôi đây sẽ không làm. Diệp Phàm tỏ ra là một lãnh đạo, khiến cho Trần Khiếu Thiên dù ở xa vẫn thấy cung kính bội phần. Đối với Trần Khiếu Thiên, ông ta chỉ biết khâm phục những kẻ mạnh hơn ông ta, ví dụ những thứ như tiền bạc, quyền lực, gái đẹp bày trước mặt ông ta thì chẳng có hấp dẫn gì, trước đây ông ta ở quê, nghèo rớt mồng tơi nhưng không hề than thở nửa lời. Chủ tịch Hồ, chuyện của lệnh lang tôi sẽ giải quyết trước khi hết năm, ông hãy yên tâm, kéo dài lâu như vậy, thật là ngại quá. Diệp Phàm nói. Chương 858, nhân vật lớn. Cảm ơn, đã làm phiền anh rồi, Diệp Phàm. Có việc gì cần bên này hỗ trợ thì anh cứ nói. Dù phải dốc toàn bộ tài sản, tôi cũng đồng ý. Nói thật là mẹ tôi sắp bị chuyện này làm cho bị điên, vợ thì cả ngày khóc sướt mướt, ôi. Chủ tịch Hồ Thế Lâm của nhà máy giấy Thủy Châu Thái Hưng khá xúc động, lập tức thể hiện thái độ. Có việc tôi sẽ nói, tạm thời chưa cần. Diệp Phàm cười nói, trong lòng có chút áy náy, việc này kéo dài đã hơn một năm. Nghe nói anh là chủ tịch huyện Ma Xuyên thuộc Đức Bình hả? Hồ Thế Lâm hỏi. Vâng, là một huyện nhỏ. Ha ha. Diệp Phàm bình tĩnh cười nói. Nếu không tôi thử đến Ma Xuyên một chuyến, xem thử có cơ hội gì không, hay cần đầu tư gì đó cũng có thể giúp được chút ít. Hồ Thế Lâm nói. Không cần đâu chủ tịch Hồ. Nơi này hẻo lánh, cơ bản là không có nhiều cơ hội phát triển, cảm ơn ý tốt của ông. Diệp Phàm thẳng thắn từ chối. Cái này làm phiền người ta nữa trong lòng sẽ không yên. Nếu Ma Xuyên mà có tiềm năng phát triển lớn thì còn tạm được. Nhưng hiện nay Diệp Phàm không nhìn thấy cả ánh dạng đông xuất hiện. Nếu có thể sửa xong đường xá, có lẽ cũng có nhiều cơ hội. Cái đó để sau nói tiếp. Lần sau anh đến Thủy Châu thì qua tôi chơi, xin nhớ mãi anh Diệp Phàm. Ha ha! Hồ Thái Hòa cười nói. Nhất định đến. Diệp Phàm buông điện thoại. Trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Ôi, vẫn còn món nợ tình cảm với người ta. Chưa trả hết nên còn cảm thấy nặng nề quá. Chuyện ở Nam Hải, phải nắm chắc, trước cuối năm chắc chắn phải giải quyết xong. Còn chuyện Phương Viên, cố gắng giải quyết trong một năm, không thể trì hoãn được nữa. Diệp Phàm thì thào, cảm giác khá buồn bực. 10 giờ. Trên sân thể dục của trường cấp 2 Ma Xuyên, tiếng trống đánh tưng bừng. Các em học sinh cầm trên tay những đóa hoa xinh đẹp. Nhân viên của huyện, dù là cán bộ viên chức hay là ai, tất cả đều ăn mặc rất đẹp. Quần áo mặc tuy không thể nói là hàng hiệu, nhưng trông ai cũng đầy tinh thần. Bởi vì người quay phim của đài truyền hình đang lìa ống kính về phía họ. Lại thêm giọng nói ngọt ngào làm mọi người đều phải sao xuyến của người dẫn chương trình Giang Đào Hồng, cứ tự nhiên mà tranh nhau chụp ảnh. Dùng pháo thăng thiên thay cho tiếng pháo mừng của quốc gia. Trên chỗ ngồi dành cho chủ tịch có 10 vị ủy viên thường vụ của Ma Xuyên. Tất cả đều nghiêm trang, thẳng lưng nhìn về phía trước. Giang Đào Hồng hôm nay rất cố gắng, vì muốn thể hiện được tinh thần của Diệp Phàm, đã mời cả thợ trang điểm của đài truyền hình trang điểm cho Diệp Phàm. Đương nhiên không phải là trang điểm thành một công tử bột mà là theo hướng thể hiện hình tượng của một cán bộ mẫn cán. Hắn thẳng người, hơi có vẻ thâm trầm trong chiếc áo cổ cồn Trung Hoa màu xám đen. Tóc cũng thẳng về trước. Có nét kín đáo. Nhìn qua cũng bớt đi nét non nớt, trông có phần thâm trầm kiên định hơn. Để làm cho mình trở nên chín chắn Diệp Phàm còn phải để râu trong 2 ngày, đột nhiên trông lớn tuổi hơn nhiều. Những cái này đúng là kiệt tác của chuyên gia hóa trang, đúng là có khả năng làm chó trở thành người. Nghi thức đơn giản mà long trọng. Mời Chủ tịch Diệp phát biểu. Chủ nhiệm Liễu của văn phòng huyện ủy vừa dứt lời, lập tức một tràng pháo tay vang lên. Các đồng chí. Bà con, các em học sinh, trong ngày vui này, tâm trạng tôi cũng khá hỗn độn. Nói thế nào đi nữa, đó chính là một điều kỳ vọng nặng nề. Trước tiên hãy nói về sự nặng nề, không phải khiến mọi người phải mất hứng, huyện Ma Xuyên chúng ta về mặt phát triển kinh tế thì không có gì để tự hào. Tôi cũng không sợ mất mặt, huyện Ma Xuyên chúng ta là huyện nghèo nhất trong cả tỉnh. Nói là thứ nhất, ai cũng muốn tranh giành, học sinh của Ma Xuyên chúng ta càng cần phải nhận thức rõ ràng. Cố gắng đứng đầu trong sự nghiệp học tập, như vậy có thể có hy vọng được vào các trường đại học trọng điểm. Nhưng lại thêm cái danh từ cuối lên, phỏng chừng bất cứ học sinh nào cũng đều tránh không kịp. Học sinh đều như vậy cả. Tại sao Ủy ban Nhân dân huyện và huyện ủy chúng ta không như vậy?
vầng hào quang này chính là niệm trên đầu Ma Xuyên chúng ta một lời chú khẩn kim cô. Tôi đã từng nói, ông trời muốn ngăn tôi sẽ phá cả trời, đây chính là lời tự gian mình khi tôi đến Ma Xuyên. Con đường núi thiên xa kia chính là lời chú khẩn cô của ông trời. Một khi ông ta niệm chú, nhân dân Ma Xuyên chúng ta sẽ phải đau đầu. Phá bỏ lề lối này là điều nên làm, đây là lịch sử, đây là nhân dân, đây là điều mà mọi người đều kỳ vọng. Hôm nay chúng ta mấy vạn người tập trung ở đây, để cùng hướng tới một mục tiêu chung. Đó chính là phải phá vỡ sự phong tỏa của thiên tường, xây nên cây cầu vồng của Ma Xuyên. Đây là mong đợi của tôi. Dự định của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chính là nhân cơ hội này cải thiện toàn bộ quốc lộ thiên tường, Tây Bắc nối liền huyện Giang Tân của tỉnh Giang Đô, Đông Bắc nối liền huyện tự trị Sương Châu tỉnh An Đông, dưới phía Nam thông qua huyện Quy Nguyên đến được quốc lộ A08 của địa khu. Làm cho quốc lộ thiên tường của Ma Xuyên trở thành một cây cầu vồng xinh đẹp nối liền ba tỉnh. Nếu con đường này thực sự có thể thành công, vậy thì huyện Ma Xuyên chúng ta sẽ trở thành con đường huyết mạch giống như cổ họng thông từ tỉnh Giang Đô và tỉnh An Đông vào tỉnh Nam Phúc. Sự quan trọng của vùng này hẳn sẽ tăng lên vài bậc. Ma Xuyên trở thành cửa ngõ huyết mạch thì một tương lai tươi đẹp như thế nào đang chờ đợi chúng ta thì hẳn các vị ở đây tự mình cũng tưởng tượng được. Cổ họng quan trọng như vậy. Nếu cổ họng mà bị nắm lấy, thì tình hình sẽ như thế nào? Diệp Phàm nói đến đây, làm động tác bóp cổ họng một cách khoa trương, lập tức mọi người cười vang. Thu Thiên, anh bạn này cũng thật hài hước, vấn đề nghiêm trọng như vậy lại có thể giảng giải một cách thú vị, đúng là có chút bản lĩnh. Một người đàn ông trung tuổi trong đám người đội mũ rơm bộ dạng giống nông dân hướng về phía cô gái trông có vẻ danh mãnh, cười nói. Cái đó đương nhiên nhiên rồi, bác ạ. Chắc bác không hiểu được đâu, anh ta là lớp trưởng lớp khóa học thanh niên uy tú thế kỷ của chúng cháu đấy. Bạn học Quách Thu Thiên ở trường đảng của Diệp Phàm hôm nay mặc áo choàng màu tím, chân đi bút, hơi có vẻ đắc ý khi nói với người đàn ông trung tuổi. Lớp trưởng, không phải cháu vừa bảo cậu ta nhỏ tuổi nhất, lý lịch kinh nghiệm ít nhất, hơn nữa còn đến từ một huyện nhỏ ở Ma Xuyên. Lớp cháu không phải còn có cả cán bộ cấp phó giám đốc sở sao, bọn họ chịu nghe theo lời kẻ hậu sinh này hả? Người đàn ông trung tuổi có vẻ không tin, cho là chỉ là đùa thôi. Ha ha, người ta lợi hại lắm. Lúc 19 tuổi làm chủ tịch thị trấn thì được báo tỉnh gọi là chủ tịch thị trấn trăm triệu, khi làm chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền thì được gọi là lộ thần. Dựa vào chỉ mình anh ta mà có thể hô hào quyên góp được hơn 40 triệu, khai thông hai xã sáu trấn của khu kinh tế Lâm Tuyền khiến con đường vốn bị hỏng từ lâu trở nên rộng rãi, có thể vượt trên cả đường quốc lộ của tỉnh. Hơn nữa còn tìm được khoản đầu tư 200 triệu, chỉ có một mình anh ta mà giúp Ngư Dương đang đứng thứ 10 từ dưới lên trong toàn tỉnh chỉ trong hơn một năm đã lọt vào năm vị trí đầu tiên, thật là giỏi. Quách Thu Thiên không ngại gì mà khen Diệp Phàm, sắp khiến hắn bay lên tới trời rồi. Liếc mắt qua người đàn ông trung niên, nói tiếp. Bác xem đi, rồi nhất định anh ta sẽ thể hiện được bản lĩnh. Ôi, tiểu thư Thu Thiên của chúng ta, cháu nói xem. Anh ta có biểu hiện gì đặc biệt vậy? Hiện nay, bác chỉ thấy mồm miệng lưu loát chút thôi, còn những cái khác thì chưa thấy gì. Người đàn ông trung niên có vẻ khinh thường ngẩng mặt lên. Tự nhiên khiến Thu Thiên có vẻ bất bình, giận hờn nói. Bác không tin ư, vậy chúng ta đánh cược xem. Đánh cược cái gì? Người đàn ông trung niên cười cười, cảm thấy hứng thú. Đánh cược hôm nay anh ta sẽ có thể quyên được chút ít. Nếu bác thua phải cho anh ta 10 triệu. Quách Thu Thiên khá chắc chắn, bộ ngực run lên. May là bác ở đó, đổi lại là Diệp Phàm, tự nhiên lại phải niệm thanh tâm chú. Một huyện nhỏ nghèo nàn, kinh tế huyện đứng thứ nhất từ cuối lên. Dân ở đây hẳn cũng nghèo rất mồng tơi, có thể thu được bao nhiêu tiền quyên góp. Kể cả có nói lời chắc nịch như thế nào cũng không trả thu được vài đồng. Người đàn ông trung niên nhìn liếc cô cháu gái, không khỏi lắc đầu. Ông có vẻ khá buồn bực, chợt nói thêm. Tuy nhiên, mồm miệng cháu cũng có vẻ lớn đấy, vừa mở miệng đã 10 triệu. Lạ thật, việc này không bình thường chút nào Thu Thiên ạ. Trước kia chưa từng thấy cháu chú ý tới người con trai nào như thế. Ta thấy cậu thanh niên này trông cũng được, nhưng có chút non nớt, có phải cháu? Người đàn ông trung niên cố để lộ ra một tia nhìn mờ ám. Hai má Quách Thu Thiên chợt đỏ ửng như cà chua, liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên. Sẵng giọng. Bác không được nghĩ linh tinh, cháu chỉ là thấy thương anh ta, đến cái huyện nghèo rất này, là bạn học,
hơn nữa khi ấy cháu cũng nằm trong ban cán sự lớp, không đành lòng nên muốn giúp anh ta. Tuy nhiên lời nói của Quách Thu Thiên xem chừng còn không thuyết phục được chính bản thân cô, làm sao có thể qua mắt được người đàn ông trung niên dày dạn kinh nghiệm này. Ông chợt cười nói, cho dù là giúp đỡ, mồm miệng của con cũng bạo quá. Đó dù sao cũng là 10 triệu đấy, không phải một hai hào. Không dám cược thì bỏ đi, đường đường một bậc đại nhân, bỏ đi, như vậy thật không phóng khoáng, tính toán đến cả 10 triệu, thật là, số tiền này với bác chẳng phải là chỉ cần vẽ một nét bút là giải quyết được rồi sao, hừ. Quách Thu Thiên trông như đang giận. Cô trừng mắt nhìn bác mình, thực ra bác cô nói muốn đến Đức Bình đi dạo, Quách Thanh Thu vừa nghe tâm tư liền dao động. Tốn không ít tâm sức tra cứu tài liệu về Đức Bình và Ma Xuyên. Cuối cùng qua sự giới thiệu của bạn học cùng lớp Thái Hồng Ngẫu, tìm được một nơi phù hợp cũng chính là Bối Diệp Cốc Lang Kiều được xây dựng từ thời Càn Long nhà Thanh ở Ma Xuyên. Nghe nói cây cầu này đến nay đã được gần 250 năm. Cầu dài tận 100 mét, ở giữa là một cột trụ bằng đá, toàn bộ cây cầu Lang Kiều làm từ đá, đến cả đỉnh hành lang cũng là dùng phiến đá mỏng manh đắp lên, trông có nét đặc sắc của địa phương. Đáng tiếc là cây cầu này lại nằm ở xã Lang Kiều xa xôi. Có rất ít người hỏi đến. Trước giải phóng, nhân dân giải phóng quân ở đây đã từng tiến hành trận đánh lớn với tên thổ phỉ Mã Hồ Tử. Điều lạ là hình như đến Mã Hồ Tử cũng thích cây này đến nỗi không nỡ phá hủy. Không ngờ lập tức bỏ chạy đến phía sau núi, bằng không cây cầu kia chắc chắn bị hủy. Đại đội trưởng Tống Gia Xuyên đã tiêu diệt Mã Hồ Tử khi đó, năm nay đã sau 70 tuổi. Cho đến tận giờ còn có chút quyến luyến không quên được. Lần trước bác Quách Thu Thiên về thủ đô họp, tướng quân Tống Gia Xuyên đặc biệt mời ông. Khi đó cảm nhận được sự trôi qua nhanh chóng của thời gian, lúc về tướng quân còn nhắc nhở bác ấy sau khi trở về đem chút tiền đi tu bổ cầu Bối Diệp. Phải biết rằng tướng quân Tống Gia Xuyên đương nhiệm chức phó trưởng ban thứ nhất của Tổng cục Hậu Cần, một thân danh vọng, có ảnh hưởng khá lớn ở hai chính đàn quốc nội và giới quân sự. Bác của Quách Thu Thiên tự nhiên nhớ ra lời nhắc nhở của tướng quân Tống. Lần này đến Đức Bình chính là muốn xem cây cầu này, tìm cách bảo vệ. Chương 859, sự giao phó của tướng quân. Hơn nữa cũng muốn tìm hiểu xem tình hình của huyện nghèo nhất tỉnh như thế nào, điều nên xem xét cũng phải xem xét. Dù sao đây cũng là nơi tướng quân Tống còn đang để tâm, không thể qua loa cho xong chuyện. Có lẽ đây được gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Thế mà Quách Thu Thiên không biết tâm tư của bác mình. Cô đã phải mất bao tâm sức để lừa bác đến Ma Xuyên. Ông bác này đã sớm hiểu được tâm tình của cháu gái nên giả vờ từ chối. Sau cùng có vẻ miễn cưỡng nể tình cháu gái mà đi. Khiến cho đại tiểu thư Quách Thu Thiên phấn khởi liền mấy ngày. Tưởng rằng vì lời ngon tiếng ngọt của mình mà thuyết phục được bác. Thật ra thì bằng không. Thật ra, bác cô cũng không lạ gì Diệp Phàm, đã biết từ lâu rồi. Hình như hắn còn đã từng giúp ông một việc lớn. Điều này càng khiến ông thêm phần hứng thú. Vậy đánh cuộc đi, nếu hôm nay Chủ tịch Diệp có thể thu được 20 triệu, bác sẽ quyên thêm bằng con số đó. Người đàn ông trung niên liếc Quách Thu Thiên một cái, gật gật đầu. 20 triệu, cháu thấy bác yêu cầu quá cao rồi. Huyện này đứng thứ nhất từ dưới lên, nghe nói thu nhập từ thuế cả năm không đến 10 triệu, con số 20 triệu kia, có muốn cướp cũng không cướp được. Hừ, rõ ràng là làm khó người ta. Quách Thu Thiên có vẻ không vui, bĩu môi đến mức có thể treo cả lọ dầu. Đây vốn là nhiệm vụ bất khả thi. Đến Quách Thu Thiên còn không có chút niềm tin nào là Diệp Phàm có thể quyên được con số 20 triệu. Dù nói trước kia ở Lâm Tuyền hắn cũng từng quyên được những 40 triệu, hình như cũng chỉ cách đây một năm. Hơn nữa trong đó có rất nhiều mối quan hệ. Diệp Phàm đến Ma Xuyên chưa được một tháng, làm sao tạo được nhiều mối quan hệ như vậy? Theo như Quách Thu Thiên dự tính. Con số đỉnh điểm hôm nay chỉ có thể lên tới 3 triệu, 20 triệu chỉ là mơ hão. Đương nhiên bác cô cũng biết con số 20 triệu là không tưởng. Nếu không ông đã chẳng bạo mồm nói sẽ quyên thêm 20 triệu. Tuy nói khả năng của ông rất lớn nhưng vừa ra tay đã bỏ ra 20 triệu, đây cũng không phải là một khoản tiền nhỏ, cũng không thể đặt bừa vào huyện Ma Xuyên được. Những huyện cần dùng tiền trong cả tỉnh thì nhiều lắm, thép tốt đương nhiên phải dùng làm lưỡi dao. Cái đó bác cũng chẳng có cách gì. Đây là điểm chốt của bác. Đã làm người ai chẳng có điểm chốt, phải không Thu Thiên? Diệp Phàm kia nếu muốn lấy được tiền của bác thì cũng phải tạo ra được những thành tích nổi bật hơn hẳn các chủ tịch huyện khác mới được,
bằng không, tại sao bác lại phải quyên tiền cho Ma Xuyên mà không phải cho những nơi cần dùng tiền khác? Tuy nói tình hình kinh tế của tỉnh ta cũng tạm, nhưng dù sao cũng không phải dầu nứt đố đổ vách. Những địa phương cần dùng tiền nhiều lắm, làm cán bộ đảng, tuyệt đối không được làm việc theo cảm tính, như vậy sẽ phạm sai lầm. Người trung niên kiềm chế ý cười, tiện thể còn dạy dỗ cháu gái. Nét mặt Tông có phần nghiêm túc, chợt nói. Huống chi, chẳng phải cháu bảo chàng trai này rất lợi hại hay sao, ở Lâm Tuyền còn quyên được 40 triệu. Hôm nay yêu cầu của bác cũng không cao, chỉ 20 triệu thôi. Bác nói nhẹ nhàng thật, đó là ở Lâm Tuyền người ta có thời gian chuẩn bị, hơn nữa còn có nhiều mối quan hệ. Ở Ma Xuyên này lấy đâu ra quan hệ gì chứ, thời gian đến đây cũng chưa lâu, mới được một tháng, không thể được. Quách Thu Thiên rất thất vọng. Vốn âm thầm muốn giúp bạn học một tay, cũng tiện khoe mẽ một phen. Bằng không, trước đây ở trường đảng đều là bị cô bắt nạt, Quách Thu Thiên tự nhiên ấm ức, không tin được là hy vọng này liền trở thành bong bong nước. Ha ha, làm sao cháu biết là không có mối quan hệ gì? Bác thấy chàng trai này quen biết cũng khá, không tin cháu cứ chờ xem. Đương nhiên nể mặt Thu Thiên của chúng ta, số tiền 3 triệu thì vẫn phải có. Người trung niên không nói gì nữa. Hai người lại bắt đầu nghe bài diễn thuyết của Diệp Phàm. Keo kia! Quách Thu Thiên hừ một tiếng, quay đầu về phía khán đài. Thật ra người trung niên cũng muốn làm ơn mà không tốn công sức. Cây cầu bối Diệp này tướng quân Tống cũng đã có lời giao phó, vốn là ông cũng phải rút ra mấy triệu. Qua lời ông nói, có vẻ muốn ra vẻ với cháu gái, lát nữa lại rút mấy triệu ra. Các đồng chí, Ma Xuyên đã đến thời điểm quyết chiến. Bắt buộc phải làm quốc lộ thiên tường, chỉ cần mấy chục nghìn người của huyện ta trên dưới một lòng, nhất định sẽ phá tan thiên tường, chấn hưng Ma Xuyên. Sau khi Diệp Phàm khản cả giọng hét lên, hiệu quả xem ra khá tốt. Những chàng vỗ tay vang như pháo dội, như sấm mùa xuân cuộn trào. Rất biết cách lôi kéo, đến bác còn thấy cảm động, muốn rút cả hầu bao ném cả vào. Chàng trai này dựa vào tài ăn nói, không đi làm nhà diễn thuyết cũng hơi phí. Ha ha! Người trung niên ánh mắt có vẻ tán thưởng, cười nói. Cái đó đương nhiên rồi, người ta tốt nghiệp Đại học Hải Giang đấy, lợi hại chưa? Quách Thu Thiên liếc xéo bác mình. Lợi hại, cháu xem đi, cảnh tượng quyên góp này cũng khá là sôi động. Người trung niên cười nói. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoành Xương Thủy Châu, Thượng Thiên Đồ, quyên tặng 3 triệu. Tập đoàn Mỏ Đồng Thị Trấn Thanh Sơn quyên tặng 15 triệu. Tập đoàn Mỏ Silicon Mã Hồ Tử quyên tặng 1 triệu. Tôn gia của Dương Đầu Trấn quyên 600.000. Bến Sông Thần Nữ 600.000. Đại biểu công ty tập đoàn Đức Bình Vũ Thánh, Hầu Kim Anh, quyên 600.000. Đức Bình Sứ Vương Các quyên 400.000. Phía sau là những món tiền quyên tặng nhỏ. Quanh cảnh hết sức sôi động, nhân dân Ma Xuyên khá tích cực với việc sửa đường. Về cơ bản, dù nhiều dù ít ai cũng đều quyên tặng vài phần. Cùng với giọng nói ngọt ngào của người dẫn chương trình, mỹ nữ Đào Hồng vang lên, ống kính hướng thẳng về phía những người quyên tiền. Hơn nữa còn thêm ống kính chuyên dụng, khiến những người này thấy tự dưng sáng chói. Một giờ sau, việc quyên tặng kết thúc, mấy nhân viên ngân hàng xinh đẹp đang bận rộn. Không lâu xa con số thống kê được đưa ra, tổng cộng là 14,635,875 tệ. Tuy nói trong phương án sửa đường thứ hai của chúng ta, xây dựng kế hoạch sửa đường rộng 13 mét dùng hơn 50 triệu cũng còn khá xa nhưng đây là sự đột phá mang tính lịch sử. Việc được lòng dân sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ còn việc không được lòng dân sẽ không được ai ủng hộ. Hôm nay cả các bạn hữu ở Thủy Châu Thượng Thiên Đồ cách xa ngàn dặm cũng đã đến, còn có bạn hữu ở Đức Bình Hầu Kim An, thêm cả các bạn bè ở địa phương. Lãnh đạo địa khu coi trọng, vạn người một lòng, nhân dân cả huyện một lòng góp sức. Chúng ta không đợi chờ không dựa dẫm vào ai, tự lực cánh sinh, tôi tin tưởng con đường đại lộ rộng 13 mét đã nằm trong tay chúng ta. Hơn nữa còn là con đường được trải nhựa nữa. Diệp Phàm nói rất tự nhiên, một tràng pháo tay như máy bay nổ giòn vang lên. Nhân dân Ma Xuyên như thấy được hy vọng. Ôi, vẫn còn thiếu 5 triệu, ôi! Quách đại tiểu thư thất thanh giận dữ nói, khiến người trung niên bên cạnh bật cười. Nói, cũng không đến nỗi nào. Cái huyện nghèo như vậy mà có thể quyên được ngần ấy tiền, bạn học của cháu đúng là một nhân tài. Nếu đã nói là nhân tài thì bác cũng nên yêu quý mới đúng. Quách Thu Thiên mỉm cười nhìn bác mình. Thực ra, Quách Thu Thiên trong lòng sớm đã kinh ngạc,
từ miệng bác mình có thể thốt ra hai chữ nhân tài cũng không phải là một điều đơn giản. Bác ấy cũng không phải người dễ dàng mở miệng, có thể nghe được từ nhân tài thốt ra từ miệng bác, chuyến đi Ma Xuyên hôm nay quả không uổng. Đoán chừng thời vận của tên tiểu tử ngốc Diệp Phàm này thật sự đã đến. Điều đáng tiếc nhất là không thể đánh cuộc thắng bác, điều này khiến Quách Thu Thiên thấy thất vọng. Đúng lúc này bên ngoài nghe thấy tiếng còi ô tô ầm ĩ vọng vào chói tai. Chuyện gì vậy? Diệp Phàm nhíu nhíu mày, hỏi, không cẩn thận tiếng nói vọng vào microphone vang lên, đúng lúc đang buồn bực. Chợt Ngô Đồng mồ hôi nhỏ giọt chạy tới, nói. Chủ tịch huyện, có khách quý tới. Khách quý nào? Diệp Phàm lại nhăn nhó mặt mày, chả buồn tắt microphone, lời nói truyền ra ngoài. Chủ tịch tập đoàn truyền thông Giang Nam Thủy Châu, bà Mai Phán Nhi đến rồi. Nói là tìm chủ tịch Diệp có việc gấp. Ngô Đồng nói, tiểu tử này có vẻ cũng khá phân khích. Mai Phán Nhi, cô ta đến có việc gì nhỉ, quái? Diệp Phàm giật mình, vội ra tiếp đón. Rồng lại đến nhà tôm cơ đấy, chủ tịch Mai. Ha ha. Diệp Phàm giơ hai tay ra, vội nắm lấy đôi tay mềm mại như ngọc kia. Hôm nay Mai Phán Nhi mặc một bộ đồ trông rất oai phong, làm hiện lên phong cách của một chủ tịch hãng truyền thông Giang Nam. Trang nhã mà rõ nét dịu dàng quyến rũ lại không mang chút khí phách của một bậc từng trải trong thương trường. Chủ tịch Diệp, nghe nói anh đang tổ chức một buổi quyên góp. Cơ quan truyền thông Giang Nam đứng đầu cả khối truyền thông, thấy rất cảm động khi biết chủ tịch Diệp một lòng vì dân, đặc biệt đến để quyên góp, quyên tặng 3 triệu, do chủ tịch Diệp toàn quyền sử dụng. Lời nói của Mai Phán Nhi nhẹ nhàng dễ nghe, như chim oanh trong rừng, nhưng cũng có chút ẩn ý. Cảm ơn tấm lòng của chủ tịch Mai, tôi xin thay mặt huyện ủy Ma Xuyên và ủy ban nhân dân huyện cùng toàn thể nhân dân Ma Xuyên biểu thị sự cảm kích vô cùng. Diệp Phàm khách sáo nhưng cũng nhiệt tình nói. Thằng nhãi này trong lòng lại oán thầm, cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Cũng không thể từ chối tiền quyên góp của người ta được. Xem chừng lại muốn nói Mai Thiên Kiệt bảo mình giúp ông ta việc gì không hay đây. Cô này cũng thật lợi hại, tiền trảm hậu tấu. Tiền kia nói là quyên tặng trực tiếp cho chủ tịch huyện, đây là ý gì, quyên cho cá nhân. Không biết trong lòng nghĩ gì, đây là kiểu người khó chơi đây. Ôi, có thêm 2 triệu nữa thì tốt rồi. Quách Thu Thiên nghển cổ lên, chân kiếng cả lên. Cô thở dài, tiếc rằng mình không thể tự xông lên quyên thêm 2 triệu. Thêm 2 triệu kia, bác cô hẳn sẽ không thể nuốt lời. Tuy nhiên Quách Thu Thiên cũng không có khả năng đưa ra 2 triệu. Chợt cô lại buồn buồn nghĩ, Mai Phán Nhi này cái gì mà chủ tịch, chẳng qua là hồ ly tinh. Hồ ly tinh người trung niên thiếu chút nữa cười thành tiếng, lời nói của cháu gái rõ ràng có ý ghen tuông. Không chỉ giật mình, nhìn cháu gái lại nhìn Diệp Phàm đang hăng hái phát biểu trên sân khấu, chợt cười nói. Làm gì nói người ta là hồ ly tinh? Dù gì người ta cũng là nhân vật lớn của hãng truyền thông Giang Nam. Mai gia này cũng không hề đơn giản, là đại gia trong giới quân sự ở thủ đô đấy. Thu Thiên, không thể oán thầm người ta một cách vô lý thể được. Không lịch sự gì cả. Chính là hồ ly tinh, có gì mà giỏi chứ? Quách gia chúng ta kém họ sao, hừ. Quách Thu Thiên nổi khùng, cãi lại bác. Ha ha, người trung niên không đáp chỉ cười. Chương 860 Bí thư tỉnh ủy thua. Đúng lúc này, một thanh niên cao to bước lên khán đài chủ tịch, có vẻ cung kính với Diệp Phàm, cúi mình cười nói. Chủ tịch Diệp, tôi là Hồ Chính Khang, là người phụ trách chi nhánh Đức Bình của tập đoàn giấy Thái Hưng. Hôm nay được sự ủy thác của chủ tịch Hồ Thế Lâm, tôi đại diện cho tổng công ty đặc biệt quyên góp riêng cho chủ tịch huyện Ma Xuyên 3 triệu. Chủ tịch Hồ có nói, nhân dân Ma Xuyên còn nghèo. Quyên tiền cho chủ tịch huyện là vì có thể rảnh tay để thực hiện công tác phát triển. Nói xong đưa chi phiếu 3 triệu ra. Cùng với tiếng nói của người dẫn chương trình vang lên một lần nữa, không khí sôi sục. Bác, ha ha, bác còn gì để nói không? Quách Thu Thiên thở phào một cái. Cảm giác rất hãnh diện, có thể một lần thắng bác mình, cái đó cũng khá là đáng tự hào, khiến cả người phấn chấn. Cháu thắng. Không thể ngờ được sức hấp dẫn trong nhân cách con người lại lớn đến thế, thật không đơn giản. Người trung niên thở dài lắc đầu, dường như cảm phúc hậu sinh khảo ý. Vậy 20 triệu. Quách Thu Thiên hơi có vẻ khẩn trương. Cô có cảm giác khá kích động với số tiền lớn như vậy. Ha ha, thật là, đúng là Thu Thiên. Diệp Phàm nói rất đúng. Cậu ta nhắc đến bên trái là tỉnh Giang Đô, bên phải cả tỉnh An Đông, cách đề cập này khá tốt.
cháu có thể nói chuyện với cậu ấy, hỏi xem kế hoạch cụ thể thế nào, trình lên sở giao thông tỉnh. Ma Xuyên rất có thể trở thành cổ họng nối ba tỉnh liên tiếp. Chàng trai này có con mắt nhìn rất chuẩn, là một tài năng, cháu hãy nói chuyện riêng với cậu ta. Người trung niên cười nói, hé lộ nụ cười khuyến khích Diệp Phàm. Được. Quách Thu Thiên thật muốn nhảy cẫng lên cười lớn, tuy nhiên lúc này không thích hợp, cô cố nén cười. Tuy nhiên, chợt Quách Thu Thiên vẻ mặt cay đắng nói. Sở giao thông chưa chắc đã để tâm đến cậu ấy, mấy ông già đó làm sao có thể suy nghĩ đến khó khăn của nhân dân Ma Xuyên. Huống hồ, cho dù Ma Xuyên thực sự có thể trở thành con đường trọng yếu của hỏng thông của ba tỉnh, họ chưa chắc đã để ý đến. Ha ha, con nhỏ tinh quái, lại muốn bác ra mặt đúng không? Người trung niên giơ ngón tay, sờ lên trán Quách Thu Thiên một cách trìu mến. Bác không ra tay, chắc chắn sẽ không xong việc. Quách Thu Thiên hừ một tiếng, nói. Việc này không thương lượng, chàng trai kia có bản lĩnh phải tự đi tới sở giao thông, không xong việc thì đừng đến tìm bác. Thu Thiên, không thể việc gì cũng làm sẵn cho người ta, công việc là do người ta tự làm nên, cũng là phương pháp tốt để rèn luyện bản thân. Ưng non phải dương cánh, phải tự mình học cách bay lượn. Không trải qua mưa gió, làm sao thấy được cầu vồng. Người trung niên thái độ kiên quyết, không thương lượng gì thêm. Quách Thu Thiên nhéo ngón tay, hừ nói. Đi thôi. Cháu không được tham gia vào, để cậu ta tự làm. Chậm mà chắc, nếu thật sự sở giao thông có thể lập dự án, 20 triệu này của bác coi như đã không uổng phí, làm ra được thành tích gì mới là tài năng, phá năm ải chém sáu tướng, nắm được sở giao thông mới thể hiện được cậu ta là tài năng đích thực. Một nhân vật trí dũng kiệt xuất, một người trong tương lai có thể làm nên việc lớn. Rèn luyện là gốc. Người trung niên ân cần dạy bảo. Quách Thu Thiên như thoáng chút suy nghĩ, gật gật đầu, không khó chịu nữa. Trong lòng thầm mong Diệp Phàm có thể trở thành cao thủ đích thực. Nhân dân Ma Xuyên hôm nay rất ngạc nhiên, đầu đường cuối ngõ đều bàn tán về phong thái đầy sức hấp dẫn của chủ tịch Diệp. Lợi hại thật, vừa quyên đã được hơn 20 triệu. Có cả mấy ông chủ lớn từ Thủy Châu xa xôi tới đây. Anh xem cô chủ tịch Mai đó, thật nho nhã, không phải là khá quen thân với chủ tịch Diệp đấy chứ. Một giọng nam trầm vang lên. Thắc mắc cái gì, tất cả phụ nữ đẹp đều là do những nhân vật cao hơn chủ tịch Diệp. Tiểu tử ngươi, chán khác gì con lừa không? Người như chủ tịch Mai sẽ tìm ai chứ? Người ta là tỷ phú, mắt nhìn yêu cầu cao lắm. Muốn tìm ít nhất cũng phải là nhân vật cỡ chủ tịch tỉnh. Người kia phỏng chừng lớn hơn vài tuổi, nói. Cao, vì lẽ gì mà cô ta từ ngàn dặm xa xôi đến gặp chủ tịch Diệp? Tiếng nói lúc trước hắng giọng, cười nói. Cũng đúng, tuy nhiên anh xem người dẫn chương trình đó, có vẻ cũng khá quan tâm để ý đến chủ tịch Diệp. Ống kính chủ yếu hướng về phía chủ tịch Diệp, còn cô ta thì luôn đứng cạnh chủ tịch Diệp, anh không thấy đấy thôi. Vì bất lý cứ đảo mắt đến mức tròng mắt sắp rơi xuống đất rồi. Tiếng nói của người đàn ông thứ hai có vẻ nghi hoặc khó hiểu. Thật khiến người ta bực mình, người ta chẳng chụp ảnh anh ta thì biết làm sao, ai bảo anh ta chẳng có chút bản lĩnh nào, cả ngày mặt mày ủ rũ, như đàn bà, ngày nào cũng tự cao tự đại, chẳng được tích sự gì, tôi khinh. Người thanh niên lúc trước xì một tiếng khinh miệt, cực kỳ khinh bỉ. Ha ha, Mã Vân Tiền càng tức cười hơn, cứ nhìn em si giang. Muốn được lên màn ảnh nhưng người ta không để ý đến hắn. Còn chủ tịch Mai, chẳng phải Mã Vân Tiền muốn bắt tay người ta sao, người ta cũng chẳng thèm để ý đến ông ta. Ha ha, không thể tưởng tượng được Mã Vân Tiền của Ma Xuyên chúng ta lại có ngày hôm nay, bình thường ra vẻ lắm. Người thanh niên thứ hai lại hắng giọng cười nói. Thông thường chẳng cần nói đến ở tỉnh, chỉ cần đối với Đức Bình, Mã Vân Tiền này cũng chỉ là con tép bé nhỏ. Đại tiểu thư Mai từ tỉnh về có liếc ông ta một cái mới là lạ đấy. Huống hồ ông ta là kẻ háo sắc như vậy, có ăn một cái tát cũng là nhẹ, đúng là cái bô của con chó Nhật. Người thứ nhất mắng. Anh nói xem liệu sau này Ma Xuyên có trở thành thiên hạ của chủ tịch Diệp không? Hôm nay khí thế thật hoành tráng. Người thứ hai lại nói. Cũng có thể, nhưng chỉ mong nếu thật là thành thiên hạ của anh ấy, chúng ta nói không chừng sẽ thực sự được hưởng phúc, có chút hy vọng. Người thứ nhất thở dài. Chủ tịch Mai, khó khăn lắm mới ghé thăm Ma Xuyên, cứ đi thăm thú một chút. Tôi xin tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch, ha ha. Diệp Phàm tươi cười nói. Ha ha, không cần đâu, nhưng tôi lo lắm,
có vẻ ý chủ tịch Diệp không phải ở việc thăm thú đâu. Vẻ trông bên này ngó bên kia của Mai Phán Nhi trông thật quyến rũ, thản nhiên cười nhạt, có sức hấp dẫn lạ thường. Thầm nghĩ, nếu không có chuyện gì thì hẳn sẽ không xun xoe. Không phải chuyện gì to tát nhưng chắc cũng không thể là việc gì tốt lành. Nói gì vậy, chủ tịch Mai chính là khách quý của Ma Xuyên chúng tôi. Tôi đây chính là chủ nhà. Ha ha. Diệp Phàm bật cười ha hả, chờ Mai Phán Nhi tung quân bài chưa lật ra. Mai Phán Nhi ngàn dặm xa xôi đến Ma Xuyên lại bỏ ra một số tiền lớn vậy. Người ta chẳng phải loại nhiều tiền quá không có chỗ tiêu, chắc chắn có ý đồ gì. Nếu không có ngốc mới đi làm chuyện như này. Ôi, còn không phải chuyện của Thiên Kiệt đấy sao? Thật sự làm người ta phiền lòng mà. Mai Phán Nhi nhíu mày. Diệp Phàm đã hiểu, xem chừng thời điểm lật bài ngửa đã tới. Tuy nhiên Diệp Phàm không lên tiếng. Mai Phán Nhi giận đến mức muốn bước đến vạch mặt kiểu giả bộ ngây ngây thơ thơ của hắn. Thật là, người đẹp cố ý đánh động, liếc nhìn đồng hồ, ý chừng có việc gấp lắm, cuối cùng không nhịn được, nói. Chủ tịch Diệp, chúng ta cũng không cần phải vòng vo làm gì. Chuyện của Thiên Kiệt, anh rốt cục định thế nào, tôi thành tâm mà đến đây. Thiên Kiệt, cô nói là Mai Thiên Kiệt ư, em trai của Mai Diệp Thu. Diệp Phàm giả bộ hồ đồ. Không phải nó thì ai vào đây nữa. Thật sự là khiến người ta phiền lắm mà. Vẫn muốn mời anh Diệp dạy cho nó vài bài học. Ngày nào cũng tới lui công ty tôi, tới nhiều đến mức hoa cả mắt. Mai Phán Nhi lật bài ngửa. Không phải đã nói với cô rồi sao, sư phụ Diệp Thu Trần Nguyệt Đại Sư chẳng gì cũng đường đường xuất thân từ Nga Mi, là người được quốc thuật giới truyền tụng là Thái Sơn Bắc Đẩu. Có bà ấy, chuyện bất bình gì, chỉ cần bà ấy ra tay, truyền mấy đường cho Thiên Kiệt. Không phải là hưởng thụ vô cùng sao? Diệp Phàm đương nhiên không muốn cầm lấy củ khoai lang bỏng tay này. Phải biết là thứ công tử tự cao kiêu ngạo, ngông cuồng như Mai Thiên Kiệt này, luôn mang theo mình cái mầm tai họa chết người. Làm không tốt sẽ gặp phiền phức, hơn nữa người ta có Mai gia ở thủ đô chống đỡ, cậu ta vốn chẳng có việc gì làm, đến chùi đít còn chả phải động tay. Trần Nguyệt Đại Sư lợi hại, nhưng bà ấy cũng nói rồi, công pháp Nga Mi thích hợp với phụ nữ. Con đường đi là hướng về âm tính, không thích hợp để Thiên Kiệt luyện tập. Mai Phán Nhi vốn có chuẩn bị trước, những lời này thật sự có lý. Thật ra thì không phải vậy, đó là vì Trần Nguyệt Đại Sư không coi trọng Mai Thiên Kiệt. Cao nhân lánh đời kiểu này tính tình vốn khác người. Đã không thích thì dù anh có đem điều kiện gì ra để hấp dẫn cũng vô dụng. Mai gia có chút cơ sở không tầm thường không chỉ trong giới quân sự mà ngay cả trong chính phủ. Là gia tộc có thể hô mưa gọi gió ở Trung Hoa. Nhưng lại không thể làm gì được bậc thế ngoại cao nhân như Trần Nguyệt Đại Sư. Hơn nữa, Mai gia cũng không thể làm ra chuyện gì. Trần Nguyệt Đại Sư tuy nói chỉ là một ni cô, nhưng ảnh hưởng của bà cũng không phải người thường có thể tùy tiện động chạm được. Thật hả, ha ha. Diệp Phàm cười một cách đầy ẩn ý. Biết Mai Phán Nhi không nói thật, xem chừng người ta chẳng nhìn đến cái bản chất xấu xa của Mai Thiên Kiệt. Diệp Phàm cũng đã biết bản chất của Mai Thiên Kiệt từ lâu. Bởi vì lúc trước cũng đã đề cập chuyện dạy công phu cho cậu ta, xương cốt đúng thật chả ra sao, chỉ tốt hơn người bình thường chút thôi, nếu muốn đạt tới cảnh giới rất cao thì có lẽ không có khả năng. Đương nhiên lời này không thể nói trước mặt Mai Phán Nhi. Nếu không, người ta bị mất mặt cũng không vui. Hắn đột nhiên liếc mắt nhìn Mai Phán Nhi, cười nói. Với uy tín của Trần Nguyệt Đại Sư, mặc dù công pháp Nga Mi thiên hướng nữ tính, nhưng việc giới thiệu cho Thiên Kiệt vài sư phụ khác cũng không phải chuyện khó khăn gì. Yêu cầu chắc thấp hơn một chút thôi. Ví dụ như ngũ đẳng cao thủ dạy cho Thiên Kiệt vài chiêu, cũng đủ dùng. Hơn nữa, còn hơn sư phụ quê mùa gà mờ như tôi đây. Diệp Phàm bật cười ha hả, gõ cây búa lại. Diệp tiên sinh, cho tôi một lời chắc chắn đi. Rốt cục anh muốn tôi phải làm gì anh mới bằng lòng truyền vài chiêu cho Thiên Kiệt. Mai Phán Nhi có chút phiền não, bình thường dựa vào thân phận của Mai gia ở thủ đô, chủ tập đoàn truyền thông Giang Nam, ở vùng Giang Nam đúng là rất nổi tiếng. Không cần nói đến loại cán bộ cấp cục nhỏ bé như Diệp Phàm, đến cả mấy quan chức lớn cấp phó tỉnh ở Giang Nam cũng còn phải nể mặt cô ấy. Vậy mà hôm nay gặp phải Khắc Tinh, chủ tịch một xó huyện nghèo mà lại dám không nể mặt. Đương nhiên, không phải cô sợ gì Diệp Phàm, chỉ là một chủ tịch huyện. Mai gia mà thật sự muốn động tới thì chỉ cần nói vài câu là xong. Tuy nhiên, người Mai Phán Nhi e rẻ chính là Thiết Chiêm Hùng. Nghe cháu gái Diệp Thu nói,
lãnh đạo tối cao của báo săn, tướng quân Thiết Chiêm Hùng là anh em kết nghĩa với chủ tịch Diệp. Nhân vật như Thiết Chiêm Hùng, không chỉ Mai Phán Nhi không dám đắc tội, mà ngay cả Mai gia cũng không dám vuốt râu Hùng. Đương nhiên, về phương diện này thì Mai Phán Nhi lại không hiểu gì.